Quan thần, hạ tưởng. Tập 101. Lưu Tương Huy và Lưu Kiệt Huy tâm tư nhạy bén giống nhau, chỉ mới nghĩ đã biết vấn đề mấu chốt nằm ở đâu. Sau khi nghe Mã Quân khẳng định câu trả lời, Lưu Tương Huy cười lớn. Mã Quân, may mà ngươi không ở trong quan trường, nếu không có một ngày chết không biết lý do tại sao. Có một số việc làm lại nói không, thị trưởng Trương Đường Đường là thị trưởng của một thành phố, làm sao có thể đánh lén bí thư thành ủy sau lưng. Ông ta không cần tiền đồ chính trị nữa. Cậu tùy ý làm, ông ấy không biết gì cả. Việc không thành, bị bắt, cũng không liên quan gì đến ông ấy. Việc thành công, lật đổ được bí thư Hà thị trưởng Trương sẽ khen cậu, sẽ mang lại ưu đãi cho cậu. Mã Quân mắng. Hừ, thế không phải là vừa làm điếm lại vừa được lập cổng tam quan, có gì lợi ông ấy đều được hưởng hết sao? Cái gì lợi thì lãnh đạo hưởng, tiếng xấu thì quân lính chịu. Nếu cậu không lĩnh hội bản chất này trong quan trường, thì cậu lăn lộn trong quan trường làm gì? Lưu Tương Huy cười nhạo Mã Quân. Mã Quân nghiến răng. Tương Huy, anh nói thử xem, tôi nên tiếp tục làm hay dừng lại? Bây giờ tôi chỉ nghe anh thôi. Chương 1111, từ trên xuống dưới, thận trọng từng bước. Một mình anh đơn thương độc mã thì lực lượng vẫn là mỏng yếu, hơn nữa anh nghĩ đến hậu quả chưa? Nếu như anh không thể làm gì được bí thư Hạ, nói không chừng nửa đời còn lại của anh là ngồi trong tù. Bình tĩnh suy xét, đương nhiên là Lưu Tương Huy tình nguyện để Mã Quân bôi nhỏ Hạ Tưởng, bởi vì Hạ Tưởng mà lên chức thì sẽ ngáng tiền đồ của y. Tín chỉ cuộc sống của Lưu Tương Huy chính là, vợ có thể cho người khác ngủ, nhưng tiền đồ thì tuyệt đối không thể bị người khác chen mất. Ai ngủ với vợ y thì y ngủ với vợ người đấy, ai hủy hoại tiền đồ của y thì y tìm người đó liều mạng. Nhưng hiện tại hắn ta không có tư cách cũng không có thực lực liều với Hạ Tưởng, bây giờ có cây súng khô, Mã Quân này, bắn hai phát cũng chẳng sao. Nghĩ kỹ rồi, không tiếc thân mình để lôi hoàng đế ngã ngựa, tôi chấp hết. Mã Quân không khỏi nguôi giận, trong lòng không thể nuốt trôi cục tức này. Vậy anh phải tìm thêm mấy tên giúp đỡ, và phải ra tay rộng rãi, lấy vấn đề bảo mẫu để dựng chuyện thì không thể làm một cách chính thức được, cũng không thể gây tổn hại cho hắn thì uổng công không nói. Không chừng lại hại chính mình. Tự anh nghĩ kỹ hơn đi, lên mạng tìm nhiều tài liệu những vụ quan tham bị hạ bệ trong cả nước rồi đặt cái bẫy, cho bí thư Hạ sơi một vố, nếu không thì đừng làm gì, đã làm thì phải làm vụ lớn. Lưu Tương Huy cũng hận Hạ Tưởng vô cùng, cho dù Hạ Tưởng ngủ với vợ y, có lẽ y cũng sẽ không ở đằng sau xúi dục Mã Quân đi bôi nhỏ Hạ Tưởng, nhưng Hạ Tưởng ngáng mất tiền đồ của y thì y phải nhảy dựng rồi. Được, quay về lại giúp tôi cân nhắc. Tôi nhờ vào anh cả. Mã Quân kéo Lưu Tương Huy lại gần. Nghĩ đi nghĩ lại anh là đáng tin tưởng nhất. Lưu Tương Huy khẽ nhếch mép như cười như không, bỏ điện thoại xuống, y sờ sờ đầu tự nói một mình. Dù sao Mã Quân cũng là con rể của Kiệt Huy, vẫn nên kiềm chế một chút hay hơn. Nghĩ một chốc y lại cầm điện thoại lên gọi cho Lưu Kiệt Huy. Bởi vì có Lương Thu Duệ lo toan ở giữa, trước việc đề bạt phó cục trưởng cục xây dựng đô thị, ban tổ chức cán bộ thêm chiến nhiệm vào danh sách, ý đồ của bí thư thành ủy cần phải được chứng thực. Tuy rằng Nhiệm Hải Phong một lòng với Trương Quốc Vĩ, nhưng cũng không dám làm trái ý kiến của bí thư về danh sách đề bạt, cùng lắm là trong cuộc họp hội ý bí thư và trên hội nghị thường vụ mới cãi ngược lại. Lần bổ nhiệm nhân sự này không thông qua thảo luận hội ý bí thư, Hạ Tưởng và Trương Quốc Vĩ họp hội ý, nhất trí quyết định sáng ngày 30 tháng 9 sẽ triệu tập cuộc họp hội nghị thường vụ, trực tiếp thảo luận việc bổ nhiệm nhân sự. Cũng do kéo dài thời gian quá lâu, làm Trương Quốc Vĩ cũng hết cả cáu kỉnh. Ngày hôm sau, Ngả Thành Văn báo cáo qua tên tuổi vài người, trước sau họ đều gọi điện đề xuất mong muốn báo cáo công việc với bí thư Hạ. Hạ Tưởng không đồng ý toàn bộ, chỉ đồng ý cho Hồ Thư Dương đến thành ủy một chuyến. Cục đất đai ở thành phố Tần Đường đang xây dựng rầm rộ tuyệt đối là một cơ quan quan trọng, nắm quyền quản lý sự biến động số liệu đất đai toàn thành phố. Tất cả đất đai được mua ra bán vào đều phải qua tay cục đất đai. Cục trưởng cục đất đai Từ Quốc Bình chỉ đến báo cáo công việc với hắn được một lần kể từ ngày hắn đến đây nhậm chức, sau đó là không thấy mặt lần nữa, rất rõ ràng y không một lòng với hắn, và cũng không muốn một lòng với hắn. Dáng vẻ Hồ Thư Dương rất nho nhã, đeo cặp kính viền đen, rộng. Y đã 38 tuổi nhưng nhìn còn rất trẻ, nhìn qua tưởng y khoảng 30 tuổi mà thôi. Đặc biệt là mái tóc bù xù như rất rối. Nhìn kỹ lại thì hóa ra đó là một kiểu tóc thời trang. Hạ Tưởng thiếu chút nữa không kìm nổi bật cười,
rất ít khi hắn thấy cán bộ nhà nước lại để kiểu tóc theo mốt, Hồ Thư Dương được coi là người đầu tiên hắn thấy. Hồ Thư Dương hơi có chút kiểu thư sinh, thậm chí nụ cười còn có vẻ ngại ngùng, lúc thấy Hạ Tưởng thì hơi cong người chào hỏi cung kính. Đầu tiên là báo cáo sắp xếp công việc tại Cục Đất Đai trong thời gian gần đây, rồi lại nhắc qua ngắn gọn cái tên Ngả Thành Văn, tỏ vẻ sùng bái y. Cũng được, Hạ Tưởng có ấn tượng khá về Hồ Thư Dương. Mới đầu cho rằng y quá thư sinh, nhận thấy y không chững chạc lắm, không ngờ lời nói cử chỉ cũng khá ra trò. Tuy là ăn mặc hơi khác người so với cán bộ nhà nước, nhưng vẫn lọt được vào mắt Hạ Tưởng. Ngồi nói chuyện với Hồ Thư Sinh được mười mấy phút, sau đó Hồ Thư Sinh tự giác nhận thức thời gian đã đến nên cáo biệt ra về. Sau đó, Hạ Tưởng lại tiếp xúc với Đường Triều. Trong số phó cục trưởng Cục Đất Đai, Hồ Thư Dương xếp hạng sau cùng. Trong số phó trưởng ban tổ chức cán bộ, Đường Triều xếp hạng gần trước hơn, nhưng cũng không phải là phó trưởng ban thường trực. Đường Triều 42 tuổi, thân hình hơi đậm, độ cao trung bình, diện mạo ấn tượng. Duy trì hình thể khá được, vừa thấy Hạ Tưởng đã nở nụ cười khiêm tốn chào hỏi. Đường Triều chững chạc, điềm tĩnh hơn Hồ Thư Sinh một ít, ăn nói cũng cẩn thận, đương nhiên là có liên quan đến việc y luôn làm việc tại ban tổ chức cán bộ. Y ngồi không đến 5 phút, báo cáo qua tư tưởng tâm đắc rồi kịp thời cáo lui, đi và về chừng mực, nắm chuẩn, cũng để lại ấn tượng khá trong lòng Hạ Tưởng. Ngày 29, Vệ Tân lái xe đến Bắc Kinh gặp Liên Nhược Hạm, chuẩn bị bay đi Mỹ làm một số thủ tục, đồng thời cũng là kiểm tra lại bệnh tình. Buổi chiều Nghiêm Tiểu thì đến Tần Đường. Hộ tống Nghiêm Tiểu thì đến còn có Dương Uy. Dương Uy vẫn không sửa đổi bản tính, vừa thấy Hạ Tưởng liền hành lễ chào hỏi không theo một nghi thức nào, sau đó cười hi hi ha ha nói y không phải là cố ý đến làm cột đèn cản trở, mà là thật lòng đến khảo sát thị trường thành phố Tần Đường. Khác với Vệ Tân mặc màu xám khiêm tốn, Nghiêm Tiểu thì lại mặc một bộ gió đỏ chói, đỏ như ngọn lửa. Người đẹp như hoa, đi bốt cao cổ, eo thon hông rộng tuyệt đối làm điên đảo mọi người. Đến Hạ Tưởng cũng không thể không thừa nhận, Nghiêm Tiểu thì đẹp lên nhiều, càng hiện rõ mùi vị thành thục đậm chất phụ nữ. Khi phụ nữ đến một độ tuổi nào đó, bất kể là có hay không có đàn ông ở bên, hoặc có tình yêu êm dịu thì luôn có mặt tỏa ra hương ngát. Giống như Tống Nhất Phàm vậy. Lúc đầu cũng chỉ là nụ hé chờ đợi được bung nở, đến hôm nay là sắp tỏa sắc rồi. Nghiêm Tiểu thì đã đặt sẵn phòng ở khách sạn, cô và Dương Uy mỗi người lái một xe. Cô một mình một xe, còn Dương Uy có tài xế và trợ lý đi cùng. Dương Uy cho lái xe và trợ lý đến khách sạn trước, một mình anh ta lên xe Nghiêm Tiểu thì ngồi, tình nguyện làm tài xế cho cô. Nghiêm Tiểu thì và Hạ Tưởng ngồi song song ở hàng ghế sau, do Dương Uy dẫn đường cùng đi ăn cơm. Dương Uy không xa lại gì thành phố Tần Đường, y có bạn làm ăn ở đây. Lần này y đến nói là khảo sát thị trường thành phố, thực ra vẫn là muốn giới thiệu mấy người bạn làm quen với Hạ Tưởng. Người kinh doanh đều muốn có mối quan hệ với giới quan chức, Hạ Tưởng là bí thư thành ủy nên càng trở thành cái bánh thơm trong mắt các nhà kinh doanh. Nghiêm Tiểu thì tươi cười trêu ghẹo nhìn Hạ Tưởng, cắn môi, vẫn là không nhịn được nói. Nghe nói công việc của anh ở thành phố Tần Đường rất không dễ triển khai. Vạn sự khởi đầu nan, rất là bình thường. Với bản lĩnh của bí thư Hạ đây, mở ra cục diện chẳng qua chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Dương Uy cướp lời xen vào một câu. Thật ra thì giống như đạo lý cưa gái vậy. Có một số phụ nữ muốn cưa đổ, vài phút là đạt được, nhưng chính là không cưa, mà phải dùng tình cảm. Xí, người xấu không nói ra được lời tử tế. Nghiêm Tiểu thì mắng. Dương Uy, anh bớt xen vào đi, không có việc của anh. Anh cứ làm tốt phận sự lái xe, ngày nào cũng nghĩ đến phụ nữ, không sợ mệt chết sao. Người đẹp Tiểu thì ơi, nếu em đồng ý lấy anh chắc chắn sẽ không nhìn phụ nữ khác nửa con mắt, có tin không? Không tin chúng ta cá với nhau. Dương Uy cố ý khiêu khích Nghiêm Tiểu thì. Xin lỗi nhá Dương Uy, tôi và anh tuyệt đối là vật cách điện, không dẫn điện. Nghiêm Tiểu thì vừa nói vừa liếc mắt qua Hạ Tưởng. Tôi chỉ thích thân sĩ, không thích dê già. Dương Uy bất lực lắc đầu, Hạ Tưởng lại cười. Thân sĩ chẳng qua là dê già có lòng nhẫn nại mà thôi. Dương Uy kêu liên hồi, cao kiến, Nghiêm Tiểu thì lại mắt môi đều cười. Dê già không đáng sợ, chỉ sợ dê già vừa có văn hóa lại biết kiềm chế. Sau đó cô lại nói một câu buồn buồn. Sợ là sợ trò chơi vòng quay đu ngựa. Tôi cứ chạy theo người trước mặt mình, nhưng bất kể cố gắng thế nào thì vẫn bị cách một khoảng cách vĩnh hằng. Câu nói đầy triết lý,
Dương Uy trầm xuống, Hạ Tưởng cũng trầm theo. Một lát sau, Dương Uy bỗng nhiên như thông suốt gì đó bật ra một câu. Tổng giám đốc Nghiêm, lời cô nói tôi không tin ngay cả dấu chấm câu. Anh thích tin hay không, cũng không phải nói cho anh nghe. Anh không tin là bình thường, tin cũng chẳng có tác dụng gì. Nghiêm Tiểu thì không nể mặt Dương Uy, tiếp tục nhìn Hạ Tưởng chính là muốn Hạ Tưởng biểu lộ thái độ. Vẻ mặt Hạ Tưởng trầm ngâm, lắc lắc đầu. Tôi không phải tiền nhân dân tệ, không thể làm cho mọi người đều thích tôi được. Dương Uy cười lớn ha ha, Nghiêm Tiểu thì che miệng cười, trong nụ cười có chút cô đơn và vui sướng. Cũng không biết cô đơn là nỗi lòng hay vui sướng là chờ mong. Buổi tối, Hạ Tưởng cùng Nghiêm Tiểu thì và Dương Uy ăn cơm, gặp mặt hai người bạn mà Dương Uy giới thiệu. Một người là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty trách nhiệm hữu hạn thực nghiệp Thiên Nguyên, tên Mạnh Thiên Nguyên. Chương 1112, mặt chính mặt phụ, đột phá sắp đến. Công ty thực nghiệp Thiên Nguyên đứng trong top 10 danh sách doanh nghiệp tư nhân thành phố Tần Đường, thực lực hùng hậu. Mạnh Thiên Nguyên cũng nhờ vậy mà chen được vào làm ủy viên thường vụ mặt trận Tổ quốc thành phố, ở thành phố Tần Đường cũng là nhân vật có máu mặt. Người còn lại khoảng 35 tuổi, phụ nữ, cô mặc chiếc váy dài chạm đất, tóc dài, dung nhan tươi trẻ, búi tóc dày. Sự trầm lặng của thời gian làm nổi bật lên vẻ đẹp trong giai đoạn thành thục nhất, hấp dẫn nhất của người phụ nữ, đặc biệt là khóe môi của cô, dường như luôn lộ ra một nụ cười thong dong. Hạ Tưởng cũng được coi là cao thủ thưởng thức phụ nữ, nhưng lần đầu hắn gặp Phùng Lệ Na cũng thấy hơi hơi kinh ngạc. Không phải kinh ngạc vẻ đẹp nhẹ nhàng của cô, mà là ở cô dường như mang một kiểu đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác. Càng là đàn ông từng trải với phụ nữ sẽ càng cảm nhận được sự khác biệt trong đó. Phùng Lệ Na cũng là ủy viên ở mặt trận Tổ quốc thành phố, lúc cô bắt tay Hạ Tưởng, bộ dạng rất sùng bái. Bí thư Hạ, anh không biết từ ngày anh đến thành phố Tần Đường có biết bao nhiêu người coi chuyện được gặp anh là vinh hạnh không, hôm nay gặp anh thế này quả là vinh hạnh ba đời. Hạ Tưởng xua tay cười. Rất nhiều người muốn gặp tôi, thật ra là muốn tận mắt thấy rốt cuộc là tôi trẻ thật hay là dữ liệu công khai có sai sót. Phùng Lệ Na thản nhiên cười. Bí thư Hạ thật vui tính, có điều anh nói cũng có lý. Rất nhiều người chính là muốn tận mắt thấy bí thư thành ủy trẻ nhất của tỉnh Yến rốt cuộc là có hình dạng như thế nào. Hàn huyện qua đi rồi phân nhau ngồi vào chỗ. Nơi mời khách là gấm giang quốc tế nổi tiếng ở thành phố Tần Đường. Họ chọn một phòng lớn, ai làm chủ mời Hạ Tưởng không quan tâm. Bây giờ hắn chỉ muốn quen biết nhiều bạn khác nhau, đi một vòng từ trên xuống dưới ở thành phố Tần Đường này. Tuổi tác Mạnh Thiên Nguyên không lớn. Cũng tầm 35 tuổi, rất hay nói, sau 3 tuần rượu là không khí náo nhiệt hẳn lên. Chủ yếu là Hạ Tưởng không kênh kiệu, nói chuyện rất tự nhiên, làm cho Mạnh Thiên Nguyên và Phùng Lệ Na cũng thoải mái theo. Nói ra, suýt nữa tôi và Chu Minh Hoành trở thành thân gia rồi. Mạnh Thiên Nguyên xúc động nói. Tôi và em gái thị trưởng Chu có một thời gian làm bạn bè, sau này do tính cách không hợp nên chia tay rồi. Có điều Chu Minh Nhã vẫn muốn quay về làm lành với tôi. Tôi không đồng ý thì cô ta liền uy hiếp nói sẽ kiện tôi cưỡng bức cô ta. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Hạ Tưởng không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng lại nghĩ rất thú vị, dính đến Chu Minh Hoành rồi. Cái mà Chu Minh Nhã muốn chính là tài sản của tôi nghi ngờ do Chu Minh Hoành đứng sau xúi dục. Mạnh Thiên Nguyên nói tiếp. Chu Minh Nhã nói đã nắm được chứng cứ rồi. Định sẽ chính thức kiện tôi vào thời gian gần nhất, còn nói là muốn đến tỉnh và trung ương khiếu kiện, làm cho tôi xấu mặt, sụp đổ. Em gái phó thị trưởng thường trực bị cưỡng bức, chắc chắn sẽ là một sự kiện gây chấn động, hơn nữa còn là bị ủy viên thường vụ mặt trận Tổ quốc thành phố, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty thực nghiệp Thiên Nguyên là Mạnh Thiên Nguyên cưỡng bức, đều là nhân vật có máu mặt, sự việc coi như là gây to rồi. Hạ Tưởng là bí thư thành ủy, có một số chuyện không tiện phát biểu ý kiến. Bởi vì mỗi lời nói hành động của hắn là đại diện cho hình tượng của thành phố, thậm chí có khả năng bị người ta hiểu nhầm. Còn về lời nói một phía của Mạnh Thiên Nguyên, hắn không phải là không tin, mà là tạm thời không thể tham gia vào. Nội tình bên trong có lúc được giấu sâu dưới mặt nước, nhìn qua chưa chắc đã nhìn rõ ra được. Hạ Tưởng liền không tiếp lời của Mạnh Thiên Nguyên, mà quay ra chuyển sang vấn đề khác. Tổng Giám đốc Mạnh có quen với Lý Hữu Quốc không? Có quen biết. Tôi và Tổng Giám Đốc Lý có mối quan hệ khá. Mạnh Thiên Nguyên rất thông minh không nhắc lại chuyện Chu Minh Nhã nữa, y cũng chỉ là nói trước với Bí Thư Hạ,
để đề phòng nhỡ có chuyện xảy ra thì sau đó nhất thời luống cuống bắt nhầm là hỏng, nhắc đến trước là bày một trận mai phục, cũng làm cho Bí Thư Hạ biết có một chuyện như vậy. Mạnh Thiên Nguyên liền dùng ánh mắt trưng cầu nhìn Dương Uy. Dương Uy không ngờ Mạnh Thiên Nguyên còn có chuyện như vậy, trong lòng có chút chán ngán. Y không muốn để lại ấn tượng không tốt với Hạ Tưởng, lãnh đạo đều không thích người khác giới thiệu phiền phức đến với mình, bởi vì công việc của lãnh đạo vốn đã quá nhiều, ai cũng không muốn lắm chuyện. Nhiều chuyện có nghĩa sẽ có khả năng rước họa đến thân. Tuy nhiên nhìn mặt đoán lòng, thấy Hạ Tưởng cư xử bình thường, không có vẻ bực mình nên y yên tâm hơn, cũng biết Hạ Tưởng là người cực biết kiềm chế, sẽ không vì một chút việc nhỏ mà nổi giận. Có điều vẫn là ám thị cho Mạnh Thiên Nguyên vài câu. Thiên Nguyên, mấy chuyện riêng tư của anh đừng nói ra mất mặt lắm, anh thấy tôi ở trước mặt Bí Thư Hạ có bao giờ nhắc đến trước kia tôi có bao nhiêu phụ nữ, cũng không đề cập đến có bao nhiêu phụ nữ bị tôi bỏ. Anh thì ngược lại, bị phụ nữ đá lại còn không biết ngượng đi kể ra, chắc uống nhiều rồi. Mạnh Thiên Nguyên cũng biết hơi đường đột, y liền nâng chén rượu lên. Uống nhiều rồi, tự phạt ba chén. Bí Thư Hạ xin đừng để trong lòng nhé, con người tôi chính là uống rượu vào thành ra nói nhiều, cái tật đáng ghét này không sửa được. Phùng Lệ Na cũng thêm vào. Con người Thiên Nguyên không xấu, chỉ là phía chuyện tình cảm nghiêm túc quá. Đừng thấy anh ấy em này em nọ, thật ra là vẫn luôn chưa tìm được một nửa của mình, ngày nào cũng buồn than. Hạ Tưởng cười ha ha. Dương Uy là bạn tôi, mấy bạn cũng là bạn tôi rồi, ngồi được cùng với nhau chính là duyên phận, không cần xa cách quá đâu. Nào, ta cùng nâng chén. Trên đường trở về, Dương Uy lại giới thiệu giản lược về ân oán giữa Mạnh Thiên Nguyên và Chu Minh Nhã. Hạ Tưởng ngồi nghe, chỉ gật đầu mà không nói, trong lòng lại nghĩ thành phố Tần Đường chính là một ngọn núi băng, bây giờ có nhiều vấn đề dần dần nổi lên mặt nước rồi. Không đột phá từ phía thành ủy, thì đột phá từ người bên dưới vậy. Tóm lại, bất kể là đi đường thẳng hay đi đường cong, mục đích đều giống nhau. Sáng ngày 30, khoảng 9 giờ chiều mở hội nghị thường vụ thảo luận vấn đề lựa chọn ứng cử viên cho chức phó cục trưởng cục xây dựng đô thị. Bởi do gần đến ngày nghỉ lễ, hôm nay mở cuộc họp mà lòng người tán loạn không tập trung. Hạ Tưởng chủ trì cuộc họp, sau khi phát biểu ngắn gọn, đến lượt trưởng ban tổ chức cán bộ nhiệm Hải Phong đề xuất danh sách ứng cử viên cho chức phó cục trưởng. Ngoài dự đoán của tất cả mọi người chính là, trong lúc biểu quyết tiếp theo, Trương Quốc Vĩ không đề xuất ra bất cứ ý kiến phản đối nào. Trên thực tế, Cục Xây dựng Đô thị bây giờ có tên gọi đầy đủ là Cục Xây dựng Xã Thành và Nhà ở, là cơ quan trực thuộc nhà nước. Trương Quốc Vĩ là thị trưởng có quyền phát biểu ý kiến tuyệt đối, không ngờ thị trưởng Trương không những không cản trở, mà còn tán thánh đề bạt chiến nhiệm nên làm Hạ Tưởng cũng thầm kinh ngạc. Không biết vì sao Trương Quốc Vĩ không phát biểu phản đối. Cho dù làm bộ làm tịch thì cũng phải cất tiếng trên hội nghị thường vụ mới đúng. Chẳng lẽ nói, hành động lần này của Trương Quốc Vĩ là thêm dầu vào lửa trước mối quan hệ gươm súng sẵn sàng giữa Hạ Tưởng và Lưu Kiệt Huy? Hạ Tưởng đoán đúng, Trương Quốc Vĩ đang mượn cơ hội lỏng tay trước việc đề bạt Lưu Tương Huy, rồi đưa mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và Lưu Kiệt Huy giãn cách một chút. Mã Quân vì do Hạ Tưởng mà bị cách chức. Lưu Tương Huy vì do Hạ Tưởng không thể lên làm phó cục trưởng cục xây dựng xã thành và nhà ở, Lưu Kiệt Huy không tức giận mới là lạ. Một người là con rể, một người là em họ, đều do một mình Hạ Tưởng mà tiền đồ bị hủy hoại, y còn có thể nuốt trôi cục tức này. Trừ phi y không phải đàn ông. Trong mắt Trương Quốc Vĩ, Mã Quân không có đầu óc, dễ bốc lửa nhất. Lưu Tương Huy còn thông minh một chút, nhưng cũng có giới hạn. Lưu Kiệt Huy là lão gian thần giảo hoạt nhất. Tuy rằng ngoài mặt có quan hệ khá với y, thực chất là luôn đề phòng y, e sợ bị y dắt mũi. Nhưng Trương Quốc Vĩ luôn thích dắt mũi người khác, lại rất giỏi cái khoản mượn dao giết người, cái mà y muốn chính là để Lưu Kiệt Huy lên cơn giận thật sự, chọi với Hạ Tưởng một trận sống chết, còn y ung dung ngồi xem hổ đấu nhau. Dù sao Lưu Kiệt Huy cũng là làm nốt nhiệm kỳ cuối cùng rồi, còn ai có thể làm gì y? Một người khi ở vào tình trạng không còn lo lắng về sau, thì khi lên cơn giận rất là đáng sợ. Hơn nữa Lưu Kiệt Huy vẫn là chủ nhiệm đại nhân, trên thực tế thì quyền lực không nhỏ. Sau khi hội nghị thường vụ thông qua thảo luận, ngay chiều hôm đó Trương Quốc Vĩ liền tổ chức hội nghị thường vụ chính phủ, chứng thực tinh thần hội nghị của hội nghị thường vụ, thảo luận thông qua bổ nhiệm chiến nhiệm. Nếu không phải vướng ngày lễ quốc khánh, ngày thứ hai là có thể cấp phát văn bản chính thức rồi. Sau hội nghị, không ít người bàn tán xôn xao, cảm thấy bất ngờ trước sự suôn sẻ của hội nghị thường vụ lần này,
đều đang nghị luận Bí thư Hạ cuối cùng cũng thắng một trận nhỏ, lần đầu tiên trên hội nghị thường vụ kiểm soát được toàn cục diện. Nhưng cũng có người đoán rằng ở chỗ nào đó có biến cố, hoặc là nói là Bí thư Hạ và thị trưởng Trương đạt được thỏa hiệp ở phương diện nào đó, nếu không thì với cường thế của thị trưởng Trương, trong phạm vi quản lý của ông ta sao có thể không tranh luận chứ? Chiến Nhiệm không phải người của Trương Quốc Vĩ. Kết quả của hội nghị thường vụ được truyền ra, Chiến Nhiệm liền gọi điện cho Từ Tử Kỳ đề xuất báo cáo công việc với Bí thư Hạ, nhưng Từ Tử Kỳ từ chối. Y đoán được có lẽ Bí thư Hạ không có thời gian tiếp Chiến Nhiệm, hơn nữa bây giờ hắn cũng không có hứng thú tiếp xúc nhiều hơn với Chiến Nhiệm. Đây cũng là lần đầu tiên từ ngày Từ Tử Kỳ làm thư ký cho Hạ Tưởng đến nay tự quyết vấn đề, không xin chỉ thị trước. Chương 1113, mạch nước ngầm dòng nước xiết, một bước thành thù. Mượn cớ rót nước, Từ Tử Kỳ hàm xúc nhắc qua Chiến Nhiệm gọi điện đến và y trả lời ra sao, Hạ Tưởng mỉm cười gật đầu. Ừ, làm khá lắm. Được Bí thư Hạ khen, Từ Tử Kỳ cực kỳ vui sướng. Bí thư Hạ dùng người vô cùng kén chọn, quá trình tiếp nhận một người cũng hơi lâu, nhưng một khi thừa nhận tán thành một người rồi thì cũng không dễ thay đổi, mà còn rất bỏ qua khuyết điểm, từ chuyện của Bành Vân Phong là có thể rút ra kết luận. Chấm. Thời gian nghỉ quốc khánh Hạ Tưởng được nghỉ 3 ngày, hắn không về thành phố Yến mà đến Bắc Kinh gặp mặt ông cụ Ngô, rồi gặp lão Cổ ăn cơm. Cổ Ngọc lại bay đến châu Âu rồi, nói là muốn tìm vùng đất lý tưởng trong tim. Sau đó hắn ở lại thành phố Thiên Trạch 2 ngày, nháy mắt kỳ nghỉ lễ sắp kết thúc. Ở thành phố Thiên Trạch có Tào Thù Lê và Lý Thấm, Liên Nhược Hạm và Vệ Tân bay đến Mỹ. Tề Á Nam không cau có tí nào với Lý Thấm, bởi vì hiện giờ Lý Thấm hơn hẳn ngày xưa. Tiền hoa hồng cô kiếm được từ tay Liên Nhược Hạm đã vượt qua tổng số của cải của nhà họ Tề, làm cho Tề Á Nam ngoài than thở ra vẫn chỉ biết than thở. Kế hoạch tài chính lớn suôn sẻ toàn bộ, Hạ Tưởng cũng không lo lắng quá. Lễ quốc khánh gần như bình an vô sự, lại vô cùng yên ổn, duy nhất một chuyện ngoài ý muốn chính là, sắp đến ngày kết thúc kỳ nghỉ lễ, Trần Phong đột nhiên bay từ Sơn Thành đến Bắc Kinh, gặp Hạ Tưởng. Quả nhiên Trần Phong sắp phải điều chuyển. Trên cơ bản là chắc chắn sẽ đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, nhưng cụ thể là đến tỉnh nào thì chưa có định đoạt. Trần Phong nói nửa đùa một câu. Nói không chừng bí thư Phạm bị điều chuyển thì tôi sẽ đến tỉnh Yến. Trong lòng Hạ Tưởng khẽ giật giật, cũng không phải không có khả năng này. Thời gian Phạm Duệ Hằng ở tỉnh Yến không ngắn, Trung ương muốn di chuyển y, không cho y tiếp tục ở tỉnh Yến làm lớn nữa, đây cũng là một kế cân bằng. Nhưng có một điểm, nếu như Phạm Duệ Hằng rời khỏi tỉnh Yến, thì kinh nghiệm lý lịch không đủ để thăng chức, chỉ có thể điều chuyển ngang chức phụ bí thư tỉnh ủy, Phạm Duệ Hằng sẽ đến đâu đây? Điều Trần Phong nói có lẽ chỉ là một khả năng, kết quả cuối cùng thế nào còn chưa biết được. Nhưng theo suy đoán của Hạ Tưởng, phỏng chừng cái khả năng đó không lớn, có lẽ Phạm Duệ Hằng còn có thể ở tỉnh Yến ngồi vững thêm 2 năm nữa. Kỳ nghỉ quốc khánh đã qua, Trần Thiên Thu liền triệu mở hội nghị tọa đàm tuyên truyền tư tưởng công tác toàn thành phố. Trên hội nghị truyền đạt chỉ thị tinh thần quan trọng của Bí thư Hạ, yêu cầu kiên quyết quán triệt, chứng thực tư tưởng chỉ đạo của Bí thư Hạ đối với công tác tuyên truyền. Hội nghị lần này tượng trưng cho tuyên bố chính thức Trần Thiên Thu hoàn toàn đi theo Hạ Tưởng, gây ra không ít nghị luận ở thành ủy thành phố Tần Đường. Sau khi tan làm trở về nhà, Tiểu Quỳ đã làm xong cơm nước. Gần đây tay nghề bếp núc của Tiểu Quỳ tiến bộ rõ, cơm canh làm ra càng ngày càng hợp với khẩu vị của Hạ Tưởng. Hơn nữa cô lại chịu khó, chu đáo, đúng là làm cho Hạ Tưởng có chút lưu luyến cô, thương yêu cô như em gái. Trong lúc ăn cơm, Tiểu Quỳ cứ cúi đầu ăn, dầu dĩ, không vui. Hôm nay cô đặc biệt làm bánh cho Hạ Tưởng, sắc, vị đều đầy đủ, ngon lành. Hạ Tưởng khen không ngớt nên ăn nhiều hơn. Hắn chú ý đến Tiểu Quỳ không vui nên hỏi thăm vài câu. Tiểu Quỳ lại ấp úng không chịu nói, Hạ Tưởng liền không miễn cưỡng hỏi nữa. Thời tiết lạnh dần. Tiểu Quỳ cũng thay quần áo. So với quần áo mùa hè, tuy hơi kín cổng, tay áo dài nhưng lại ôm bó vào người như loại quần áo bó sát, làm cho thân hình cân đối, săn chắc của Tiểu Quỳ hoàn toàn lộ ra trước mặt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng bó tay, bây giờ con người ta vì muốn tiếp cận với lãnh đạo nên cách gì cũng nghĩ ra được, đến cả bảo mẫu mặc quần áo như thế nào cũng nghĩ rất chu đáo. Nếu như trong công việc mà được như vậy, thì còn không lập được thành tích. Hạ Tưởng nghĩ ngợi. Vẫn là nói ra. Tiểu Quỳ, sau này quần áo em mặc ở nhà cố gắng chọn loại rộng thùng thình và bộ đồ ở nhà. Em là cô gái tốt, không nên có những suy nghĩ không tốt. Tiểu Quỳ đỏ mắt,
bỗng nhiên, oà, lên bật khóc. Bí thư Hạ, em xin lỗi anh, em là cô gái không tốt, anh đánh em, chửi em đều được. Em đã làm việc có lỗi với anh. Hạ Tưởng không nghĩ nhiều, thuận miệng nói. Sửa lỗi là được, Tiểu Quỳ, tôi cũng không trách em cái gì. Bí thư Hạ, không phải đâu, anh không biết em làm những việc không tốt gì, em có lỗi với lòng tin của anh. Hạ Tưởng hơi chau mày. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tiểu Quỳ đừng khóc nữa, có chuyện gì thì nói. Tiểu Quỳ buông bát đũa xuống, gập mình trước Hạ Tưởng. Bí thư Hạ, thật ra em là một sinh viên, không phải là mới tốt nghiệp trung học, hơn nữa em trai em cũng không học đại học, nó đã đi làm rồi. Vẻ mặt Hạ Tưởng bình tĩnh. Còn chuyện bố mẹ em đều mất là thật hay giả? Là thật. Tiểu Quỳ đặt hai tay về phía trước người, đan xen vào nhau bất lực, lo lắng. Người biết tế dỗ cha mẹ, có xấu cũng không xấu xa được bao nhiêu. Hạ Tưởng vẫn án binh bất động như cũ, vừa ăn cơm vừa quan sát biểu hiện thay đổi của Tiểu Quỳ. Tiểu Quỳ co quắp bất an, cúi gầm mặt, đôi chân thay nhau đổi vị trí trên mặt đất. Rồi qua một lúc sau mới nói. Bí thư Hạ, em trai em làm việc ở Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc, nó nói nếu em có thể trèo lên được cành cao như Bí thư Hạ, thì sau này nó có thể được đi con đường hào quang rồi. Trèo như thế nào? Hạ Tưởng đã đại khái đoán được gì đó. Nếu tất cả đều do Lương Thu Duệ ở trong bố trí, vậy thì Lương Thu Duệ quá làm hắn thất vọng. Hắn không mong người bên cạnh mình dùng phụ nữ để tính kế hắn, mặc dù hắn biết rõ người ở địa vị cao thì tất sẽ trở thành mục tiêu cho vô số kẻ tính kế, ai lại không muốn tiếp cận bí thư thành ủy chứ? Bí thư thành ủy đại diện cho mũ quan, là tiền đồ, là con đường hào quang. Nhưng tính kế là tính kế, thủ đoạn quá bị ổi rồi, Hạ Tưởng cực kỳ ghét như vậy. Chính là. Tiểu Quỳ xấu hổ đỏ mặt, ấp a ấp úng nửa ngày. Chính là bảo em mặc quần áo hở hang, sau đó làm cho anh. Hạ Tưởng kìm lại lửa giận trong lòng. Ai xui em làm như vậy? Lương, chú Lương. Cuối cùng Tiểu Quỳ cũng nói ra cái tên Hạ Tưởng không muốn nghe đến nhất. Cạch, một tiếng, Hạ Tưởng đặt đũa xuống, không nói một lời quay người đi vào thư phòng, đóng chặt cửa lại. Ngồi trong phòng ăn, Tiểu Quỳ nín khóc nhìn trộm về phía thư phòng. Ánh mắt lóe lên tia bất an và gian xảo. Cô chớp chớp mắt, có chút chột dạ nghe ngóng âm thanh trong thư phòng. Không có động tĩnh gì, cô liền bắt đầu lanh lẹ thu dọn bát đũa, không lâu sau liền sạch sẽ, gọn gàng. Sau đó cô nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo trên người, chỉ mặc bộ đồ lót ba mảnh, đi đi lại lại trong phòng khách, giả vờ quét dọn vệ sinh. Cô đặt một cái bóp trên ghế sofa, góc nhìn từ chỗ cái bóp đó nắm bắt được hết tình hình trong phòng khách và nhà vệ sinh. Thân hình Tiểu Quỳ thật sự khá, bắp chân cân đối, đầy đặn, cặp đùi săn chắc, đàn hồi. Dáng người không cao không thấp, không béo không gầy, trên người không có cái sẹo lồi nào cả, có thể nói là tỷ lệ hoàn mỹ. Hơn nữa lúc cô đi lại, bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển như diễn viên múa. Nhưng Hạ Tưởng ở bên trong thư phòng không có một chút động tĩnh gì, dường như đã đi ngủ rồi, Tiểu Quỳ không khỏi hơi thất vọng. Qua một lúc sau, cô cảm thấy thật buồn chán. Nên vào nhà vệ sinh tắm, còn cố ý vặn nước to kêu ào ào. Không bao lâu, bỗng á, một tiếng, sau đó liền nghe âm thanh nặng nề phát ra từ nhà vệ sinh, tiếp đó là tiếng rên rỉ kìm nén của Tiểu Quỳ. Hạ Tưởng chạy từ thư phòng ra, vừa đến phòng khách liền phát hiện cửa nhà vệ sinh không đóng, Tiểu Quỳ đang ngồi trên nền nhà vệ sinh. Không có lấy một mảnh vải trên người, các bộ phận mẫn cảm đều lồ lộ ra, vừa nhìn là thấy rõ hết. Lại thêm ánh đèn vàng nhạt. Người đẹp sau khi tắm càng kiều diễm, phong tình hơn, không khỏi làm cho người ta nóng người. Hạ Tưởng định chạy đến trước giúp đỡ, nhưng trực giác ngăn bước chân hắn lại. Hắn quay người lấy chiếc khăn tắm vứt qua. Che người vào trước đã. Tiểu Quỳ ngồi dưới đất, ánh mắt hiện lên sự thất vọng, nhưng lại chỉ còn cách nghe lời khoác khăn tắm lên, nước mắt bỗng lăn dài. Tự mình bám vào tường đứng dậy. Cảm ơn bí thư Hạ, gây thêm phiền toái cho anh rồi. Hạ Tưởng lại thản nhiên nói. Tiểu Quỳ, buổi tối cô thu dọn đồ đạc, đây là 2.000 tệ, cảm ơn cô đã chăm sóc tôi. Để tiền xuống, hắn quay người đi vào phòng, không ra nữa. Tiểu Quỳ nước mắt đong đầy, cắn chặt răng không cho chảy xuống. Cô quấn chiếc khăn tắm, cầm cái bóp lên, từ bên trong lấy ra một máy camera loại nhỏ. Cô mở ra xem một lúc, rồi lại cất vào cẩn thận, trong mắt hiện lên tia sáng rực rỡ. Sáng sớm ngày hôm sau,
Hạ Tưởng cho Từ Tử Kỳ thông báo Lương Thu Duệ đến gặp. Lương Thu Duệ vừa bước vào, Hạ Tưởng hờ hững nói. Thu Duệ, anh đem Tiểu Quỳ về đi. Vẻ mặt Lương Thu Duệ ngạc nhiên. Tiểu Quỳ làm không tốt điểm nào ạ? Tôi sẽ phê bình nó, bảo nó sửa. Không cần đâu. Sắc mặt Hạ Tưởng không dễ coi. Chuyện của Tiểu Quỳ đến đây kết thúc. Lương Thu Duệ không dám nói thêm gì, đáp trả một tiếng rồi quay người đi ra. Đi đến bên ngoài nói nhỏ với Từ Tử Kỳ vài câu gì đó. Từ Tử Kỳ kinh ngạc, lắc đầu liên tục, tỏ vẻ không rõ là chuyện gì. Trở lại văn phòng làm việc, Lương Thu Duệ liền gọi ngay cho Tiểu Quỳ. Tiểu Quỳ, cô làm sao vậy? Làm cái gì khiến cho Bí Thư Hạ không vui rồi? Cháu cũng không biết, đang yên lành Bí Thư Hạ lại cứ muốn đuổi cháu đi. Đi thì đi, tính khí anh ta quái lắm, cháu không hầu được. Tiểu Quỳ thở hổn hển nói. Chú Lương, cháu trả lại tiền cho Bí Thư Hạ, cháu không lấy của anh ta một đồng. Đừng nói lời nóng giận, đừng làm chuyện ngốc nghếch. Lương Thu Duệ nghĩ ngợi. Có phải cháu nói ra chuyện cháu là sinh viên không? Ừ, thì nói một câu mà anh ta giận rồi. Tiểu Quỳ lại nói. Cháu không muốn về huyện nữa, chú Lương, cháu tìm nơi nào đó ở trước, sắp xếp xong sẽ gọi lại cho chú. Lương Thu Duệ còn đang muốn hỏi thì Tiểu Quỳ đã cúp điện thoại, trong lòng y dầu dĩ. Lẽ ra với mức kiềm chế của Bí Thư Hạ, chưa đến nỗi vì Tiểu Quỳ giấu chuyện là sinh viên mà đuổi nó đi. Cho dù có đuổi thật thì cũng không đến nỗi giận dữ vậy. Trong mắt y, Bí Thư Hạ xử lý công việc luôn có chừng mực, không dễ nổi giận. Sao lại giận dữ ghê như vậy? Lẽ nào Bí Thư Hạ hiểu nhầm gì đó? Trong lòng y rất khó chịu, buồn bực, nhưng lại không có cách nào hỏi rõ. Chương 1114, một dương một buông, chủ động xuất kích. Lại nói sau khi Tiểu Quỳ thu dọn hành lý rời khỏi nhà Hạ Tưởng, liền đến thẳng Tiểu Khu Linh Tú. Tiểu Khu Linh Tú là khu cao cấp nổi tiếng ở thành phố Tần Đường, là nơi người giàu có tiếng sinh sống. Tiểu Quỳ quen thuộc đi đến tòa nhà 32, lấy chìa khóa mở cổng, mở cửa phòng 101. Trong phòng khách, Mã Quân đang ngồi trình hình ở đó. Tiểu Quỳ vừa thấy Mã Quân liền cầu xin. Ông Mã, cầu xin ông thả em trai tôi ra, tôi đã làm theo lời ông rồi. Bí Thư Hạ không mắc mưu, không liên quan đến tôi. Em trai cô không sao, cô không cần lo lắng. Mã Quân dò xét Tiểu Quỳ từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, cười ha ha. Tiểu Quỳ, tôi không bạc đãi cô. Một căn nhà và tiền đồ của em trai cô nữa, cô nói xem cô báo đáp tôi thế nào. Tôi không cần nhà của anh, chỉ xin anh tha cho em trai tôi. Tôi tình nguyện lại đi lừa Bí Thư Hạ. Ánh mắt Tiểu Quỳ trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hao háu của Mã Quân. Cô yên tâm, tôi sẽ không động vào cô, giữ lại tấm thân trinh tiết của cô đem tặng cho Hạ Tưởng, thì cô mới có thể đeo bám hắn, làm cho hắn không thoát nổi. Mã Quân nuốt ực nước miếng, kìm nén dục vọng trong lòng. Có ghi hình lại không? Không có, lần sau ghi lại tôi nhất định đưa anh. Tiểu Quỳ trả lời rụt rè. Được rồi, tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám nói ra, đừng nói em trai cô có kết cục tốt ở huyện Ngọc, cô cũng sẽ bị hiếp trước giết sau, nghe rõ chưa? Cô ngoan ngoãn ở đây, đợi tôi chỉ bảo. Mã Quân nói, giọng hung tợn. Ừ, tôi biết rồi. Tiểu Quỳ khúm núm. Mã Quân vừa đi, Tiểu Quỳ liền khôi phục trấn tĩnh. Ánh mắt đảo qua đảo lại, rồi lấy camera ra nhìn kỹ hình ảnh, nét mặt phức tạp. Hạ Tưởng thật sự hiểu lầm Lương Thu Duệ. Nên lạnh nhạt với ông ta, Lương Thu Duệ cũng không nắm được trọng điểm. Sau khi Tiểu Quỳ dọn đi bỗng như bốc hơi vậy, không tìm thấy người cũng không liên lạc được. Y lo lắng lòng như lửa đốt, biết căn nguyên sự việc có lẽ là ở Tiểu Quỳ, nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì chỉ có thể biết được từ Tiểu Quỳ thôi. Bí Thư Hạ tuyệt đối sẽ không nói, y cũng không thể hỏi, nếu hỏi là phạm kỵ. Rõ ràng là một chuyện tốt, giờ lại trở thành chuyện xấu, chuyện sai, Lương Thu Duệ hối tiếc không kịp. Giữa tháng 11, Hạ Tưởng chủ trì mở cuộc họp hội nghị cán bộ toàn thành phố, dựa trên tình thế kinh tế trước mắt và công tác trọng điểm năm sau của thành phố Tần Đường, lập ra mấy mục công việc hứa hẹn công khai, chỉ ra năm tới sẽ lấy công việc, ý kiến liên quan về việc triển khai hoạt động năm xây dựng tác phong cán bộ, và hội nghị thường vụ thành ủy đi đầu cải tiến tác phong với 9 biện pháp, làm trọng điểm, nỗ lực thực hiện, đảm bảo tăng trưởng, đảm bảo đời sống nhân dân. Đảm bảo ổn định, gắng sức đẩy mạnh tổng hợp hỗ trợ cải cách chế độ cán bộ. Ra sức nắm bắt tốt hoạt động,
năm xây dựng tác phong cán bộ, gắng sức thúc đẩy công tác chống tham nhũng, đi đầu làm được đến mức độ liêm khiết tự hạn chế. Hạ Tưởng chỉ ra, thành phố Tần Đường chưa phải là thành phố có kinh tế mạnh, phải đưa tầm nhìn ra xa một chút, không thể chỉ giới hạn ở trong tỉnh Yến rồi so sánh với các thành phố anh em trong tỉnh Yến. Phải phóng tầm mắt ra toàn quốc, hơn thua với các thành phố phát triển vùng duyên hải. Thành phố kinh tế mạnh là thành phố mạnh của tỉnh Yến, không phải của toàn nước. Hạng mục Trương Quốc Vĩ công khai hứa hẹn là tăng tốc chuyển đổi kiểu hình thành phố tài nguyên, nâng cao coi trọng và thiết thực sản xuất an toàn, tăng cường thiết thực chính phủ tự mình xây dựng. Trên cơ sở biến đổi thành phố, xin phép gia tăng hai quận là Nam Triều và Phượng Hoàng Tân Thành cho thành phố, mở rộng quận Bắc Lộ, quận Nam Lộ, quận Cao Tân, quận Bình Khai hiện đang có diện tích quận trung tâm, đưa thành phố Tần Đường xây dựng trở thành thành phố trung tâm kinh tế của tỉnh Yến, tranh thủ trong thời gian 3 năm nhảy lên hàng ngũ thành phố kinh tế mạnh trên cả nước. Xung quanh vấn đề thành phố mạnh và thành phố lớn, bí thư và thị trưởng phát biểu cách nhìn khác nhau. Có lẽ trong mắt người ngoài, xem ra không có quá nhiều khác biệt lớn, nhưng trong lòng mấy vị lãnh đạo đảng chính phủ quan trọng, bao gồm cả Phạm Tiến thì đều hiểu rõ, phương pháp đề xuất thành phố lớn và thành phố mạnh không giống nhau, trực tiếp thể hiện quan niệm chấp chính chia rẽ giữa bí thư Hạ và thị trưởng Trương. Bí thư Hạ cầu tiến trong ổn định, hy vọng tuần tự bước tiến. Thị trưởng Trương sải bước tiến tới, hy vọng nhanh như ngựa thúc. Bí thư và thị trưởng mỗi người tự biểu đạt đã minh chứng rằng, sau một tháng bí thư Hạ đến thành phố Tần Đường có rất nhiều mâu thuẫn và va chạm ngầm, và đang có xu thế ngày càng nổi hiện lên. Mâu thuẫn và chia rẽ ngoài mặt không đáng sợ chính là lại có một mạch nước ngầm đang ngầm thành hình, dần dần hình thành vòng xoáy, cuốn Hạ Tưởng vào bên trong. Cuối tháng 11, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Đàm Quốc Thụy đến thành phố Tần Đường thị sát công việc. Dựa trên tình thế kinh tế hiện tại ra chỉ thị quan trọng, nhấn mạnh Tần Đường đã đứng trong top 30 thành phố kinh tế mạnh trên cả nước, hy vọng Tần Đường lại tiến lên cao hơn, tranh thủ sớm lọt vào danh sách top 20 thành phố kinh tế mạnh. Bí thư Thành ủy Hạ Tưởng, thị trưởng Trương Quốc Vĩ hộ tống Đàm Quốc Thụy đi thị sát. Trên cuộc họp hội nghị tọa đàm diễn ra sau đó, Phó thị trưởng thường trực Chu Minh Hoành cũng tham gia, Phó chủ tịch tỉnh có biểu thị khẳng định Chu Minh Hoành làm tốt công việc. Người sáng mắt đều có thể rút ra kết luận, Phó Chủ tịch tỉnh Đàm ra sức ủng hộ Trương Quốc Vĩ và Chu Minh Hoành. Lần thị sát này không có trọng điểm, hiển nhiên là đặc biệt tạo thanh thế cho Trương Quốc Vĩ và Chu Minh Hoành. Nhưng ngay sau khi Đàm Quốc Thụy trở về, trên tỉnh liền mở hội nghị kinh tế. Chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân liền phát biểu nhận xét về tình thế kinh tế trước mắt, chỉ ra kinh tế tỉnh Yến có trật tự, bình ổn. Các thành phố trong tỉnh nên tự xuất phát từ thực tế của mình. Tránh tham lam nhanh chóng, tham to. Hiển nhiên, lời phát biểu của Tôn Tập Dân là sự phủ định lời phát biểu của Đàm Quốc Thụy khi còn ở thành phố Tần Đường, hoặc là nói, là ủng hộ Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lại không vui vẻ gì trước sự ủng hộ suông của Chủ tịch tỉnh, Tôn Tập Dân vẫn có ý định thu nạp hắn, chỉ tiếc là hắn không thể đứng vào hàng ngũ đó. Đầu tháng 12, thành phố Tần Đường giá rét, đông cứng, các dự án công trình bước vào thời kỳ thi công mùa đông. Là bí thư thành ủy, Hạ Tưởng đi thị sát mấy dự án lớn ở Tần Đường, đồng thời khảo sát luôn kinh đường cảng. Kinh đường cảng nằm trong mạng lưới khu kinh tế cấp 1 Bắc Kinh Thiên Tân Tần Đường, là khu trung tâm của vành kinh tế Hoàn Bột Hải, là khu khai thác, phát triển trọng điểm quốc gia. Năm 2001, lượng hàng qua cửa cảng đã vượt qua con số 10 triệu tấn, bước vào danh sách các cửa cảng trên triệu tấn của cả nước. Nhờ ưu thế địa lý trời cho, giúp cho kinh đường cảng trở thành cửa cảng xuất khẩu cho Bắc Kinh và Thiên Tân. Lúc đi thị sát, hộ tống Hạ Tưởng là Phó Thị trưởng Nam Hân Vũ, Phó trưởng Ban Thư ký Thành ủy Quách Trường Thanh, không biết vì sao trưởng Ban Thư ký Thành ủy Lương Thu Duệ không đi cùng, dẫn tới nhiều người nghị luận. Trưởng Ban Thư ký Thành ủy là quản gia thứ nhất của Thành ủy, trên cơ bản trong lúc bí thư đi thị sát công việc quan trọng bắt buộc phải đích thân hộ tống, tuyệt đối không có kiểu Phó trưởng Ban Thư ký đi thay. Chuyện trên quan trường, có vài chuyện thư ký ra mặt, nhưng có vài chuyện bắt buộc phải đích thân người đó làm mới được. Lại liên tưởng đến thời gian gần đây Lương Thu Duệ có chút phờ phạc, nhiều người kết luận trưởng ban thư ký Lương bị thất sủng rồi. Nam Hân Vũ cũng nhạy bén phát hiện ra vấn đề, trong lòng đặt một dấu hỏi lớn, cụ thể là sai sót chỗ nào. Cô không dám hỏi bí thư Hạ. Cũng từng hỏi Lương Thu Duệ mấy lần, nhưng y ậm ừ có lệ cho qua nên làm cho cô thầm chửi y không có trách nhiệm. Cô cũng rõ, bí thư Hạ đang ở trong giai đoạn dùng người, không dễ dàng lạnh nhạt người tự đến đầu quân.
Hơn nữa con người và biết kiềm chế của Bí Thư Hạ cũng có lẽ sẽ không vì một lần Lương Thu Duệ làm sai mà lạnh nhạt y, chẳng lẽ là do Lương Thu Duệ phạm phải lỗi không thể tha thứ. Nam Hân Vũ âm thầm lo lắng thay cho Lương Thu Duệ. Thị sát kinh đường cảng xong, Bí Thư Hạ lại đi thị sát khu công nghệ kỹ thuật cao cấp hiện đại. Việc xin phép khu công nghệ kỹ thuật cao cấp hiện đại thăng cấp thành khu sản nghiệp quốc gia vẫn chậm trễ chưa được phê chuẩn, Nam Hân Vũ sốt ruột. Bởi vì chuyện này Trương Quốc Vĩ đã nhiều lần gây khó cho cô, đến cả Chu Minh Hoành có lúc trên hội nghị chính phủ cũng không quan tâm, không coi trọng nhấn cho vài câu, làm cho cô rất mất mặt. Bí Thư Hạ và Phó Tiên Phong có thể nói chuyện được với nhau, cô sớm đã nghe ngóng rõ rệt, nhưng lãnh đạo không chịu ra mặt đương nhiên là có suy xét của lãnh đạo, cô không thể oán thán lại không thể dò hỏi, chỉ có thể giấu trong lòng. Mấy ông lớn ở Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, có là phó chủ tịch tỉnh ra mặt cũng chưa chắc có tác dụng, cô chỉ là phó thị trưởng thì có thể làm gì. Nhưng đã là công việc của cô, không hoàn thành nhiệm vụ, bị lãnh đạo phê bình thì phải nghe, không nghe cô giải thích và nói nguyên nhân, không hoàn thành là không hoàn thành. Thị sát xong khu công nghệ kỹ thuật cao cấp hiện đại, Hạ Tưởng bày tỏ thái độ luôn trước mặt chủ nhiệm ban quản lý khu. Các mục phương tiện ở khu công nghệ kỹ thuật cao cấp hiện đại đều vô cùng đầy đủ, cơ sở cũng rất vững chắc. Bước đầu đã đầy đủ điều kiện để nâng cấp lên thành khu sản nghiệp quốc gia. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố hết sức ủng hộ kế hoạch trình báo. Chủ nhiệm ban quản lý Trương Quang Huy 48 tuổi xúc động, biểu thị cảm ơn trước sự ủng hộ của Bí Thư Hạ. Hiện y là cục trưởng, nếu nơi này thăng cấp lên thành khu sản nghiệp quốc gia là có thể ngồi lên chức phó giám đốc sở, là cơ hội tốt ngàn năm có một nên sao có thể không kích động. Nam Hân Vũ cũng cực kỳ xúc động. Lần đầu tiên từ ngày Bí Thư Hạ đến nhậm chức đi thị sát khu công nghệ kỹ thuật cao hiện đại, lần đầu tiên chính thức bày tỏ thái độ ủng hộ khu công nghệ thăng cấp lên thành cấp quốc gia, chẳng lẽ nói Bí Thư Hạ sẽ đích thân ra mặt kết nối mối quan hệ. Sau khi công tác thị sát kết thúc, về đến thành ủy, Nam Hân Vũ liền vội vàng đi tìm Lương Thu Duệ. Bây giờ cô tự coi mình và Lương Thu Duệ thành phụ tác đắc lực của Bí Thư Hạ, cô không muốn thấy Lương Thu Duệ bị lạnh nhạt thêm nữa. Nên khi vừa phát hiện ra điểm gỡ nút vấn đề, cô liền đến thẳng mở cửa phòng Lương Thu Duệ. Lương Thu Duệ đang đọc văn bản, vẻ mặt bình lặng, có điều nhìn qua là rõ ngay thần thái không tốt. Đôi mắt có chút vô hồn, nhìn Nam Hân Vũ đến mà như không thấy, chỉ ngước mí mắt lên nhìn. Hân Vũ đến à, ngồi đi. Nam Hân Vũ ngồi xuống, chỉ chăm chú nhìn Lương Thu Duệ một lúc lâu, không nói gì, đôi mắt chan chứa. Không biết qua bao nhiêu lâu. Bỗng cô thở dài một tiếng. Anh Thu Duệ, em biết trong lòng anh có nỗi khổ tâm, anh cần gì phải làm khó mình thế chứ? Bất kể giữa anh và Bí Thư Hạ có chuyện gì không vui, em đều đứng về phía anh. Anh không nói căn nguyên câu chuyện với em muốn giúp cũng không giúp nổi. Chẳng lẽ chức càng lớn chúng ta càng xa cách, càng không thể tin tưởng nhau? Thân thể Lương Thu Duệ khẽ rung, chậm chậm ngẩng đầu lên. Nam Hân Vũ vẫn giống như ngày xưa, tuy là chững chạc hơn. Phụ nữ hơn nhưng cô vẫn gọi, anh Thu Duệ, như hồi trẻ thơ lẽo đẽo theo sau cạnh y. Cũng là năm đó ở huyện, y đảm nhiệm chức chủ tịch huyện, còn cô vẫn là cô em gái Hân Vũ khi lên đảm nhiệm chức trưởng ban tuyên giáo. Chuyện xưa tiếp nối hiện về trước mắt, tính ra y và Nam Hân Vũ quen nhau đã 30 năm rồi. Nháy mắt đã 30 năm, y và Nam Hân Vũ từng có tình cảm mơ mộng, từng yêu say đắm, cũng từng có khoảng thời gian nâng đỡ nhau khi bị người trong huyện xa lánh. Nhưng cuối cùng lại không thể đến với nhau. Rốt cuộc là niềm tiếc nuối của cuộc đời hay là lẽ tất nhiên của kiếp quan trường? Ký ức của Lương Thu Duệ bỗng chốc sống động hẳn lên, y sờ sờ cặp kính, dùng tay sờ vào vết sẹo ở đuôi kính. Vết sẹo là vật chứng về hồi ức ngọt ngào giữa y và Nam Hân Vũ, cho nên dù nhiều năm đã trôi qua rồi, mắt kính đã được thay nhiều lần nhưng gọng kính y vẫn không nỡ bỏ đi. Cuộc đời của một người, ký ức đáng trân trọng để cất giấu không được bao nhiêu. Có thể lưu giữ lại một thứ thì giữ một thứ. Hân Vũ. Lương Thu Duệ khó khăn nói, phòng tuyến trong lòng đã được mở. Không giấu gì em, câu chuyện hoàn toàn là do tiểu quỳ mà ra. Nghe Lương Thu Duệ kể xong, Nam Hân Vũ cau mày, đứng dậy đi lại vài bước. Bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, cô nói một câu. Tiểu quỳ thương nhớ nhất chính là em trai nó không liên lạc với anh, thì sẽ liên lạc với em trai. Em trai Tiểu Quỳ là Tiểu Mộc, hiện đang làm việc tại Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc. Một câu nói làm tỉnh cả người, Lương Thu Duệ thông minh một đời nhưng hồ đồ nhất thời không nghĩ ra, lại bỏ qua nhân vật Tiểu Mộc quan trọng. Thật là ngu ngốc,
y kích động đứng dậy, tóm lấy tay Nam Hân Vũ nắm chặt. Cảm ơn em, Hân Vũ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nam Hân Vũ bị Lương Thu Duệ bất ngờ nắm tay, mặt đỏ lựng lên, cô nhẹ nhàng vẽ lên bàn tay Lương Thu Duệ. Cảm ơn gì chứ, thứ cần anh cảm ơn em còn nhiều lắm. Lương Thu Duệ hơi ngượng ngùng thu tay lại, xoa xoa tay rồi cười. Hân Vũ, chuyện năm đó không nhắc lại nữa được không? Nam Hân Vũ không vui trừng mắt nhìn Lương Thu Duệ. Thật vô tích sự, nhìn cái chịu trách nhiệm của anh đi. Em lúc nào bắt anh chịu trách nhiệm, mau mau đi làm việc đi, đừng để Bí Thư Hạ càng thêm hiểu lầm anh. Đúng, đúng, em nói đúng lắm. Lương Thu Duệ lấy sức gật đầu, lại nói tiếp. Anh nghe được phong thanh, vị trí của lão Trần có thể phải nhường lại rồi. Trần Thiên Thu. Nam Hân Vũ ngạc nhiên. Sao có thể chứ, ông ta vừa mới bày tỏ xin đầu quân cho Bí Thư Hạ, sao có thể lại bị điều chuyển? Sao em chẳng nghe thấy gì cả? Đừng nói là em, bây giờ cũng chưa ai biết cả, chỉ mình anh biết thôi. Tâm trạng Lương Thu Duệ tốt hơn, nói vẻ thần bí. Không ai động vào ông ta, là do bản thân ông ta thua kém. Trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh ông ấy đến Bắc Kinh kiểm tra, khám ra ung thư phổi, hai hôm trước kiểm tra lại, chắc chắn là ung thư phổi. Bác sĩ nói nhiều nhất là sống được thêm một năm nữa thôi. Hôm qua ông Trần nói với anh, ông ấy muốn cáo bệnh từ chức. Đời người chỉ thế thôi, rõ ràng tâm trạng đang tốt lành, vừa biết tin mắc bệnh thì chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa, tiền đồ gì cũng chẳng còn quan trọng nữa, giờ mới biết sinh mạng quan trọng hơn. Nam Hân Vũ xúc động. Đang yên đang lành, sao lại mắc ung thư? Tuổi ông ấy vẫn chưa già, chủ yếu là ông ấy từ chức thì ai lên thay? Nhớ lại chuyển đến một trưởng ban tuyên giáo không một lòng với Bí Thư Hạ, thì cục diện càng khó triển khai hơn. Lương Thu Duệ gật đầu. Chuyện này phải nghĩ cách cho Bí Thư Hạ biết trước, sớm có kế hoạch. Anh đừng quan tâm nữa, lo chuyện Tiểu Quỳ xong trước đã, để em tiết lộ với Bí Thư Hạ. Ánh mắt Nam Hân Vũ nhìn Lương Thu Duệ đầy tình cảm. Nếu như anh không cảm thấy em có ý đồ khác muốn cướp công. Chấm, tin Trần Thiên Thu mắc bệnh nặng tuyệt đối chưa có một chút phong thanh nào truyền ra, thật không hổ thẹn xuất thân là trưởng ban tuyên giáo, giấu kín tin tức, làm Hạ Tưởng cũng không hay biết một chút gì. Sau khi tan làm, Hạ Tưởng đón Nghiêm Tiểu thì cùng đến Gấm Giang ăn cơm. Hôm nay Hoàng Đắc Ích mời khách, mấy vị chủ tịch hội đồng quản trị của mấy công ty thực nghiệp muốn làm quen với Bí Thư Hạ, Hạ Tưởng phải nể mặt Hoàng Đắc Ích. Bởi vì bây giờ ông ta vô cùng phối hợp công việc với hắn. Có một lần báo cáo công việc, vừa đúng lúc vì một chuyện riêng mà hắn nhận được điện thoại của Giám đốc Sở Công an tỉnh Mã, Hoàng Đắc Ích ở bên cạnh nghe rõ mồn một, từ đó y hoàn toàn dựa vào Hạ Tưởng. Ngoài ra, Nghiêm Tiểu thì cũng muốn đầu tư ở Tần Đường, quen biết thêm mấy công ty thực nghiệp địa phương, thì càng có lợi cho hoạt động kinh tế ở Tần Đường của cô. Lúc đi ngang qua học viện Tần Đường thì bị tắc đường. Có khoảng hơn 100 người đang bao vây lấy cổng học viện, làm tắc nghẽn cả một đoạn đường. Lái xe Bành Vĩnh nói một cách khó khăn. Bí Thư Hạ, mình không đi qua được, phải quay vòng thôi. Hạ Tưởng là Bí Thư Thành ủy thật đấy, nhưng cũng không thể chuyện gì cũng bận tâm được, cũng không nghĩ nhiều vì sao lại xảy ra chuyện bao vây này nên gật đầu đồng ý, thì lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng khóc thảm. Tôi không dám nữa đâu, xin anh tha cho tôi. Sao lại là Tiểu Quỳ? Hạ Tưởng sửng sốt. Học viện Tần Đường là trường đại học do thành phố Tần Đường lập nên, tuy không phải ngôi trường danh tiếng gì, nhưng tiếng tăm ở Tần Đường cũng không hề nhỏ. Khoảng hơn 100 học sinh đang bao quanh lấy cổng học viện, một chiếc Audi đỗ ngay ở cổng, đèn xe sáng loáng. Đang quỳ trước mũi xe là một cô gái, tóc tai bù xù, đang bị một người đàn bà trung niên túm tóc, tát rồi lại tát. Học sinh đứng xung quanh xôn xao. Muốn tiến đến giải vây thì bị mấy người khác chặn đứng phía ngoài. Mấy người đó mặc một bộ đồ đen, vây thành một vòng tròn bao quanh lấy xe Audi, làm cho đám học sinh không thể tiến lên trước. Cô gái đang quỳ dưới đất bị đánh cho mặt mũi sưng phù chính là Tiểu Quỳ. Tuy nói Tiểu Quỳ có lòng dạ không tốt, khiến cho Hạ Tưởng chán ghét, nhưng khi thấy cô bị đánh mắt thâm tím, mặt sưng phù, lại quỳ trên đất đau đớn đến tội nghiệp, hắn không khỏi nóng giận trong lòng. Ở đâu ra kiểu ác phụ? Dám cả gan làm loạn bạt tai người khác ngay giữa đám đông, thật là coi trời bằng vung rồi. Hạ Tưởng nghe được đại khái chân tướng sự việc trong tiếng xì xầm bàn tán của đám học sinh. Tiểu Quỳ tốt nghiệp trường học viện Tần Đường, đến đây để tìm bạn học,
lúc đi qua đường không cẩn thận ngáng ngay trước mũi xe Audi. Xe Audi nhấn còi loạn xạ, tiểu quỳ cũng ngang bướng đứng yên không chịu nhường. Kết quả là một người phụ nữ hung hãn từ trên xe đi xuống, đẩy tiểu quỳ ngã xuống đất, rồi tay đánh chân đạp. Lúc đầu tiểu quỳ còn kiên cường, chửi lại vài câu và đánh trả, kết quả làm cho người phụ nữ đanh đá kia càng cuồng bạo trả thù hơn. Bà ta liên hoàn tát tiểu quỳ mấy cái, đánh cho cô gái đầu óc choáng váng. Nhưng vẫn chưa xong, bà ta còn ép tiểu quỳ quỳ trước mui xe, bắt cô phải cúi đầu nhận lỗi trước bà ta. Học sinh phẫn nộ, bao vây lấy xe Audi, kết quả người phụ nữ kia quát lớn. Tôi là lãnh đạo, mấy người dám động vào tôi, thì tôi cho bắt hết vào đồn công an. Đi theo sau xe Audi là một chiếc Honda Quảng Châu, từ trên xe bước xuống mấy người, bao vây lấy xe Audi không cho học sinh tiến lại gần. Đám học sinh báo cảnh sát nhưng không thấy có phản ứng gì, lại báo lên lãnh đạo trường thì cũng không có người nào bước ra. Chương 1115, nổi lên mặt nước, vênh váo ngút trời. Đám học sinh liền hiểu rằng người đó đúng là lãnh đạo, nói không chừng còn là lãnh đạo to. Bởi vì bị học sinh vây quanh đứng xem, người phụ nữ đanh đá như lên cơn điên, không ngừng đánh tiểu quỳ. Tát một cái chửi một câu, sau đó bắt tiểu quỳ cúi lại, thái độ vô cùng kiêu ngạo. Hơn nữa, cho đến lúc này bà ta đã đánh hơn 5 phút, vẫn chưa hả giận, nói muốn tìm người trừng trị tiểu quỳ đến chết. Hạ Tưởng phẫn nộ, thành phố Tần Đường lại có cán bộ nhà nước như thế, có lãnh đạo như thế thì là nỗi nhục cho hắn, bí thư thành ủy thành phố. Đang muốn ra mặt ngăn người phụ nữ kia lại, thì cánh tay đang giơ cao của người đàn bà đó bị một cánh tay nõn nà khác tóm lại, Nghiêm Tiểu thì giận dữ mặt đỏ bừng, quát người đàn bà hung dữ. Bà và cô ta có thù hận gì ghê gớm mà phải đánh chết mới thôi. Bà còn có chút lòng thương hại không? Cô bé sắp bị bà đánh chết rồi đó. Nghiêm Tiểu thì xinh đẹp, giọng nói mang âm điệu của người miền Nam, có sự khác biệt rõ ràng với giọng âm của người bản địa. Người đàn bà đanh đá đang trong lúc giận dữ bị người khác ngăn chặn nên càng nổi trận lôi đình, thấy Nghiêm Tiểu thì là người miền Nam, không phải người địa phương nên lập tức chửi ầm lên. Cô là loại vớ vẩn ở đâu đến hả? Chuyện của tôi đến lượt cô xen vào. Cô tưởng mình là ai? Đừng cho rằng mình xinh đẹp là có bản lĩnh, cút sang một bên. Nghiêm Tiểu thì luôn dịu dàng, nhã nhặn, làm sao chửi lại được người đàn bà chanh chua. Cô tức giận đến nỗi đỏ mắt. Bà.sao bà lại chửi người. Bà cũng quá là vô liêm sỉ rồi. Chửi người là vô liêm sỉ. Nếu tôi đánh cô thì tôi chính là kẻ vô lại rồi. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Ả đàn bà nói xong, giật tay ra khỏi tay của Nghiêm Tiểu Thì, vung tay định đánh vào mặt Nghiêm Tiểu Thì. Hạ Tưởng ở gần đó, không ngờ sư tử Hà Đông này lại hung dữ như vậy, tình thế cấp bách hắn chỉ kịp đưa tay ra kéo Nghiêm Tiểu Thì, nhưng vẫn dính đòn, tuy là mặt không bị đánh trúng nhưng tay của sư tử Hà Đông vẫn quệt qua tóc của Nghiêm Tiểu Thì. Nghiêm Tiểu Thì thích búi tóc, thể hiện hình thái rất đoan trang, thục nhã. Bỗng chốc bị đánh cho tóc tai xóa rối. Cô sợ hãi kêu thất thanh một tiếng rồi lùi về phía sau. Sư tử Hà Đông thấy mình đánh chưa trúng nên càng tức tối, bà ta nhảy dựng lên đuổi theo Nghiêm Tiểu Thì, cuối cùng chọc giận Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vốn thấy tiểu quỳ bị sư tử Hà Đông đánh cho thê thảm như vậy, trong lòng đã bắt đầu lên cơn giận. Bây giờ bà ta lại định ra tay đánh Nghiêm Tiểu Thì, sự cao quý của cô sao có thể để bàn tay bẩn đó chạm vào. Hắn kéo Nghiêm Tiểu Thì về phía sau mình, không còn kịp nghĩ nhiều. Cũng không còn nghĩ đến thân phận là bí thư thành ủy nữa, hắn giơ tay tát mạnh vào mặt ả đàn bà đanh đá kêu bốp. Sau tiếng bốp, tất cả người xem đứng xung quanh đều yên ắng không một tiếng động, tiếng quàng quạc của sư tử Hà Đông cũng im bặt. Bà ta bưng lấy mặt, trừng hết mắt to như cái chuông đồng, dường như không dám tin mình lại bị người khác tát ngay trước đám đông. Khoảng 10 giây sau, người đứng vây quanh bỗng bộc phát lên tiếng vỗ tay ầm ầm, miệng huýt sao vang lên. Sư tử Hà Đông khoảng 40 tuổi, to béo như trâu, nặng trên khoảng 80 cân, có thể được coi là tuyển thủ hạng nặng. Người đàn bà sững người chốc lát, đột nhiên gào ầm lên giận dữ, đầu cúi xuống, gằn giọng. Dám đánh tao, tao liều với mày. Bà ta liền lao tới Hạ Tưởng như đang đánh nhau với những người đàn bà chanh chua, lúc này lái xe Bành Vĩnh cũng xông đến. Bành Vĩnh vốn là lái xe cho bí thư Ngả Thành Văn nhiệm kỳ trước, Ngả Thành Văn đi rồi, y liền bị lạnh nhạt. Sau khi bí thư Hạ đến nhậm chức vẫn chọn y làm lái xe, nên y vô cùng cảm kích sự thừa nhận của bí thư Hạ.
Thường thì lái xe của bí thư nhiệm kỳ trước không dùng nữa, bí thư nhiệm kỳ sau cũng sẽ không dùng, cơ bản y chính là chịu cảnh bị lạnh nhạt. Ở đâu đến con mụ điên rồ dám đánh cả bí thư hạ? Phản rồi, Bành Vĩnh liền lao đến như tên bắn, y vốn là quân nhân chuyển nghề, tuy không phải là bộ đội đặc chủng gì nhưng cũng có chút tài vặt. Y đưa tay ra đẩy bả vai người đàn bà, vừa đúng làm bà ta xoay tròn, mông hướng về phía y, Bành Vĩnh liền không khách khí đạp vào mông ả đàn bà đanh đá một cước. Cái đạp này thừa lực, trực tiếp làm ả đàn bà ngã bệt mông xuống đất, cực kỳ khó coi. Đám đông lại hò hét âm thanh ủng hộ. Nhân vật cấp quan trọng ngồi trong xe vốn không lên tiếng, thấy sư tử Hà Đông bị đánh, cuối cùng y ngồi không yên nữa mở cửa xe bước ra ngoài nói vài câu với mấy người to cao đứng quây xung quanh. Mấy người đó vẫn đang bao quanh chặn đám học sinh, giờ hung hãn xông đến bao vây Hạ Tường. Tình thế trước mắt hết sức căng thẳng, sắp sửa xảy ra sự kiện tập thể quy mô lớn rồi. Bảo vệ lãnh đạo là nhiệm vụ Bành Vĩnh không thể chối từ, bí thư thành ủy bị người vây đánh, nếu truyền ra ngoài thì sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Bành Vĩnh đang sắp hét, ai dám làm loạn, đây là bí thư hạ của thành ủy, không ngờ lời còn chưa thốt ra thì Nghiêm Tiểu thì nhanh nhạy, trong cái khó ló cái khôn, hét lên. Các bạn sinh viên, nhiệt huyết của các bạn đâu hết rồi? Bạn của các bạn để người ta ức hiếp, các bạn có còn là sinh viên đầy cảm xúc mãnh liệt không? Người đẹp chính là sức kêu gọi hàng đầu quả nhiên không sai, tuy mái tóc Nghiêm Tiểu thì bị tung rối, nhưng dung nhan kiều diễm của cô cuối cùng cũng kêu gọi thành công đám đông sinh viên đang ở bên bờ bùng nổ sự ức chế, không biết là ai hét lên. Đánh đám chó đó đi. Theo sau tiếng hô vang, cuối cùng đám đông sinh viên cũng xông lên, bao vây đám người to cao lại với nhau rồi đánh. Có người còn nhặt gạch ở ven đường, đập mạnh lên xe Audi. Lại có thêm mười mấy người dùng sức, định lật ngửa xe lên, tình thế có nguy cơ bị mất kiểm soát. Cuối cùng người ngồi trong xe Audi không ngồi yên được nữa, nói vọng ra ngoài qua chiếc loa phóng thanh. Mấy người không được làm loạn, tôi cảnh cáo mấy người không được làm loạn. Tôi là cán bộ lãnh đạo, là cục trưởng, mấy người dám làm tôi bị thương. Hiệu trưởng trường học của mấy người đều sẽ bị liên lụy. Mỗi người đều bị xử phạt, không được tốt nghiệp. Hay ho cho cái giọng điệu lớn hơn cả trời của vị cục trưởng, Hạ Tưởng cười lạnh, hắn đúng là được mở rộng tầm mắt vị cục trưởng nào dám nói ra những lời không cho hơn 100 sinh viên đang ở đây tốt nghiệp, đến cả hắn là bí thư thành ủy cũng không dám vênh váo như vậy. Không ngờ chuyện càng kinh ngạc hơn còn ở phía sau, mấy tay to cao bị đám đông sinh viên vây đánh đến nỗi không còn sức chống trả. Trong đó có một người hét. Tụi bay đừng có hối hận, biết tao là ai không? Chúng tao là người của anh Nghiêu, chọc vào anh Nghiêu thì chúng mày mốc mép. Anh Nghiêu là ai? Hạ Tưởng có nghe qua đôi chút, nếu hắn nhớ không nhầm thì có lẽ là Nghiêu Lâm Quảng. Nghiêu Lâm Quảng là đại ca xã hội đen nổi tiếng nhất ở thành phố Tần Đường, cho dù phía chính phủ không thừa nhận có xã hội đen, chỉ dùng cách nói đám tội phạm mang tính chất xã hội đen để che mắt. Trên thực tế tiếng tăm của Nghiêu Lâm Quảng còn uy phong hơn cả Nga Ni Trần. Ít nhất Nga Ni Trần biết khiêm tốn, biết che đậy, biết tẩy trắng. Nếu không phải là gặp phải hắn, có lẽ Nga Ni Trần không bị đến mức sụp đổ. Nhưng Nghiêu Lâm Quảng không như vậy, tiếng tăm oai phong của y truyền rất xa, làm cho Hạ Tưởng nhớ rõ chính là, ở kiếp trước, bang Nghiêu Lâm Quảng phạm tội bị giới tin tức công khai gây ra một trận chấn động toàn quốc. Bởi vì Nghiêu Lâm Quảng là bang xã hội đen lộ liễu, hoành hành ở Tần Đường mười mấy năm. Y sở hữu một chiếc xe quân đội có lắp thiết giáp bên trong và bốn chiếc xe quân đội, 38 cây súng, hơn 10.000 đầu đạn lẫn công cụ gây án, v.v. Mà Nghiêu Lâm Quảng thường lái xe thiết giáp diễu võ dương oai, đi tuần, trên đường phố, như đang đi giữa chốn không người. Theo thống kê sau khi sự việc xảy ra, tập đoàn Trung Thiên dưới trướng của Nghiêu Lâm Quảng lấy danh nghĩa là tổ chức doanh nghiệp toàn làm những hoạt động lừa lọc, vơ vét tài sản. Trước sau đã lừa được khoảng 800 triệu nhân dân tệ từ tài sản của người khác. Lịch sử xảy ra sai lệch, bởi vì chiếu theo tiến trình lịch sử vốn có, lúc này đáng lẽ Nghiêu Lâm Quảng đã bị nhốt trong ngục rồi, nhưng ở kiếp này y vẫn đang hoành hành ngang ngược ở Tần Đường. Bất kể là chỗ nào có sai sót, có một điểm lại có thể khẳng định, thực lực của y to lớn hơn cả kiếp trước, cái ô dù bảo vệ có lẽ cũng sâu hơn rồi. Không có ô dù bảo vệ. Một nhân vật có thể lái xe thiết giáp dáng vẻ bệ vệ đi tuần trên đường phố, dưới con mắt của Trương Quốc Vĩ và Hoàng Đắc Ích chẳng lẽ lại không phát hiện ra? Thật tưởng rằng thị trưởng và cục trưởng cục công an là bất tài. Bên trong chắc chắn là có nội tình. Tin đồn khác về Nghiêu Lâm Quảng thì càng nhiều kiểu hơn,
Trong nước từng có trang web nổi tiếng tổ chức bầu chọn 5 thành phố có xe khủng nhất toàn quốc, thì thành phố Tần Đường xếp thứ nhất, mấy chiếc xe khủng trong số đó đều là của Ngưu Lâm Quảng. Càng nổi tiếng hơn là biển số xe thành phố Tần Đường siêu khủng 99.999 và 88.888, lúc đó được mọi người ngưỡng mộ ngất lời. Được lắm, hóa ra mấy tên to cao đi cùng sư tử Hà Đông là người của Ngưu Lâm Quảng. Hạ Tưởng liền có hứng thú với vị cục trưởng vinh váo đang ngồi trong chiếc Audi kia, hắn muốn xem vị cục trưởng ngồi bên trong rốt cuộc là người thế nào. Chương 1116, giao phong chính diện, khí thế của người thắng. Trước sự kêu gọi của cục trưởng và sự uy hiếp của lớp thanh niên, ngược lại càng chọc giận đám sinh viên, cũng không biết ai đã mật báo, lại khuấy động một đám sinh viên khoảng hơn 200 người đến biểu tình tại hiện trường, hơn nữa có vẻ số lượng không ngừng tăng lên, tình thế vô cùng cam go, có vẻ như chuyện càng lúc càng trở nên trầm trọng hơn. Hạ Tưởng nhận được điện thoại khẩn cấp từ Trương Quốc Vĩ. Bí thư Hạ, một lượng lớn người tụ tập trước học viện Tần Đường gây rối. Tôi bây giờ lập tức đến hiện trường giải tán quần chúng. Trương Quốc Vĩ vừa bắt đầu đã định ra tính chất đối với vụ việc này, không cần phải nói, khởi nguồn nguyên nhân của sự kiện, người ngồi trong xe là ai, y đã rõ như lòng bàn tay. Hạ Tưởng cố gắng giữ giọng bình thản nói. Đồng chí Quốc Vĩ, tôi đang có mặt tại hiện trường, sự việc không phải là tụ tập gây rối, bây giờ mà kết luận vậy thì còn hơi sớm. Hay là anh đến đây xem đã rồi hãy nói. Bí thư Hạ đang ở đó sao? Trương Quốc Vĩ kinh ngạc kêu lên một tiếng, lại vội vàng nói. Được, được, nếu bí thư Hạ đã có mặt ở đó, thì tốt hơn nhiều rồi, tôi lập tức đến đó ngay, vừa rồi đã thông báo Hoàng Đắc Ích cho triệu tập cảnh sát đến đó. Trương Quốc Vĩ gác máy, thì Hoàng Đắc Ích liền gọi đến. Bí thư Hạ, học viện Tần Đường xảy ra chuyện rồi, tôi vừa rồi nhận được điện thoại của thị trưởng Trương. Tôi biết rồi, tôi đang ở hiện trường. Anh mau tới đi, nhớ, tạm thời không được làm to chuyện, sau khi đưa người đến đây, trước tiên khống chế thế cục, dùng việc khuyên nhủ làm chủ. Hạ Tưởng giải thích vài câu. Bí thư Hạ, anh cần chú ý cẩn thận, đừng để mọi người biết, đợi tôi đến đã. Tiếng của Hoàng Đắc Ích lo lắng, cũng phải, nếu bí thư thành ủy bị tấn công, người chịu trách nhiệm chính là y. Ngoài ra, Hoàng Đắc Ích cũng lo lắng bản thân y phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Sự gây rối của đám người càng lúc càng lớn, mắt thấy chiếc xe Audi sắp bị đám sinh viên phẫn nộ xâu xé, xe một khi bị tấn công, có khả năng gây thành án giết người, Hạ Tưởng biết, hắn nên xuất hiện rồi. Dưới sự yểm trợ của Bành Vĩnh, Hạ Tưởng đi tới phía trước xe Audi, lớn tiếng nói với các học sinh. Các bạn sinh viên, xin đừng quá kích động, tôi là Hạ Tưởng bí thư thành ủy, sự tình của ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ tìm lại lẽ công bằng cho các bạn. Nhất định sẽ xử lý công bằng, tuyệt đối không thiên vị. Hạ Tưởng vừa rồi đánh vào con sư tử Hà Đông đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các học sinh có mặt ở đây, hơn nữa hình tượng thân thiết của hắn, giống như lớp trưởng của họ, từng lời hắn thốt ra, đã làm dịu rất nhiều cơn thịnh nộ của nhóm sinh viên có mặt tại đây. Tuy nhiên cũng có những kẻ không tin Hạ Tưởng chính là bí thư thành ủy. Bí thư Hạ, còn trẻ như vậy, có thật là bí thư thành ủy? Thật không đấy? Làm quan có ai không óc đầy bụng phệ, sao bây giờ lại có một quan viên đẹp trai và phong độ như thế chứ? Có phải là giả mạo hay không vậy? Cha, hôm nay mới được mở rộng tầm mắt, bí thư Hạ chắc chắn là một bí thư thành ủy đẹp trai nhất thiên hạ này, không những trẻ tuổi lại anh Tuấn, đúng là thần tượng trong lòng mình. Một người nữ sinh như bị hút hồn nói. Có vẻ như là bí thư Hạ thật, có lần mình trông thấy anh ta trên TV, trông cũng giống anh này lắm. Tiểu Quỳ đã được mấy người đỡ dậy lúc này mới phát hiện ra Hạ Tưởng, ban đầu hai mắt cô đờ đẫn, nhưng sau khi nghe thấy tiếng của Hạ Tưởng, bỗng chốc đẩy những người kia ra, lao đến trước mặt Hạ Tưởng, phịch, một tiếng quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng. Bí thư Hạ, van xin ngài cứu tôi sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Tiểu Quỳ khóc rất thảm thiết, Hạ Tưởng thở dài trong lòng, hiện tại nhiều cô gái trẻ không giữ mình trong sạch, cứ tưởng có đường tắt có thể đi. Nhưng đường đời làm gì có chuyện đi tắt. Cho dù có, thì sau khi đi qua rồi mới phát hiện, cuối con đường tắt là vách núi. Tiểu Quỳ, mau đứng lên, chuyện trước kia đừng nhắc đến nữa. Hạ Tưởng đỡ Tiểu Quỳ đứng dậy, bảo các học sinh gọi điện cho 120 đưa Tiểu Quỳ tới bệnh viện, nhưng họ lại bảo đã gọi 110 và cả 120 từ lâu rồi, có điều vẫn chưa thấy chiếc xe cấp cứu nào tới. Hạ Tưởng nổi giận,
rút điện thoại ra gọi cho Chu Minh Hoành. Minh Hoành, chuyện ở học viện Tần Đường do đồn công an nào phụ trách? Khu vực 120 thuộc về bệnh viện nào quản lý? Tại sao gọi điện cho cảnh sát và cấp cứu đều không được hồi đáp, bọn họ đang làm gì không biết? Không đợi Chu Minh Hoành trả lời, Hạ Tưởng trực tiếp gọi điện thoại. Bí thư Thành ủy nổi giận, truy đến cùng mới thôi, cái muốn chính là Chu Minh Hoành phải tự mình ra mặt đi giáo huấn lại nhóm người dưới quyền. Sau khi giáo huấn Chu Minh Hoành, Hạ Tưởng gõ lên cửa kính xe Audi, cửa kính được dán màu tối, không nhìn rõ người ngồi ở bên trong là ai, không ngờ gõ tới mấy cái, vẫn không thấy bên trong động tĩnh gì, cũng không mở cửa, không hạ kính, càng khiến hắn nổi giận đùng đùng, quan viên có tố chất gì đây, dám hoành hành ngang ngược thì phải có dũng khí đối mặt vấn đề chứ, bây giờ lại làm con rùa đen rụt đầu, trước kia đã làm cái gì rồi. Hạ Tưởng cứ tưởng người ngồi trong xe sẽ biết thức thời mà hành sự, thậm chí cũng nên thành thật một chút, không ngờ y lại quyết không lộ diện, còn nghĩ rằng chiếc xe Audi này như thiết giáp có thể bảo vệ y, chợt nghe tiếng hét phát ra từ loa phóng thanh. Tôi cảnh cáo các bạn, cũng là lần cảnh cáo cuối cùng, vừa rồi tôi đã điện thoại thông báo với hiệu trưởng, ông ấy nói, tất cả các sinh viên tham gia bạo động ngày hôm nay sẽ bị hội đồng kỷ luật xử phạt nặng, tình tiết nghiêm trọng, có thể bị đuổi học. Hiện tại cảnh sát đang trên đường tới đây, các bạn đều không được đi, ai đi thì thật đớn hèn. Thật sự là khốn khiếp, cái thứ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng gì đó, như thế nào mà lại lên làm cục trưởng, một chút tố chất và trình độ đều không có. Hạ Tưởng thiếu chút nữa không kìm nổi chửi ầm lên, có một cục trưởng như vậy, quả thực chính là sự sỉ nhục cho một bí thư thành ủy như hắn. Tiếng nói vừa dứt, đám học sinh vừa được xoa dịu lại nổi cơn thịnh nộ. Một nhóm người hét lên một tiếng, đánh, rồi ào ào tiến về chiếc xe Audi. Hạ Tưởng thầm nghĩ thật là ngốc nghếch, tới giờ này còn mạnh miệng, thật là bị đám sinh viên này đánh cho thiếu sống thiếu chết, chẳng phải tự chuốc họa vào thân sao. Lúc này, hơn 10 chiếc xe cảnh sát rú còi láo tới, Hoàng Đắc Ích và Trương Quốc Vĩ một trước một sau, cuối cùng cũng tới. Toàn bộ đều là cảnh sát chống bạo động, được trang bị vũ trang hạng nặng, một tay cầm tấm chắn, một tay cầm côn cảnh sát. Vây thành tường người, nhanh chóng phân cách đám sinh viên đang phẫn nộ kia khỏi chiếc xe Audi. Sự tức giận của đám sinh viên không có nơi để trút, liền tiếp tục giằng co với cảnh sát, hơn nữa lượng sinh viên cũng càng ngày càng nhiều. Trương Quốc Vĩ và Hoàng Đắc Ích chạy tới trước mặt Hạ Tưởng, ba người vây quanh xe cảnh sát của Hoàng Đắc Ích, nhanh chóng bàn luận tại chỗ. Trương Quốc Vĩ bước tới lên tiếng, lời nói hoàn toàn là ý thoái thác ban đầu. Đây là sự kiện gây rối tập trung có tổ chức. Hạ Tưởng không khách khí cắt ngang lời y. Quốc Vĩ, kết luận của ông có phần võ đoán. Bí thư Hạ, hơn 200 sinh viên tụ tập bao vây xe của Lã Chấn Dương, còn đánh bị thương Trương Thần Phương, tình tiết rất ác liệt, tính chất vô cùng nghiêm trọng, phải nghiêm trị, truy cứu trách nhiệm của người đương sự, tuyệt đối không được nhân nhượng. Thái độ của Trương Quốc Vĩ vô cùng kiên quyết, bày tỏ rõ thái độ đứng về phía của Lã Chấn Dương. Hạ Tưởng vừa nghe tên Lã Chấn Dương mới biết người đang ngồi bên trong xe kia là ai, hóa ra đường đường là cục trưởng cục giáo dục thành phố. Hắn từng gặp qua Lã Chấn Dương một lần, trong ấn tượng của hắn thì Lã Chấn Dương dáng người không cao, năm nay 45 tuổi, người Tần Đường, khi nói chuyện hơi thở đều đặn, thích lên giọng quan cách. Trương Thần Phương là ai? Hạ Tưởng hỏi. Vợ của Lã Chấn Dương. Hoàng Đắc Ích lên tiếng, ánh mắt rất nhanh liếc nhìn sang Trương Quốc Vĩ. Dường như kiêng kỵ cái gì đó, lại nhắc nhở Hạ Tưởng một câu. Trương Thần Phương là phó tổng thực nghiệp Trung Thiên. Thực nghiệp Trung Thiên chính là công ty của Ngưu Lâm Quảng, chẳng trách ở đây có người tự xưng là người của anh Ngưu, hay cho một kết cấu điển hình giữa thương nhân và chính trị, trong lòng Hạ Tưởng bỗng thấy buồn bực. Nếu hắn chỉ là một bí thư thành ủy bình thường từ bên ngoài đến, khẳng định sẽ không biết hành vi phạm tội ngập trời của Ngưu Lâm Quảng. Đáng tiếc hắn biết rõ cách đối nhân xử thế và kết cục của Ngưu Lâm Quảng, nếu Trương Thần Phương là phó tổng của Ngưu Lâm Quảng, cô ta lại là vợ của Lã Chấn Dương, trên một sợi dây sâu chuỗi quan hệ giữa mấy nhân vật, thì vô cùng sống động rồi. Chẳng trách con sư tử Hà Đông lên mặt nạt người như thế, chẳng trách Lã Chấn Dương tuy đang trong vòng vây mà vẫn dám nói lời mạnh miệng, hóa ra là có chỗ dựa vững chắc, lại có cả một thế lực đen hộ tống, trong lòng Hạ Tưởng lửa giận càng lúc càng lớn. Trương Quốc Vĩ tuy cường thế, nhưng từ sau khi Hạ Tưởng nhậm chức, mặc kệ sự việc lớn nhỏ thế nào cũng luôn giữ thái độ ôn hòa, hôm nay lại tỏ thái độ khác thường, vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ. Bí thư Hạ, đối với bất kỳ những hành vi tụ tập gây rối,
Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cũng không thể nhân nhược, Tần Đường để có được thành tích như hiện tại không phải dễ dàng gì, sao có thể để những kẻ có dụng tâm riêng kích động quần chúng mà không rõ chân tướng, với đánh cán bộ chính quyền, đánh bị thương phó tổng tập đoàn Trung Thiên, dụng tâm hiểm ác, chính là muốn phá hỏng thế cục an bình của thành phố Tần Đường. Chương 1117, tình thế mở rộng, tranh giành cao thấp. Chỉ là chuyện nhỏ, vậy mà trong mắt Trương Quốc Vĩ lại thành ra chuyện hệ trọng, rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì? Hơn nữa rõ ràng y có ý thiên vị Lã Chấn Dương, mà cũng không thể xem là sự thiên vị bình thường, trong lòng Hạ Tưởng đã cảm nhận được có điều gì bất ổn ở bên trong. Hoàng Đắc Ích đứng bên không nói lời nào, có điều ánh mắt biểu lộ mơ hồ, hiển nhiên ông ta cũng biết đôi chút nội tình, nhưng ngại vì sự có mặt của Trương Quốc Vĩ nên không tiện nói ra. Quốc Vĩ, ông có tận mắt chứng kiến quá trình diễn biến của vụ việc không? Hạ Tưởng vẫn không tỏ ra nhượng bộ, hôm nay hắn quyết định phải bắt Lã Chấn Dương phải hạ mình, người như vậy mà vẫn giữ trong cơ quan đảng và chính quyền, chính là điều sỉ nhục của Tần Đường. Nghe Hạ Tưởng hỏi vậy, Trương Quốc Vĩ có hơi chột dạ, nhưng vẫn mạnh miệng nói. Tôi đã nghe đồng chí Chấn Dương báo cáo, đại khái cũng hiểu được sự việc diễn biến như thế nào, là đám sinh viên cố ý vây lấy xe chuyên dụng của chính quyền, khơi mào sự tình, đả thương cán bộ đi công tác. Vừa rồi tôi cũng đã nói chuyện với viện trưởng Tần qua điện thoại, đã chứng thực lời nói của Chấn Dương là đúng sự thật. Viện trưởng học viện Tần Đường Tần Học Dân, Hạ Tưởng thầm cười lạnh trong lòng, Trương Quốc Vĩ quả nhiên thế lực thâm căn cố đế, từ trên xuống dưới thống nhất quan điểm và nguyên tắc, và việc quan trọng là họ đang cố ý bênh vực cho Lã Chấn Dương. Lã Chấn Dương tuy là cục trưởng cục giáo dục, cũng không coi là nhân vật hiểm yếu nắm giữ đại cục gì, vậy tại sao Trương Quốc Vĩ lại ra sức bảo vệ y? Rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì? Lại nhìn Hoàng Đắc Ích nãy giờ đứng im không lên tiếng, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía đám sinh viên hỗn loạn rằng co với cảnh sát, hiển nhiên là có lời nhưng không thể nói. Hạ Tưởng cũng hiểu rõ ra một điểm, động đến Lã Chấn Dương hoặc Trương Thần Phương, chính là động đến điểm mấu chốt của Trương Quốc Vĩ. Làm sao bây giờ? Hạ Tưởng chợt thấy do dự, căn cơ của hắn hiện giờ vẫn chưa ổn, nếu trực tiếp xung đột với Trương Quốc Vĩ thì chưa đủ sức. Hơn nữa lại đắc tội với Ngưu Lâm Quảng, nếu chẳng may lâm vào cảnh tứ phía toàn là địch, cho dù hắn là bí thư thành ủy, nhưng e là cũng không dễ ứng phó với áp lực từ bốn phương tám hướng. Đang trong lúc do dự, thì sau khi Trương Thần Phương vừa mới bị Bành Vĩnh đạp một phát ngã lăn ra đất rồi được người ta đỡ đậy, lại bắt đầu to tiếng, mắng đám sinh viên đang bạo loạn. Một đám con hoang, các ngươi dám làm phản, cứ đợi đấy, đừng hòng có ai thoát. Vừa lúc đó tiểu quỷ vẫn đang đứng khóc cách đó không xa, mụ ta lần nữa lại nổi điên lên, xông đến cho tiểu quỷ một cái bạt tai rất mạnh. Đám sinh viên vốn vừa lấy lại bình tĩnh, bỗng chốc lại bùng phát, cũng không biết ai đã ném gạch tới, chúng ngay đầu một viên cảnh sát cơ động, cảnh sát trả đòn, còn đám học sinh xông tới như sóng nước cuồn cuộn. Hạ Tưởng giận đến mức hai mắt đỏ ngầu. Đồng chí Quốc Vĩ, đây có phải là hành động sinh viên chủ động khơi mào sự việc như đồng chí vừa nói? Đây chính là người có dụng tâm tổ chức huy động người đến gây chuyện như ông vừa nói đúng không? Tôi có mặt tại hiện trường, chính mắt tôi trông thấy toàn bộ sự việc được diễn biến như thế nào, tôi thấy rõ xe của Lã Chấn Dương vi phạm luật giao thông, ngang nhiên lái xe vào làn đường đi bộ, bị sinh viên gây cản trở một chút, Trương Thần Phương liền lao xuống xe đánh người, mới khơi dậy công phẫn. Cái gì gọi là dân tâm, cái gì gọi là dân ý? Đồng chí Quốc Vĩ, ở trong hội nghị, chúng ta vừa mới nhấn mạnh về xây dựng tác phong cán bộ, vậy đây cũng được xem là tác phong của cán bộ đảng viên. Phải vậy không? Đồng chí hãy nhìn rõ xem, cô sinh viên tiểu quỷ kia bị đánh thành thế nào? Trương Thần Phương bị đám sinh viên đánh sao? Con mắt nào của ông nhìn thấy cô ta bị sinh viên đánh vậy? Hạ Tưởng tiếp tục cậy thế ép người mà chất vấn Trương Quốc Vĩ, lúc này hắn đang ở khí thế lấy trên đè dưới. Trương Quốc Vĩ vẫn không tỏ vẻ nhượng bộ. Trương Thần Phương nửa mặt bị sưng tấy, răng cửa cũng bị đánh gãy, không có ai đánh cô ta, chẳng lẽ là chính cô ta tự đánh mình? Là có người đánh cô ta, nhưng không phải đám sinh viên đó mà là tôi. Hạ Tưởng không một chút yếu thế mà thừa nhận chính hắn ra tay đánh người. Trương Quốc Vĩ cho là đã tóm được điểm yếu của Hạ Tưởng, cười lạnh một tiếng. Bí thư Hạ, ngài làm bí thư thành ủy Tần Đường, lại ra tay hành hung người khác trước bao nhiêu người? Việc này thật làm mất mặt thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tần Đường. Tôi không đánh cô ta sẽ đánh nữ khách quý Nghiêm Tiểu Thị của Tần Đường chúng ta.
Hạ Tưởng đưa tay chỉ Nghiêm Tiểu Thì. Nghiêm Tiểu Thì đứng bên, đang chú ý thế cục trong sân. Vì sao cô Nghiêm lại là khách quý của Tần Đường này? Ánh mắt Trương Quốc Vĩ hiện lên chút khinh miệt, y hiển nhiên xem Nghiêm Tiểu Thì là tình nhân của Hạ Tưởng, nghĩ thầm rằng Hạ Tưởng vì nhân tình mà ra tay đánh phu nhân của cục trưởng. Bí thư Hạ, ngươi không biết ngươi chọc ai, có lúc ngươi phải hối hận. Qua ánh mắt của Trương Quốc Vĩ, Hạ Tưởng biết, cho dù là nhà đầu tư mấy trăm triệu tệ đổ vào Tần Đường, y cũng không thèm để ý, Hạ Tưởng muốn chính là tâm thái tự cho là đúng của Trương Quốc Vĩ, hắn hử lạnh một tiếng. Nghiêm Tiểu Thì là em họ Phạm Tranh, ông nói xem có phải là khách quý của Tần Đường không? Hơn nữa cô ấy còn là bằng hữu của tôi, chẳng lẽ nói bằng hữu của bí thư thành ủy, đến Tần Đường mà phải chịu một bạt tai của một phu nhân cục trưởng? Thị trưởng Trương, tôi chưa từng thấy một phu nhân cục trưởng nào lại có uy phong lớn như vậy. Hả? Trương Quốc Vĩ nghẹn họng, Nghiêm Tiểu Thì chính là cháu gái ngoại của bí thư Phạm trong lời đồn sao? Với thân phận của cô ta, đương nhiên xứng đáng với danh hiệu khách quý của Tần Đường, hơn nữa cô ta còn là bằng hữu của bí thư thành ủy, hắn bị nghẹn đến tím tái mặt mày, chủ yếu là vừa rồi nói quá khí thế, bây giờ bỗng chốc không thể không chịu thua, có chút không thoát ra được. Hiểu lầm, khẳng định là hiểu lầm. Bí thư Hạ, chốc nữa tôi sẽ đích thân xin nhận lỗi với cô Nghiêm. Trương Quốc Vĩ ứng xử rất hay, đến nước này rồi mà vẫn chưa quyết chuyện xử lý Lã Trấn Dương như thế nào, y quả thật tận tâm tận lực bảo vệ cho Lã Trấn Dương. Hạ Tưởng càng khẳng định giữa Trương Quốc Vĩ và Lã Trấn Dương, có mối quan hệ không giống bình thường, trong nháy mắt hắn hạ quyết tâm, nếu sự việc đã đến nước này, không nhân cơ hội này khai đao với Lã Trấn Dương, thì không đủ để xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng. Không đủ để hiện rõ thủ đoạn và quyết tâm của hắn. Lã Trấn Dương phá hủy hình tượng chính quyền, là người chịu trách nhiệm đầu tiên trong sự kiện tụ tập gây náo loạn lần này, để giữ gìn kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước, tôi đề nghị miễn chức Lã Trấn Dương tại chỗ, cho các bạn sinh viên một lời giải thích. Lã Trấn Dương là cục trưởng cục giáo dục thành phố chứ không phải ở trưởng phòng ở quận, muốn miễn chức y thì nhân vật số 1 số 2 phải đạt được nhận thức chung mới được. Hắn lại lấy khẩu khí thương lượng có đủ sự chân thực đáng tin nói với Trương Quốc Vĩ. Thông báo phê bình toàn thành phố, cũng là cách nhắc nhở tất cả các cán bộ đảng viên. Bí thư Hạ, xử phạt như vậy nặng quá, tôi vẫn giữ nguyên ý kiến. Quả nhiên, Trương Quốc Vĩ không đồng ý. Sự việc này không phải hoàn toàn là lỗi của Lã Trấn Dương, một phần là do đám sinh viên không lý trí, hơn nữa Lã Trấn Dương là cán bộ do đảng và nhà nước đào tạo nhiều năm. Đứng vững tới hôm nay cũng không dễ dàng gì, không thể nói miễn chức là có thể miễn ngay được. Trương Quốc Vĩ trong lòng tức giận, Hạ Tưởng là dậu đổ bìm leo, cố ý khuếch đại tình thế, trực tiếp bắt người của hắn, thật quá độc ác. Hạ Tưởng thấy Trương Quốc Vĩ quả nhiên cương quyết, cứng rắn, mạnh mẽ mà đốt lại, hắn cũng không cam lòng chịu đứng ở thế yếu. Chuyện này nếu xử lý không tốt, hình tượng của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tần Đường sẽ bị hủy hoại. Hiện tại tốc độ lan truyền của nhanh đến kinh người, thị trưởng Trương, tôi dám cá là đã có sinh viên tung video clip của vụ việc này lên mạng rồi, nói không chừng thì mọi người dân trong nước đang theo dõi diễn biến vụ việc, muốn xem quyết tâm và độ mạnh yếu của thành ủy Tần Đường chúng ta, xin hỏi hình tượng đối ngoại của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tần Đường là quan trọng, hay là Lã Trấn Dương quan trọng hơn? Lần đầu tiên giao phong chính diện với Trương Quốc Vĩ, là thắng không được bại. Sẽ trở thành một thế cục then chốt để so sánh bên mạnh bên yếu khi hai bên so chiêu sau này. Sự tình trong chính trị, không chỉ chú ý thủ đoạn ở phía sau, có khi giữa hai người khí thế của ai đè đầu của ai, cũng vô cùng quan trọng. Hiện tại Hạ Tưởng nắm giữ quyền chủ động hoàn toàn, nếu bắt không được Lã Trấn Dương, cũng có nghĩa là một lần thất bại thảm hại. Hơn nữa Lã Trấn Dương là một cán bộ cấp cục trưởng, chỉ cần động đến vị trí của hắn, tương đương với việc tạo ra một lỗ hổng của cán bộ bậc trung. Sự việc vô cùng hệ trọng, hơn nữa hắn là bí thư thành ủy, về vấn đề nhân sự không nắm giữ quyền chủ động, thì sẽ trở thành một bí thư vô năng. Trương Quốc Vĩ trong ấn tượng Hạ Tưởng, là người có tài đẩy đưa, chuyện gì cũng thích phu hồi, rất ít chủ động và chống đối hắn, nhưng hôm nay lại thái độ khác thường, trong chuyện xử lý Lã Trấn Dương, hoàn toàn không có chuyện nhường bước. Bí thư Hạ, tôi cho rằng về ý kiến xử lý đồng chí Lã Trấn Dương, cần phải tổ chức hội nghị công việc bí thư. Còn phải nhận được sự chấp thuận thông qua của hội nghị thường vụ. Chúng ta không thể đại diện cho ý kiến của đại bộ phận ủy viên thường vụ, hội nghị thường vụ mới là cơ cấu quyết sách cao nhất của thành phố Tần Đường. Trương Quốc Vĩ đã quyết tâm bảo vệ Lã Trấn Dương,
không tiếc nói ra những lời đã phạm vào điều kiêng kỵ khiêu chiến với quyền uy của bí thư. Hạ Tưởng cũng tức giận, bộp hắn vỗ lên xe ô tô. Đừng quên bí thư còn có một quyền phủ quyết. Sắc mặt Trương Quốc Vĩ xa sầm, muốn nói cái gì, lại nuốt trở vào, trong mắt hiện lên thù hận và phẫn nộ. Đúng vậy, bí thư chính là bí thư, chính là muốn áp đảo thị trường, chính là có một phiếu quyền phủ quyết, chính là có thể bao trùm cả quyền uy của thị trường. Lời của Hạ Tưởng, đánh chúng vào chỗ đau trong thâm tâm y làm thị trưởng nhiều năm, lúc nào cũng muốn thăng lên làm bí thư, chỉ tiếc không được như ý nguyện. Nếu bí thư Hạ cố chấp như vậy, tôi không còn lời nào để nói nữa. Trương Quốc Vĩ dứt khoát liều mạng đến cùng. Tin rằng thành ủy sẽ có không ít đồng chí phản ánh vấn đề này lên tỉnh ủy. Uy hiếp trắng trợn, Hạ Tưởng mỉm cười. Tổng giám đốc Nghiêm cũng sẽ phản ánh lên tỉnh ủy tình hình thực tế. Trương Quốc Vĩ lại bị đánh trúng điểm yếu, khi còn muốn phản bác vài câu, thế rằng co giữa sinh viên và cảnh sát, cuối cùng cũng bùng phát. Các sinh viên ném đá gạch tới tấp vào cảnh sát trước khi chưa nhận được hiệu lệnh, vẫn chưa dám đáp trả bằng bom cay, chỉ có thể bị động chống cự. Trương Thần Phương sau khi đánh Tiểu Quỳ lại kéo tóc cô ta, liên tiếp đánh những đòn hiểm yếu. Các ngươi còn dám càn quấy, cô ta chính là kết cục. Hạ Tưởng càng nhìn càng thấy chướng mắt, chỉ bảo Hoàng Đắc Ích. Cho bắt Trương Thần Phương lại. Hoàng Đắc Ích nhất thời do dự. Bí thư Hạ, Trương Thần Phương là phó tổng tập đoàn Trung Thiên. Ông không nghe thấy tôi nói gì sao? Hạ Tưởng không thèm để ý lời nói của Hoàng Đắc Ích, nhấn mạnh thêm một câu, ngữ khí vô cùng nghiêm khắc. Hoàng Đắc Ích vốn định nhắc nhở Hạ Tưởng, Trương Thần Phương là một trong những phó tổng giám đốc mà Ngưu Lâm Quảng tín nhiệm nhất, và có quan hệ vô cùng mật thiết với Ngưu Lâm Quảng. Ngưu Lâm Quảng là ai? Là một lão đại mà toàn bộ Tần Đường không ai dám đụng vào. Ngưu Lâm Quảng biệt danh Đại Bảo, ở Tần Đường một khi nhắc đến Đại Bảo, không phải là Đại Bảo, ngày mai gặp. Đại Bảo, mỗi ngày gặp, mà mọi người thường thấy trên TV. Đại Bảo ở đây chính là Ngưu Lâm Quảng luôn khiến cho mọi người biến sắc khi nghe thấy danh tính của y. Sự lợi hại của Ngưu Lâm Quảng, chỉ sợ bí thư Hạ vẫn chưa rõ lắm. Hoàng Đắc Ích vẫn muốn ám chỉ một chút, nhưng lại ngại có Trương Quốc Vĩ ở bên như hổ rình mồi, y vốn không có cơ hội mở miệng. Y hiểu rõ, nói không chừng thị trưởng Trương còn ước gì bí thư Hạ đắc tội với Đại Bảo, bởi vì với thế lực và thực lực của Đại Bảo ngay cả bí thư Hạ cũng khó gánh nổi hậu quả. Sự tình, càng lúc càng lớn, nhưng bí thư Hạ đã hạ lệnh chết, y không nghe theo cũng không được, khi đang định chỉ bảo cho người cấp dưới, thì Trương Thần Phương lại có hành động kích động đám sinh viên. Một sinh viên quá khích phá hủy rào chắn cảnh sát. Xông tới trước mặt Trương Thần Phương, đá một phát khiến cho Trương Thần Phương ngã lăn quay ra đất. Trương Thần Phương cũng rất mạnh mẽ, vừa té xuống đất, đã nhanh chóng đứng dậy, cầm theo cục gạch lượm được trên mặt đất, rất nhanh đập vào đầu sinh viên kia, lập tức máu từ đầu chảy ra ròng ròng. Ngay cả Hạ Tưởng cũng chỉ biết thầm lắc đầu, người đàn bà đanh đá như thế, hắn cũng chưa từng gặp qua, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Gọi cô ta là sư tử Hà Đông cũng không có gì là điêu ngoa, phỏng chừng Đường Đường là cục trưởng lã mà ở nhà cũng ở vào địa vị bị quản giáo. Nghiêm Tiểu thì nhìn không được nữa rồi, nãy giờ cô vẫn đứng bên cạnh, cách Trương Thần Phương không xa, nhìn cảnh Trương Thần Phương chẳng khác nào con chó dại, cô tức giận đến mức hai hàng lông mày dựng thẳng lên. Con mụ điên, đồ chó điên. Vốn dĩ chẳng bao giờ thốt ra những từ thô tục, rốt cục cũng không kìm nổi mắng ra thành tiếng. Trương Thần Phương nghiêng đầu nhìn qua Nghiêm Tiểu Thì, không nói hai lời liền vò tới chỗ Nghiêm Tiểu Thì, Trương Quốc Vĩ chớp mắt một cái, mẹ nó chứ, Trương Thần Phương thực không ra gì, chẳng khác nào cỗ máy đánh người, đã đến lúc này rồi mà vẫn chưa tỉnh ngộ, chẳng khác nào tự đem cơ hội đến cho người khác. Cũng phải, mụ vốn là vợ của cục trưởng cục giáo dục, lão tổng của mụ là đại bảo của Tần Đường, vốn được yêu thương chiều chuộng thì biết sợ ai. Ngay cả khi y đến nhà của Lã Trấn Dương, cũng phải nể mụ ba phần. Ai bảo Lã Trấn Dương cưới phải một mụ vợ dữ tợn đến mức vậy? Trương Quốc Vĩ vội nhắm chặt hai mắt. Hạ Tưởng nổi giận, hét lớn một tiếng. Còng cô ta lại. Hoàng Đắc Ích e sợ Nghiêm Tiểu thì bị thương, vội vã xông lên, không nói lời nào vội đem cánh tay Trương Thần Phương giữ lại phía sau. Sau đó hai viên cảnh sát từ phía sau vào tới, còng tay Trương Thần Phương. Trương Thần Phương vẫn không chịu, lớn tiếng quát. Hoàng Đắc Ích, ông dám còng tay tôi. Đợi lát nữa tôi sẽ xử lý ông sau. Lã Trấn Dương cũng tự biết trấn tĩnh lại tinh thần, đến giờ vẫn còn trốn ở bên trong xe, được,
không ra ngoài chứ gì, Hạ Tưởng quay đầu lại trừng mắt nhìn Trương Quốc Vĩ. Việc này phải xử lý thật nghiêm, xảy ra vấn đề gì, tôi tự đến tỉnh ủy giải thích rõ ràng. Lúc này, cảm xúc của sinh viên đã bị châm cháy hoàn toàn, cùng cảnh sát quấn chặt lấy nhau ẩu đả, trước mắt đã thực sự gây thành sự kiện xung đột tập thể với quy mô lớn. Hạ Tưởng nhảy lên nóc xe Audi, tay trái cầm lấy tay loa công suất lớn, tay phải cầm một cây khóa tay lái, hắn la lớn. Các bạn sinh viên, tôi là bí thư thành ủy Hạ Tưởng, chuyện xảy ra hôm nay, tôi đã chú ý quan sát được từ đầu đến cuối, thái độ của tôi là, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố sẽ cố gắng dốc toàn lực ứng phó bảo vệ ích lợi của quần chúng nhân dân, kiên quyết trừng trị người gây ra họa. Các bạn có thể nhìn hành động của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, nếu xử lý không được ổn, mọi người cứ việc đến tìm tôi. Tôi làm ở thành ủy, tên gọi Hạ Tưởng. Kêu gọi xong, Hạ Tưởng giơ cao chiếc gậy khóa bằng sắt trong tay lên, rất mạnh mà đập vỡ kính trên chiếc xe Audi. Tất cả mọi người có mặt tại đây đều sửng sốt. Chiếc khóa sắt một nhát giáng xuống, nóc xe Audi bị đập móp xuống. Hạ Tưởng nhanh tay vớ lấy chiếc loa, tiếp tục kêu gọi. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố quyết tâm đưa các cán bộ đảng ủy có liên quan ra trừng trị trước trái pháp luật, tuyệt đối không bao che, nương nhẹ. Sự việc ngày hôm nay, lỗi không phải ở các bạn sinh viên mà thuộc về các quan chức chính quyền. Người ngồi trong xe chính là Cục trưởng Cục Giáo dục thành phố Lã Chấn Dương, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố quyết định bãi chức của quan chức này ngay lập tức. Lời kêu gọi thứ hai kết thúc, Hạ Tưởng lại xông lên phía kính chắn gió ở phía trước nện thêm một nhát nữa. Cho đến lúc này, Lã Chấn Dương vẫn không chịu xuất đầu lộ diện, không phải y sợ hãi mà là y quá tự cho mình là đúng. Cho dù bí thư và thị trưởng ở bên ngoài bận rộn xử lý vụ việc, y thân là đương sự nhưng lại không dám ra mặt, có gan gây ra sự cố nhưng lại không có can đảm đứng ra chịu trách nhiệm. Hạ Tưởng quả thật ghét cay ghét đắng cái tên Lã Chấn Dương này. Hắn muốn chính là mượn cơ hội lập uy, khi đầu tiên đến Tần Đường, Trương Quốc Vĩ bới tung bàn ăn bằng tiền của công mà ra oai với hắn. Được, hắn hiện giờ nắm chắc cơ hội, hắn đập chiếc xe của cán bộ cơ quan lấy mạnh uy hiếp yếu, hoen nữa còn là xe công dùng việc riêng để lập uy. Để nói cho tất cả mọi người biết, hắn Hạ Tưởng đặt chân đến Tần Đường, vừa có mặt là hợp quy củ, cũng là một mặt thủ đoạn cứng rắn mạnh mẽ. Trước mặt mọi người đập xe, bị đập là xe, cái giành được là lòng dân, bị đánh chính là mặt kẻ khác. Đám sinh viên thấy hành động này của Hạ Tưởng, vô cùng tán dương, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Rộn rã cả một vùng. Bí thư Hạ, tuyệt lắm. Bí thư Hạ, ngài đúng là bí thư tốt của nhân dân. Bí thư Hạ, chúng tôi rất khâm phục ngài, tôn kính ngài, ngài là tấm gương sáng trong cuộc đời của chúng tôi. Bí thư Hạ, tiếng hoan hô cứ thế vang lên không ngừng, Hạ Tưởng đứng trên nóc xe chưa đến 5 phút, mà tiếng hò reo đã vang lên lớn hơn gấp bội. Trương Quốc Vĩ sắc mặt xanh mét, không nói được một lời. Hôm nay bị Hạ Tưởng giáo huấn cho một trận, hơn nữa Hạ Tưởng quả nhiên thông minh, xem xét thời thế, biết cách lợi dụng hoàn toàn sự việc lần này làm cơ hội, mới đó đã lấy được lòng của đám sinh viên ở đây, hơn nữa còn ép y phải xuống nước, lặng im, không thể phản bác được dù chỉ một lời. Xét toàn bộ, tuy so về dáng vóc thì y còn cao hơn cả Hạ Tưởng, nhưng Hạ Tưởng là bí thư chính là nhân vật số một, trong việc xử lý các vấn đề nghiêm trọng, thì phải có kết luận cuối cùng từ bí thư. Cần phải có sự hiện diện của bí thư. Hiện tại Hạ Tưởng đứng ở trên nóc xe Audi, uy phong lừng lẫy, mặc dù trong ánh mắt của y vẫn có chút hiểm nghi, nhưng không thể không thừa nhận rằng, Hạ Tưởng đã thành công. Hạ Tưởng thành công trong việc tạo ra một hình tượng công chính liêm minh, cứng rắn, mạnh mẽ của một bí thư thành ủy trước mặt các bạn sinh viên. Từ nay về sau ở trong ấn tượng của những sinh viên này, bí thư thành ủy so với thị trưởng có phần công bằng hơn. Chương 1118 xác định tính chất của vấn đề, các bên tương tác. Như vậy hình tượng chính trực của một thị trưởng mà hắn đã cố xây dựng nên, trong phút chốc đã tan thành mây khói, không lưu lại chút dấu vết. Như trên vẫn chưa phải là chỗ làm cho Trương Quốc Vĩ đau đớn nhất, mà điều khiến y căm phẫn và khó lòng chấp nhận nhất, chính là Hạ Tưởng quá cứng rắn, mạnh mẽ tuyên bố trước mặt mọi người là sẽ bãi nhiệm chức vụ của Lã Chấn Dương ngay tại chỗ, điều này đã chạm vào mấu chốt của y. Nhưng bí thư thành ủy cũng phải giữ gìn thể diện, Hạ Tưởng là bí thư thành ủy, những lời mà bí thư thành ủy đã nói ra trước mặt mọi người, thành phố Tần Đường ủy nhất định phải chấp hành, nếu không, kẻ mất mặt không phải Hạ Tưởng, mà là toàn bộ thành phố Tần Đường, đừng nói thành phố Tần Đường bị dân chúng chế giễu,
mà toàn bộ tỉnh Yến cũng sẽ chê cười Tần Đường, thậm chí sau vụ việc này sẽ nhận được sự giám sát từ phía tỉnh ủy. Hơn nữa sự việc này xém chút nữa trở thành một cuộc bạo loạn với quy mô lớn, Hạ Tưởng nhanh chóng đưa ra quyết định cắt chức Lã Chấn Dương cũng là một cách nhằm hóa giải nguy cơ, cho dù cáo trạng lên tỉnh ủy cũng có lý do để nói, bởi vì hắn là vì lấy đại cục làm trọng. Chỉ cần chú ý đến đại cục thì mọi vấn đề khác đều có thể giải quyết, khiến y không tìm được lời để phản bác, cũng không có lý do phản đối vụ miễn chức này. Ai khiến Lã Chấn Dương cưới phải một người đàn bà đanh đá như vậy? Ai khiến Trương Thần Phương kiêu ngạo quá đáng, không biết từ sau khi Hạ Tưởng bước chân vào Tần Đường, luôn luôn tìm kiếm một điểm đột phá. Tuy nhiên, ánh mắt Trương Quốc Vĩ chớp chớp, Hạ Tưởng bãi nhiệm chức vụ của Lã Chấn Dương, lại còng tay Trương Thần Phương, xem như cả gia đình này không thoát được đại họa. Trương Thần Phương là người được Ngưu Lâm Quảng coi trọng nhất, nói cách khác, Hạ Tưởng sẽ trở thành kẻ thù chính diện của Ngưu Lâm Quảng. Vừa nghĩ tới thế lực phía sau và thủ đoạn của Ngưu Lâm Quảng, Trương Quốc Vĩ âm thầm cười lạnh, tốt thôi, hy sinh một Lã Chấn Dương, triệt để mà chuyển Hạ Tưởng sang bước đối lập với Ngưu Lâm Quảng, suy cho cùng cũng chẳng hại mặt nào. Một Ngưu Lâm Quảng, cộng với Lưu Kiệt Huy, cũng đủ khiến cho bí thư Hạ khó lòng xoay sở rồi. Đó là bình trà ngon mà hắn vừa pha, ngồi ở một bên, vừa ngắm nhìn cảnh long hổ tranh hùng, thỉnh thoảng châm dầu vào lửa, ngày nào bí thư Hạ còn ở Tần Đường, thì đừng mong có ngày được yên ổn. Trương Quốc Vĩ ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hạ Tưởng đang đứng trên xe, trong lòng chứa toàn thù hận. Hạ Tưởng lại lần nữa cất tiếng qua chiếc loa. Các bạn sinh viên, nếu mọi người đã tin tưởng ở Hạ Tưởng, thì có thể giải tán được rồi, tôi cam đoan sẽ không truy cứu bất cứ trách nhiệm gì của các bạn. Sau chuyện này nếu có ai đến gây khó dễ cho mọi người, thì cứ trực tiếp phản ánh vụ việc lên thành ủy, tôi sẽ giải quyết giúp mọi người. Bây giờ mọi người có thể quay về phòng học, Tiểu Quỳ tôi cũng có quen. Tôi sẽ phụ trách giúp cô ấy chữa trị. Những lời tiếp theo giọng điệu có chút thay đổi. Người hành hung, tôi sẽ nghiêm trị không tha. Nhát khóa cuối cùng giáng lên chiếc gương chiếu hậu của xe Audi, lập tức khiến nó gãy rời khỏi xe. Đám người phấn khích trước hành động này không ngừng vỗ tay tán thưởng, những sinh viên đứng phía sau cố chen lên phía trước, bắt tay với Hạ Tưởng. Cảnh sát sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý, cố gắng ngăn cản nhóm sinh viên, Hạ Tưởng nhảy xuống khỏi ô tô. Chủ động đi vào giữa đám đông, bắt tay với từng người, bầu không khí tại hiện trường đạt tới mức cao trào. 10 phút sau, sau một hồi sóng gió cuối cùng cũng bình ổn, nhóm sinh viên cũng giải tán, để lại tại hiện trường chiếc xe Audi bị Hạ Tưởng đập cho rách nát. Lúc này, Lã Chấn Dương từ trên xe bước xuống, ủ rũ đi tới trước mặt Hạ Tưởng, chỉ nói một tiếng. Bí thư Hạ. Sau đó đứng sang một bên, vẻ mặt uể oải, không nói được một lời. Hạ Tưởng cũng không thèm để ý đến Lã Chấn Dương, trong mắt hắn, Lã Chấn Dương không dám để cho hắn phải bận tâm, trừ phi hắn rời khỏi Tần Đường, nếu không chỉ cần hắn còn một ngày đảm nhiệm chức vụ bí thư thành ủy thành phố Tần Đường, Lã Chấn Dương cũng đừng mong có chỗ đứng ở nơi này. Thân là bí thư thành ủy, phải tỏ ra có quyền uy nên có, ở vấn đề nhân sự, ở thời khắc mấu chốt, cái cần chính là nói một không hai. Lúc này, xe cứu thương và đồn công an mới đến. Đi theo xe cứu thương đang tiến đến chính là viện trưởng bệnh viện nhân dân Chu Tam Không. Chu Tam Không đầu đổ đầy mồ hôi, thở hồng hộc, vừa xuống xe liền phát hiện bí thư và thị trưởng đều có mặt ở đây, sợ tới mức chân bước không vững. Theo sát sau đó, Chu Minh Hoành cũng chạy tới. Hạ Tưởng chỉ khẽ gật đầu với Chu Minh Hoành, quay sang Hoàng Đắc Ích nói. Đắc Ích, anh phái người hộ tống Tiểu Quỳ đến bệnh viện, các cảnh sát vũ trang này cho lui về nghỉ ngơi đi. Giờ này mới đến, muốn người khác mời ăn đêm sao? Đồn trưởng của đoàn cảnh sát gia quân làm náo loạn đến đỏ tía mặt mày, biết gặp rắc rối, muốn nói cái gì đó, nhưng ánh mắt Hoàng Đắc Ích nhìn y chằm chằm, dọa y sợ tới mức phải co rụt cổ lại, vội trốn xuống phía sau, không dám lộ diện. Lại sắp xếp người đưa Nghiêm Tiểu thì tới khách sạn nghỉ ngơi, Hạ Tưởng cùng Trương Quốc Vĩ vội vàng chạy về thành ủy, triệu tập cuộc họp hội nghị khẩn cấp. Thương thảo về việc xử lý hậu quả và xác định tính chất của sự kiện đột phát lần này. Bởi vì Hạ Tưởng ở hiện trường đã đưa ra quyết định rất rõ ràng, Trương Quốc Vĩ cũng không tiện nói thêm gì nữa, tức là ngầm thừa nhận với ý kiến xử lý và cách xác định tính chất sự việc của Hạ Tưởng. Các ủy viên thường vụ tham dự hội nghị thấy bí thư và thị trưởng đều thống nhất hình phạt, sự việc mà nhân vật số 1 và số 2 đều nhận định, thì các cấp phía dưới cũng không có gì phải phản đối, nhanh chóng nhất trí thông qua quyết nghị. Lã Chấn Dương bị bãi nhiễm ngay tại chỗ, thông báo phê bình. Trương Thần Phương hành hung đánh người,
giao cơ quan công an xử lý theo pháp luật. Thái độ của Hoàng Đắc Ích cũng bị tạm giam 15 ngày, phạt tiền 5.000 tệ, và chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí chữa trị của Tiểu Quỳ. Những người khác hiển nhiên không có dị nghị, ánh mắt Lương Thu Duệ liên tục nháy nhìn về phía Hạ Tưởng, nghĩ thầm quả nhiên là một bí thư hạ thủ đoạn vô cùng sắc bén, nắm bắt cơ hội một phát bắt được người bạn mật thiết nhất của thị trưởng, xem như đây là phát súng đầu tiên cho trận chiến phản đòn đối với thị trưởng Trương. Phạm Tiến tâm tư thoáng qua, nhanh chóng phân tích thế cục và cho ra kết luận, bề ngoài có thể nói bí thư hạ đã giành được một trận đại thắng, nhưng trên thực tế thị trưởng Trương lại thành công trong việc xây dựng cho bí thư hạ một đối thủ đáng gờm, đó là Ngưu Lâm Quảng. Bí thư hạ tuy rằng đã bắt được Lã Chấn Dương, có thể giành được thắng lợi mang tính giai đoạn đầu tiên trên vấn đề nhân sự, nhưng hiện tại phải đối đầu với những thủ đoạn khó lường của Lưu Kiệt Huy, lại còn có cả sự đối kháng chính diện của Ngưu Lâm Quảng. Bí thư hạ ở tần đường đơn cô thế cô, có thể trụ được sao? Thị trưởng Trương đầu óc cũng rất xảo quyệt, có tài mượn đao giết người, bí thư hạ tuổi còn trẻ, đôi vẫn kích động một chút, cảm xúc mạnh một chút, không khống chế được bản thân, ở trong quan trường, muốn không được nhất chính là cái gọi là tác tú thật nói thành giả, giả nói thành thật giành được lòng dân nhưng đó lại là một thất bại lớn. Phạm Tiến vốn không xem trọng triển vọng của Hạ Tưởng ở tần đường, sau vụ việc lần này, hắn lại âm thầm thấy may mắn vì đã phân rõ giới hạn với Hạ Tưởng. Các ủy viên thường vụ khác trong lòng có những suy nghĩ khác nhau, nói tóm lại, sau khi sự việc lần này kết thúc cũng đem đến cho mọi người hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Mấu chốt không phải ở chỗ Lã Chấn Dương bị bãi nhiệm tại chỗ, hay bí thư thành ủy bị mất đi một cục trưởng, điều đó không coi là đại sự gì, bất kỳ ai nhậm chức bí thư thành ủy đều sẽ nắm giữ quyền điều hành nhân sự không buông, không miễn chức cục trưởng không nghe lời. Còn muốn mời ông ta ăn sủi cảo sao? Chủ yếu là thân phận của Lã Chấn Dương không giống bình thường, y tuy rằng không phải cục trưởng cục đất đai hoặc cục trưởng công an, nhưng y cũng là bạn bè chơi với nhau từ thuở nhỏ của Trương Quốc Vĩ. Là bạn thanh mai trúc mã của Trương Quốc Vĩ, là bằng hữu thân mật nhất của thị trưởng Trương ở tần đường, bí thư hạ bãi nhiệm chức vụ của Lã Chấn Dương, như vậy có thể coi là ngang nhiên đối đầu với thị trưởng Trương. Là bí thư hạ không biết mối quan hệ thân mật giữa Lã Chấn Dương và thị trưởng Trương, hay là bí thư hạ không một chút để ý đến thái độ của thị trưởng Trương. Không quan tâm đến chuyện thị trưởng Trương sẽ không phối hợp với hắn trong công việc sau này. Tuy nhiên nghĩ lại, cũng phải, thị trưởng Trương từ đầu đã tỏ thái độ không hoan nghênh bí thư hạ đến tần đường. Với căn cơ của thị trưởng Trương ở tần đường, bí thư hạ có thể triển khai tốt công việc ở nơi này mới là điều lạ kỳ. Chỉ xử lý mình Lã Chấn Dương mãi mãi không bao giờ đủ, thế lực của thị trưởng Trương, rắc rối khó gỡ, trải rộng khắp các ngõ ngách ở tần đường. Bí thư hạ không có khả năng xử lý toàn bộ bọn họ, bí thư hạ làm thế nào để mở ra cục diện, làm sao để cuối cùng nắm giữ được quyền lớn ở tần đường. Hành động của Lã Chấn Dương đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ở hội nghị thường vụ thì đây mới là đợt sóng thứ nhất, sau này còn rất nhiều di chứng dần dần nổi lên khỏi mặt nước. Cuối cùng sẽ gây ra một cuộc va chạm vô cùng lớn. Sáng sớm hôm sau khi tin tức Lã Chấn Dương bị bãi nhiệm chức vụ đã được loan truyền khắp nơi, mọi người trong thành phố vô cùng kinh hãi mà sự việc khiến người ta phải sửng sốt vẫn còn nhiều ở phía sau. Buổi chiều cùng ngày thực nghiệp Trung Thiên đã cao giọng tuyên bố Trương Thần Phương bị thương khi làm việc, công ty phát cho mụ ta 200.000 tệ tiền trợ cấp. Đây hoàn toàn có thể xem là hành động tuyên chiến trực tiếp với bí thư hạ. Tác giả, Hà Thường Tại. Chương 1119, cục diện mới, vận mệnh thay đổi. Hơn nữa, cùng lúc đó, mọi người bỗng nhiên phát hiện, Lương Thu Duệ vốn có chút bất hòa với bí thư hạ lại trở lên quan hệ chặt chẽ với bí thư hạ, lại có tin đồn truyền ra, việc khu công nghiệp kỹ thuật cao nâng cấp lên thành khu công nghiệp cấp quốc gia đã có kết quả, bởi vì bí thư hạ đích thân đại diện tới Ủy ban Kế hoạch và Phát triển. Tần đường, sắp đón một cục diện hoàn toàn mới rực rỡ, phức tạp. Giữa Lương Thu Duệ và Hạ Tưởng, quả thật một lần nữa trở lên tin tưởng, hơn nữa quan hệ càng mật thiết hơn trước kia. Không chỉ bởi vì Hạ Tưởng đã cứu Tiểu Quỳ, cô đưa cho Hạ Tưởng chứng cứ chính xác, là một hộp băng video, mà còn bởi vì Lương Thu Duệ tự mình trở về huyện một chuyến, sau khi nói chuyện với Tiểu Mộc cũng đã biết sự tình phía sau đã xảy ra không ít biến cố. Đều là trò quỷ của Mã Quân, nhưng cũng không thể không nói, cũng có nguyên nhân Tiểu Quỳ ham hư vinh bên trong. Hạ Tưởng cũng biết đã hiểu lầm Lương Thu Duệ, hắn buông người xuống, tự mình nói tiếng, rất xin lỗi, với Lương Thu Duệ, làm Lương Thu Duệ cảm động thiếu chút nữa rơi lệ, cũng cho y thấy, bí thư hạ là một người thẳng thắn vô tư, tuyệt đối đáng để hắn đi theo.
Từ trước đến nay chỉ có cấp dưới xin lỗi lãnh đạo, làm gì có đạo lý lãnh đạo nhận sai với cấp dưới chứ? Lãnh đạo cho dù có biết là sai rồi, cũng sẽ bỏ qua không đề cập tới. Đối với nếp sống quan trường trong nước, Lương Thu Duệ biết rõ, sĩ diện quan trọng hơn chân lý. Lãnh tụ là thần thánh hóa, vĩnh viễn không có sai lầm, cho dù có, cũng sẽ là cảnh thái bình giả tạo, không người nào dám phê bình. Sau khi Lã Chấn Dương bị miễn chức ngay tại chỗ, về việc chọn người kế nhiệm đã lập tức đưa lên chương trình, hiện tại tạm thời do Phó Cục trưởng Thường trực chủ trì công việc hàng ngày, lần này vấn đề ứng cử viên Cục trưởng Cục Giáo dục, Hạ Tưởng vẫn không nói ra, khiến cho Nhâm Hải Phong có phần ngơ ngác, nhưng đồng thời hiểu rõ hơn chính là, Bí Thư Hạ lần đầu muốn tước quyền, một vị trí cục trưởng, Bí Thư Hạ tất nhiên sẽ nắm chặt trong tay, không để cho y nhúng tay vào. Cục trưởng không hơn Phó Cục, ý nghĩa tượng trưng rất lớn. Ý đồ của Bí Thư nếu được chứng thực, liền cho thấy rõ tính quyết định trên quyền điều hành nhân sự ở Bí Thư. Vị trí Cục trưởng Cục Giáo dục, nhất định trở thành một mồi lửa xung đột. Nhâm Hải Phong vì thế không ít lần hướng Trương Quốc Vĩ xin chỉ thị, Trương Quốc Vĩ cũng đã có ứng cử viên rồi. Đồng thời, dư âm của việc miễn chức Lã Chấn Dương ngay tại chỗ vẫn có tiếp tục, như Lâm Quảng đại diện cho thực nghiệp Trung Thiên lần nữa lên giọng tuyên bố, thưởng cho Trương Thần Phương một căn hộ, và cam kết Lã Chấn Dương về làm cố vấn kinh tế cho thực nghiệp Trung Thiên, lương một năm 300.000 tệ. Dụng ý rất rõ ràng, Bí Thư Thành ủy có phải rất giỏi phải không, có thể miễn chức Lã Chấn Dương ngay tại chỗ đúng không? Được, tôi nhiều tiền có thể đè chết người, hậu đãi vợ chồng Lã Chấn Dương, xem anh có thể làm gì tôi. Hạ Tưởng sau đó mới từ miệng Lương Thu Duệ biết được là Lã Chấn Dương có quan hệ chặt chẽ với Trương Quốc Vĩ, nhưng hắn không hối hận chút nào, lúc ngừng không ngừng tất chịu hại này, huống chi hắn lại thù ghét người ác, tuy rằng vị trí ngày càng cao, khi làm việc đắn đo nhiều hơn không ít, nhưng Hạ Tưởng vẫn là Hạ Tưởng với thủ đoạn cao siêu, chỉ cần để hắn nắm được cơ hội, hắn sẽ đánh đối phương trở tay không kịp. Hơn nữa còn làm đối phương ngậm quả bồ hòn không nhỏ. Mặc kệ Lã Chấn Dương là ai, sự kiện tụ tập gây rối y chính là kẻ phải gánh trách nhiệm chính trị chủ yếu. Sau khi sự kiện báo cáo lên tỉnh ủy, cũng được tỉnh ủy khẳng định, chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân thậm chí còn tự mình gọi điện thoại tới, tỏ vẻ đồng ý với cách thực hiện của Hạ Tưởng. Phạm Duệ Hằng tuy cũng không có tỏ thái độ công khai, nhưng theo tin tức Nghiêm Tiểu thì truyền đến, Bí Thư Phạm đối với quyết định xử lý của hắn cũng có thái độ ngầm thừa nhận. Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng không có lạc quan mù quáng, cũng qua việc này biết thêm mặt đáng sợ và bình tĩnh của Trương Quốc Vĩ, càng biết rõ ràng đó là đối thủ chính trị hùng mạnh nhất từ trước tới nay của hắn. Trương Quốc Vĩ thủ đoạn rất cao siêu, phương pháp cũng bí mật, càng giỏi việc đứng phía sau thao túng người khác đấu tranh anh dũng vì ông ta. Mã Quân chính là ví dụ rõ ràng nhất. Căn cứ vào sự giải thích và cuộn băng tư liệu có được từ Tiểu Quỳ, Hạ Tưởng bàn tay đen phía sau sự kiện Tiểu Quỳ là Mã Quân. Nhưng căn cứ vào phân tích của Hoàng Đắc Ích, Mã Quân đầu óc đơn giản, nếu nói động thủ đánh người hay đùa bỡn phụ nữ thì y lành nghề, còn bảo y dở âm mưu quỷ kế, thì khó không khác gì bắt lợn leo cây. Sau lưng Mã Quân khẳng định có cao thủ chỉ điểm, cụ thể là ai, Hoàng Đắc Ích không nói nhiều, Hạ Tưởng cũng ít nhiều đoán được một chút, phỏng chừng có bóng dáng Trương Quốc Vĩ ở trong đó. Mã Quân là con rể Lưu Kiệt Huy và Trương Quốc Vĩ quan hệ hợp ý nhau. Lưu Tương Huy lại là em họ Lưu Kiệt Huy, chuỗi nhân vật liên hệ với nhau cùng một chỗ, trong đó nhân vật trung tâm chính là Trương Quốc Vĩ. Trương Quốc Vĩ là linh hồn trung tâm, mà Lưu Kiệt Huy cũng không thể coi khinh, nhưng đến bây giờ Lưu Kiệt Huy còn chưa có động tĩnh gì, không phải y có thể ngấm ngầm chịu đựng, mà là ở tình trạng trước mắt, quyền lực chủ tịch Hội đồng Nhân dân của y còn chưa tới thời điểm phát huy tác dụng. Nghĩ cũng không cần phải nghĩ, Lưu Kiệt Huy sẽ đứng chung với ai? Cho dù không có Trương Quốc Vĩ ở giữa châm ngòi ly gián, chính là bởi vì hai vấn đề lớn là Mã Quân và Lưu Tương Huy, Lưu Kiệt Huy cũng mang lập trường đối lập với y. Một bí thư thành ủy mới nhận chức, tất nhiên phải phát sinh xung đột với thế lực nơi đó đã đạt được lợi ích, trừ phi hắn ôm ý tưởng coi Tần Đường như ván cầu bập bênh, yên ổn ngồi chơi vài năm rồi đi, nhưng cứ như thế, tất nhiên sẽ mất rất nhiều. Bí thư một khi nhậm chức cái cần là gì? Chính là đạo lý dùng người. Chính là chủ trì toàn bộ công tác, chính là phải nắm trong tay đại cục. Có thể lôi kéo tận lực lôi kéo, có thể đồng hóa tận lực đồng hóa, thực tại không phải những con người cùng chí hướng, cũng cố tìm vài cái chung, bỏ qua bất đồng, nhưng thế lực đen ác làm hại một phương, thế lực ăn sâu bén rễ, hoàn toàn là đối thủ chính trị đối địch, ngoại trừ tiến công và chèn ép ra, không còn phương pháp nào. Cũng giống như đạo lý cạnh tranh trong thương trường,
thị trường thì lớn như vậy, không phải anh chết thì tôi sống. Vị trí ít như vậy, không phải anh xuống chính là tôi lên, ngoài trừ dựa vào bản lĩnh ra, không có đường lui, trừ phi về nhà bán khoai lang. Hạ Tưởng tuy rằng tức giận những gì Mã Quân đã làm, nhưng cũng không muốn làm gì với y, bởi vì theo chứng cứ trước mắt, lại không thể làm gì được y. Nhưng sau đó, Thực nghiệp Trung Thiên lại tuyên bố nhận Mã Quân làm giám đốc thanh tra thị trường, lương một năm 200.000 tệ, rõ ràng là rất châm chích. Hạ Tưởng liền nghĩ, hay cho một Ngưu Lâm Quảng, chẳng những mang thái độ không chào đón hắn nhận chức bí thư, hơn nữa là không xem trọng tiền đồ của hắn ở Tần Đường, nếu không một công ty nơi nơi đối nghịch với bí thư thành ủy, nói là to gan lớn mật cũng không quá đáng. Kỳ thật hắn cũng hiểu được, Ngưu Lâm Quảng cũng không phải to gan lớn mật, lại càng không phải là sự tranh đua có khí phách, rõ ràng y có ý đồ chính trị, là phất cờ cổ vũ cho người khác, là trắc diện hóa giải hình tượng của hắn, làm suy yếu lực ảnh hưởng của hắn. Về phần Ngưu Lâm Quảng là người cầm cờ của ai, Hạ Tưởng không cần đoán nhiều, tin tưởng không bao lâu sau, chân tướng sự tình sẽ có một ngày rõ ràng. Giai đoạn hiện tại, lợi dụng ghế chống cục trưởng cục giáo dục như thế nào, thực hiện kiểm kê tài nguyên chính trí mới là việc lớn hàng đầu. Tầm mắt của bí thư thành ủy hẳn là trước sau đều chú ý đến quyền điều hành nhân sự, bắt được người, tất cả mọi việc đều có thể dễ dàng giải quyết. Ban tổ chức cán bộ đã định ra ứng cử viên rồi rồi, Nhâm Hải Phong cũng gặp mặt Lương Thu Duệ, báo cho nhau biết. Trưởng ban tổ chức cán bộ nếu quan hệ bình thường với bí thư thành ủy, việc đề cử nhân sự vào một số vị trí quan trọng, tất nhiên phải trưng cầu ý kiến của trưởng ban thư ký thành ủy, bởi vì trưởng ban thư ký thành ủy chính là ống loa của bí thư thành ủy. Đương nhiên cũng xuất hiện khả năng bí thư thành ủy và trưởng ban tổ chức cán bộ, trưởng ban thư ký thành ủy đều có quan hệ không tốt, lúc này sẽ từ thư ký thông qua con đường nào đó giải phóng ám chỉ của bí thư, tóm lại, ám chỉ của bí thư sẽ có người chủ động lộ ra với trưởng ban tổ chức cán bộ. Ý đồ dùng người của bí thư không được chứng thực, ban tổ chức cán bộ một chút cũng không lĩnh hội được ám chỉ của bí thư, vấn đề nhân sự sẽ rơi vào cục diện bế tắc, sẽ xuất hiện cục diện kéo đi kéo lại mà chưa quyết định. Nhâm Hải Phong hiểu rất sâu về vấn đề này, y tuy rằng cũng là người của Trương Quốc Vĩ, nhưng phải tuân thủ trình tự, phải tôn trọng quyền quyết định trong vấn đề nhân sự của bí thư, nếu không sẽ tự gây phiền toái cho chính mình. Đương nhiên, ý đồ của bí thư có thể thông qua việc đề danh của ban tổ chức cán bộ có được sự chứng thực, nhưng cuối cùng có phải được thông qua hay không, lại là sự đọ sức ở một mặt khác rồi, nhưng có một điểm, ứng cử viên mà bí thư ám chỉ, nhất thiết phải do ban tổ chức cán bộ đề lên. Nếu không những ứng cử viên khác mà ban tổ chức cán bộ đề danh, một người cũng không được hội nghị công việc bí thư thông qua. Chương 1120, vừa là cơ hội, vừa là vấn đề khó. Lương Thu Duệ biết rõ bí thư Hạ trong việc chọn người làm cục trưởng cục giáo dục có suy tính lâu dài, không phải chỉ là một vị trí cục trưởng cục giáo cục, mà là muốn mượn việc thực hiện kiểm kê tài nguyên chính trị, dựa vào ghế chống cục trưởng, lôi kéo sự trao đổi của mấy cán bộ cấp cục trưởng. Đạt được mục đích làm xáo trộn bố cục Tần Đường. Lương Thu Duệ đã lĩnh hội sâu sắc tinh thần chỉ thị của bí thư Hạ, sau khi thương lượng cùng Nam Hân Vũ, khi tìm đến Nhâm Hải Phong tán chuyện, khéo léo đưa ra việc đề danh ứng cử viên. Vẻ mặt Nhâm Hải Phong đang cười tủm tỉm liền trầm lại, bởi vì anh ta thật không ngờ, ham muốn của bí thư Hạ thật không ngờ to lớn như thế, thủ đoạn chính trị của bí thư Hạ lại cao siêu như thế. Và lại không đề cập tới việc Nhâm Hải Phong báo cáo với Trương Quốc Vĩ như thế nào về vấn đề ứng cử viên chức cục trưởng cục giáo dục, hơn nữa sau khi Nam Hân Vũ thận trọng suy xét, quyết định hướng bí thư Hạ nhắc lại vấn đề lên cấp của khu công nghệ kỹ thuật cao. Thời điểm Nam Hân Vũ đi vào văn phòng Hạ Tưởng đang tưới hoa, cô liền cười nói. Bí thư Hạ, thật là tao nhã, chẳng những có tình yêu với hoa, còn có thể chăm sóc tốt như vậy, thật là hiếm thấy. Lần trước Thiên Thu tới đây, cũng nói hoa của tôi chăm tốt. Tôi liền thấy buồn, tôi bình thường chỉ là tưới nước, cắt tỉa cành, cũng không có bón phân, hoa lớn lên tươi tốt, dường như tôi rất có tâm đắc thì phải. Hạ Tưởng trong lúc vô ý nhắc tới Trần Thiên Thu, Nam Hâm Vũ chợt khẽ động, chẳng lẽ việc Trần Thiên Thu, Bí Thư Hạ đã biết sao? Nam Hân Vũ sớm đã muốn nói cho Bí Thư Hạ vấn đề của Trần Thiên Thu, nhưng hai ngày gần đây việc rất nhiều, cô do dự nên bỏ lỡ. Cũng là không tìm được lời dạo đầu thích hợp, mạo muội mở miệng cũng không được. Vừa lúc Bí Thư Hạ nói tới chăm hoa, Nam Hân Vũ liền tìm được đầu đề câu chuyện. Lão Trần cũng không cần hâm mộ việc chăm hoa tốt của Bí Thư Hạ, lần trước đến văn phòng ông ấy, thấy ông ấy gần đây mua không ít sách, có sách dạy đánh cờ,
trăm hoa, còn có trà đạo, ông ấy nói không bao lâu, ông ấy sẽ có thể rảnh rỗi. Hạ Tưởng nghe ra ngụ ý của Nam Hân Vũ, cười ha hả. Hân Vũ, có chuyện gì nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng. Lão Trần bị ung thư phổi, nội trong 1-2 tháng, sẽ xin nghỉ bệnh. Nam Hân Vũ không giấu giếm nữa, nói thẳng ra tình hình thực tế. Hạ Tưởng hơi giật mình kinh hãi. Sao lại như thế, lão Trần tuổi còn chưa lớn. Ôi, đáng tiếc. Thương xót cho Trần Thiên Thu, đồng thời Hạ Tưởng lại lập tức ý thức được, việc nghỉ bệnh của Trần Thiên Thu, ở Tần Đường sẽ lại có một ghế trống ở vị trí ủy viên thường vụ mấu chốt, ai tới bổ khuyết, với lập trường của hắn, chắc chắn sẽ sản sinh ảnh hưởng mang tính quyết định đối với việc hình thành vận mệnh mới ở thành phố Tần Đường. Cơ hội tới rồi. Ở trước mặt Nam Hân Vũ, Hạ Tưởng sẽ không biểu hiện rõ sự dao động, hắn chỉ tỏ vẻ thương tiếc với bệnh tình của Trần Thiên Thu, sau đó liền đổi đề tài, bởi vì bệnh của Trần Thiên Thu còn chưa công khai, không nên phát biểu quá nhiều. Công tác phê chuẩn của khu công nghiệp kỹ thuật cao, chậm quá lâu rồi, sắp tới tôi sẽ đi Bắc Kinh một chuyến, nếu có cơ hội tôi sẽ nói chuyện cùng phó chủ nhiệm phó. Hạ Tưởng điểm qua một chút việc đến sau của khu sản xuất công nghiệp, hắn cũng biết, Nam Hân Vũ đối với việc này vẫn rất để tâm, hắn không phải không muốn ra mặt giải quyết, mà rõ ràng biết là chủ động tìm phó tiên phong đàm phán, không khác gì cho hổ lột ra, muốn trả giá phải trả giá lớn. Nhưng hiện tại lại kéo dài ra. Hiển nhiên bất lợi cho sự phát triển của Tần Đường, hắn chỉ biết cần phải chủ động ra tay, mặc kệ theo góc độ nào suy xét, là vì phát triển kinh tế Tần Đường, hay là vì sự sắp đặt của hắn ở Tần Đường, hoặc vì thành tích của Nam Hân Vũ, nâng cấp khu công nghệ kỹ thuật cao, là một màn với bước đi quan trọng. Nam Hân Vũ nghe Hạ Tưởng rốt cuộc chủ động đề cập đến việc nâng cấp khu công nghiệp, vô cùng vui sướng. Bí thư Hạ đích thân ra mặt, khẳng định mã đáo thành công. Trước tiên xin chúc Bí Thư Hạ lần này thắng ngay từ trận đầu, sau thì xin cảm ơn Bí Thư Hạ. Hạ Tưởng là Bí Thư, mặc kệ sự phát triển của Tần Đường là kinh tế hay chính trị, hắn đều có thành tích, bởi vậy hắn không cần đoạt công với Nam Hân Vũ, liền khoát tay cười. Tất cả vì phát triển Tần Đường, Hân Vũ, đối với công việc tiếp theo, cô có ý tưởng gì không? Nam Hân Vũ liền báo cáo đơn giản một chút ý tưởng, còn nói. Tôi cảm thấy Tiểu Quỳ là cô gái tốt. Vừa khéo ở văn phòng ủy ban nhân dân còn thiếu một nhân viên phục vụ, chúng ta xem có thể để cô ấy vào làm hay không. Hạ Tưởng chỉ gật gật đầu, không có đi sâu vào việc của Tiểu Quỳ nữa, mà tùy ý điểm qua một chút. Tôi có một người bạn muốn đến Tần Đường đầu tư thương vụ điện tử, khi nào có cơ hội thích hợp, giới thiệu cô ấy làm quen với cô một chút. Nam Hân Vũ vô cùng vui sướng, hành động này có nghĩa Bí Thư Hạ chính thức tiếp nhận cô. Sau khi tan tầm, Hạ Tưởng chào từ biệt Từ Tử Kỳ, một mình đi ra ngoài. Hình ảnh hắn chắp tay sau lưng đi ra khỏi cổng trụ sở thành ủy, đã lọt vào mắt Chu Minh Hoành và Trương Quốc Vĩ ở tầng 5. Trương Quốc Vĩ có việc đến văn phòng Chu Minh Hoành, vừa lúc tới giờ tan tầm, vừa ngẩng đầu, liền thấy cảnh tượng Hạ Tưởng thong thả đi bộ ra, Trương Quốc Vĩ mỉm cười. Minh Hoành, Bí Thư Hạ đối với cậu ý kiến không nhỏ, cậu ở Thiên Trạch đắc tội không nhẹ với anh ta rồi. Cũng không phải là như thế. Ai cũng không đoán được anh lại nhanh chóng thành bí thư thành ủy thành phố Tần Đường. Thực làm tôi không hết khó chịu. Chu Minh Hoành nhìn bóng dáng Hạ Tưởng biến mất ở góc phố, lắc lắc đầu. Bí thư Hạ tâm lượng quá nhỏ, không phải lần trước tôi nói với anh ta vài câu, anh ta liền ghi hận trong lòng, đến tận bây giờ còn nghĩ tới biện pháp trả đũa tôi. Đúng vậy, bí thư Hạ thủ đoạn rất cao minh, luôn bắt chẹt khiến người khác không nói ra được. Minh Hoành, về sau trong công việc cần cẩn thận một chút. Cẩn thận không sai sót, đừng để Bí Thư Hạ nắm được điểm yếu là được. Trương Quốc Vĩ thấy Chu Minh Hoành có vẻ oán hận, liền tiếp tục xúi giục. Cũng may, Bí Thư Hạ đối với công việc của chính quyền vẫn chưa khoa tay múa chân, chúng ta cũng thoải mái hơn chút. Ai, kỳ thật nên sớm để thị trưởng Trương làm Bí Thư, cũng không biết tỉnh ủy suy xét như thế nào, lại muốn an bài Bí Thư Hạ tới đây. Có vài lời tuy không nên nói, tuy nhiên tôi còn muốn thay thị trưởng Trương bênh vực kẻ yếu. Minh Hoành, không cần nói những điều không nên nói nữa, phải phục tùng sự sắp xếp của lãnh đạo cấp trên. Trương Quốc Vĩ cười ha hả. Thị trưởng cũng tốt, bí thư cũng tốt, không phải đều là vì nhân dân phục vụ sao. Chỉ cần làm tốt công việc của mình, thì không thẹn với lương tâm. Nếu đều có lòng dạ như thị trưởng Trương, thế cục Tần Đường sẽ yên ổn hơn nhiều rồi. Làm hai nhiệm kỳ bí thư thì thật tốt, ở Tần Đường sẽ vô cùng vững vàng rồi.
Bí thư Hạ vừa đến, ai, thế cục Tần Đường liền trở nên căng thẳng. Cũng không thể nói lung tung, có mâu thuẫn mới có phát triển, hòa hợp êm thấm chỉ có thể là không tưởng, sự vật đều tiến bộ trong mâu thuẫn. Có Bí thư Hạ ở đây là chuyện tốt, có thể làm cho chúng ta càng thêm cẩn thận, chặt chẽ, không đến mức phạm sai lầm. Trương Quốc Vĩ tiếp tục nói lời hoa mỹ xuông. Tuy nhiên Chu Minh Hoành lại không nói ra những lời như y mong muốn, cuối cùng y cũng phải tiếc nuối rời đi. Y vừa đi, Chu Minh Hoành thoáng chút suy nghĩ mà nghĩ một lúc, rồi gọi một cuộc điện thoại. Đã xác định Trần Thiên Thu là bị ung thư chưa? Không sai được, tôi đã nhìn thấy kết quả chẩn đoán bệnh. Buông điện thoại, Chu Minh Hoành do dự rất lâu, cầm điện thoại muốn gọi cho Trương Quốc Vĩ, cuối cùng lại buông xuống. Hạ Tưởng đi ra khỏi tòa nhà thành ủy không xa, liền có một chiếc ô tô lặng yên tới, dừng ở bên cạnh hắn, hắn lên xe, chỉ nói một câu. Đi Thiên Nga Hồ. Lái xe cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng lái xe. Xe và lái xe đều do Tiêu Ngũ bố trí, có một số việc không tiện dùng xe công, Hạ Tưởng liền cố ý nhờ Tiêu Ngũ phái người đến Tần Đường, bất cứ lúc nào cũng có thể cung cấp xe tư cho sử dụng. Kỳ thật, với thân phận của Hạ Tưởng, bất cứ lúc nào chỉ cần một ám chỉ, sẽ có không ít người mang xe mang người tới, nhưng hắn đều lo lắng, cũng không muốn làm cái đích cho người khác phê phán, chỉ có Tiêu Ngũ mới khiến hắn an tâm nhất. Hạ Tưởng hôm nay gặp mặt Phó Tiên Tiên. Phó Tiên Tiên nói là sau Quốc Khánh sẽ đến Tần Đường, nhưng kéo dài đến tận bây giờ, bởi vì ông cụ nhà họ Phó bị bệnh. Phó Tiên Tiên tuy rằng trời sinh tính không e rẻ chỗ nào, nhưng với ông cụ vẫn vô cùng để ý, nên tận tâm ở nhà chăm sóc ông cụ một thời gian, cũng là để cô giữ lời chút tiếng thơm. Lần này tới Tần Đường, ngoài mặt nói là đến gặp mặt Hạ Tưởng, trên thực tế cô đến là vì đi mở đường cho Phó Tiên Phong. Bởi vậy Hạ Tưởng mới biết được thời cơ đã chín muồi, mới có thể đề xuất việc lên cấp cho khu công nghiệp kỹ thuật cao. Phó Tiên Tiên ở khách sạn Thiên Nga Hồ, ở phía nam, vị trí khá hẻo lánh, nhưng yên tĩnh, hơn nữa không có người không phận sự. Sau khi phát sinh chuyện tiểu quỳ lần trước, Hạ Tưởng liền cẩn thận hơn khi đi ra ngoài, bởi vì không nhất định đâu đó còn có người của Trương Quốc Vĩ đang âm thầm theo dõi hành tung của hắn, không cẩn thận không được. Hắn là bí thư thành ủy. Cũng không thể có nghị luận về vấn đề kinh tế hay tác phong sống chuyển ra, bí thư thành ủy dù có trẻ, cũng là ứng cử viên cán bộ cấp phó tỉnh, phải chú trọng từng chi tiết một. Tới Thiên Nga Hồ rồi, thẳng đến phòng Phó Tiên Tiên đã đặt trước, Phó Tiên Tiên cũng thông minh lên rất nhiều, bảo người ta trực tiếp dẫn Hạ Tưởng từ phía sau lên lầu, để bớt đi sự ngại ngùng khi hắn đi xuyên qua đại sảnh và đi qua cửa phòng, vì theo thời gian hắn ở Tần Đường đã lâu, khả năng bị người ta nhận ra càng lúc càng lớn. Tên căn phòng mà Phó Tiên Tiên dự định có phần làm cho người ta không còn lời nào để nói, Mai Khai Nhị Độ, cũng không biết dụng tâm của thương gia ra sao, hà tất phải đặt một cái tên kỳ quái dễ dàng để người ta mơ màng viển vông. May mắn Phó Tiên Tiên đang ngồi ở giữa căn phòng kia không chút quái dị, cách ăn mặc của cô hôm nay thật sự thanh tao lịch sự, váy dài, giày bó, tóc dài, còn có một chiếc áo khoác vô cùng nữ tính, khiến cả người cô toát ra vẻ dịu dàng nho nhã. Hạ Tưởng liền có cảm giác trước mắt sáng ngời, cười nói. Xí biệt tam nhân kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn nhau với ánh mắt khác. Phụ nữ ba ngày không gặp, đã thay đổi 8 đến 10 phần. Là thay đổi đẹp, hay là biến dạng? Phó Tiên Tiên hơi nghiêng đầu, vẻ mặt đầy ý cười. Việc này, không hay lắm, có lẽ trong mắt người khác là đẹp, nhưng theo tôi, là có chút kỳ quái. Hạ Tưởng ngồi xuống. Đừng nói. Thật đúng là cô không thích hợp giả trang thành thục nữ, không phù hợp với hình tượng cô trước kia. Không phù hợp là đúng rồi, tôi cũng không thích bộ dáng hiện tại của tôi, nhưng lại không thể không như vậy, anh cũng biết, công việc phải vậy. Phó Tiên Tiên nhún nhún vai rất phong cách Tây. Tôi đến Tần Đường là muốn đầu tư vào ngành sản xuất may mặc, trước hết chính mình phải ăn mặc được như vậy, nếu không người khác cũng không tin tôi, phải không? Muốn làm công ty sản xuất may mặc. Thật ra là một ý tưởng không tồi, là suy nghĩ của cô hay là của phó chủ nhiệm phó. Ngành sản xuất may mặc ở thành phố Tần Đường rất phát triển, tuy nhiên đại bộ phận là nhà máy gia công sơ cấp, không có ưu thế thương hiệu. Điểm thâm nhập của ngành sản xuất may mặc cũng không tồi, mấu chốt là phải hoạt động như thế nào. Đương nhiên là chủ ý của Phó Tiên Phong, tôi thì không đi bán quần áo, nếu bán, phải bán châu báu kìa. Phó Tiên Tiên nói. Tuy nhiên ý của Phó Tiên Phong dường như không phải mở nhà máy gia công, kỳ thật cũng là mở nhà máy gia công, nhưng phải đăng ký thương hiệu nước ngoài,
sau đó thổi phồng thành thương hiệu nổi tiếng châu Âu, thiết kế, sản xuất ngay tại Tần Đường, sau đó lấy hai thành phố lớn Bắc Kinh, Thiên Tân làm đầu tàu, tiêu thụ trên cả nước, lại kết hợp với ưu thế của quảng cáo, nói là có thể thành công, tên của thương hiệu anh ấy cũng đặt xong rồi, là Phân Đạt Kỳ. Chương 1121, tả hữu không phải, không bằng tự kế. Hạ Tưởng thầm kêu một tiếng tốt, Phó Tiên Phong thật là am hiểu sâu tâm lý xính đầu ngoại của người trong nước, bào chế tạo mác giả mạo hàng hiệu nước ngoài sản xuất trong nước, lợi nhuận tiêu thụ cực cao, quả thật là diệu kế. Hắn cũng không thể không bội phục Phó Tiên Phong có khả năng thiên phú về việc đầu cơ trục lợi, bởi vì hắn biết rõ với ảnh hưởng của ngày càng lớn, khiến người tiêu thụ từ từ phát hiện hóa ra có rất nhiều thương hiệu trong nước giả mạo thương hiệu sản phẩm nước ngoài tràn ngập trong các ngành sản xuất trang phục, gia dụng, v.v. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, một nguyện đánh một nguyện bị đánh mà thôi, chỉ cần quảng cáo tốt, thị trường xác định tốt, thành công trong việc giả mạo thương hiệu, cũng là một cách hiệu quả. Phó chủ nhiệm Phó còn có chỉ thị gì không? Hạ Tưởng liền hỏi, hắn biết với việc kinh doanh cùng Phó Tiên Phong, thì mọi nhu cầu quan điểm của mình cứ đặt ngửa lên bàn là tốt nhất, đỡ phải sau này lại không thể đồng ý thì lại khó chịu nổi. Nếu không, anh tự mình hỏi ông ấy. Phó Tiên Tiên rút ra di động, ra hiệu bảo Hạ Tưởng gọi điện cho Phó Tiên Phong. Hạ Tưởng khoát tay. Không cần, anh ta chắc chắn nhắn cho cô nói là được, cần gì phiền toái. Phó Tiên Tiên bĩu môi. Tôi phiền nhất là sắc mặt con buôn không lợi thì không chịu làm trước giữa các anh, nhưng tôi lại phải đảm đương là ống loa giữa các anh, cũng khá vô vị. Tuy nói như thế, cô vẫn nói lại lời của Phó Tiên Phong. Phải có chính sách ưu đãi miễn thuế, phải cấp 800 mẫu đất, phải ủng hộ cho vay. Cứ thật, Phó Tiên Phong đúng là sư tử há miệng to, tính toán tay không đến Tần Đường bắt giặc, cũng đúng, kinh tế Tần Đường phát đạt. Tùy ý chen chúc phát bóp để xây nhà máy sản xuất trang phục, sau đó đến ngân hàng làm thủ tục vay, mục đích là không tiêu tốn một xu mà làm thành đại sự. Trên thực tế, với quyền lực bí thư thành ủy của hắn, giúp Phó Tiên Phong đạt thành tâm nguyện, thật đúng là không phải việc khó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lực ảnh hưởng của hắn trong bộ máy chính trị vẫn còn có hạn, hiện tại chỉ một mình Nam Hân Vũ là nghe hắn chỉ huy, hơn nữa quyền phát ngôn của Nam Hân Vũ trong bộ máy chính quyền thật sự không lớn. Hắn lại không thể tự mình ra mặt thay Phó Tiên Phong để thúc đẩy việc này, đây thật ra cũng là một vấn đề khó. Quả thật, bí thư thành ủy tự mình chỉ thị xuống, tất sẽ có người nguyện ý chạy tới chạy lui, chỉ có điều Hạ Tưởng luôn luôn làm việc cẩn thận, không muốn trở thành cái đích chỉ người khác soi mói, nhất là dưới tình huống bị Trương Quốc Vĩ chừng to con ngươi tìm sơ hở của hắn. Khó phân tích thì không sao, khi phân tích ra thật đúng là một việc đau đầu. Bí thư là người chủ trì toàn bộ công tác không sai. Nhưng cụ thể về vấn đề kinh tế, cũng có mặt bị kiềm chế, dù sao việc kinh tế thuộc về chính quyền quản lý, mấu chốt vẫn là thị trưởng là một thị trưởng cường thế, một lòng chèn ép hắn rời đi để được thăng chức tại chỗ. Nhưng nếu không đáp ứng điều kiện của Phó Tiên Phong, việc nâng cấp khu công nghiệp kỹ thuật cao lại không được thông qua, quả thật là một việc khó xử cả hai bên. Bình tĩnh suy nghĩ, Phó Tiên Phong yêu cầu cũng không phải quá đáng. Bởi vì Hạ Tưởng gần như có thể khẳng định nhà máy may trang phục nhà họ Phó sẽ kiếm được tiền. Nói cách khác, việc cho vay cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, tốc độ tăng trưởng kinh tế Tần Đường cực nhanh, các ngân hàng lớn chỉ mong có những khoản tiền cho vay ra ngoài. Vấn đề nan giải ở đây chủ yếu là phê duyệt đất. Nếu Trương Quốc Vĩ cứ bóp chặt không buông, ông ta là nhân vật số một, cũng không tiện trực tiếp mở miệng thúc giục, chẳng những ngại nhúng tay vào công việc của chính quyền. Cũng không muốn trở thành việc để Trương Quốc Vĩ mượn cớ này nọ. Nếu tâm tính Trương Quốc Vĩ bình thường thì không sao, mấu chốt là y vẫn luôn muốn chèn ép để hắn rời đi, thật không dễ dàng. Hạ Tưởng do dự một lát, cuối cùng vẫn gọi điện cho Phó Tiên Phong. Phó chủ nhiệm Phó, tôi có thế nào nói thế ấy, vấn đề ngân hàng cho vay, phỏng chừng không có khó khăn gì, nhưng về phương diện đất, không phải tôi không chịu xuất lực, mà tình hình Tần Đường cụ thể thế nào ngài cũng đã rõ. Tôi không tiện nhúng tay vào công việc của chính quyền. Nói chuyện với Phó Tiên Phong càng trực tiếp càng tốt, bởi vì giữa hắn và Phó Tiên Phong, thật sự không có gì khách sáo. Phó Tiên Phong cười ha hả. Bí thư Hạ, một chút khó khăn nhỏ không làm khó cậu, tôi tin tưởng cậu có thể giải quyết thuận lợi. Không nói tới vấn đề đất nữa, nói xem chừng nào cậu đến Bắc Kinh, lúc đó tôi trực tiếp đến công văn phê duyệt cho cậu. Được, phong cách điển hình của Phó Tiên Phong. Ý tứ là mặc kệ anh dùng phương pháp gì, dù sao cũng do anh đến giải quyết, hơn nữa anh ta cũng rất thành ý,
Trước tiên thông qua phê duyệt, Hạ Tưởng liền biết, quả cầu đã bị đá tới chân hắn rồi, hắn không tiếp cũng phải tiếp. Nếu Phó Chủ tịch Phó có thành ý như vậy, tôi cũng chỉ biết cảm tạ. Vậy sau một hai ngày nữa tôi sẽ bớt thời gian tới Bắc Kinh một chuyến. Trước tiên không đề cập tới vấn đề nan giải trong việc tiếp nhận điều kiện Phó Tiên Phong đưa ra, đơn giản nói về công văn phê chuẩn một chút, tỉnh ủy sẽ vì khu công nghiệp kỹ thuật cao mà tăng thêm hai chức Phó Giám đốc Sở, chính là một lần thay đổi nhân sự trọng đại, là chủ nhiệm ban quản lý lên chức tại chỗ, và còn điều động đi nơi khác, lại sắp là một lần đọ sức kịch liệt. Tất cả sự biến động nhân sự đều là vấn đề lớn tác động tới ánh mắt của các nơi, hơn nữa Trần Thiên Thu từ chức vì bệnh nặng, cần thiết phải nói, Tần Đường sắp nghênh đón một lần điều chỉnh nhân sự trọng đại, mọi sự điều chỉnh nhân sự, chính là lúc xảy ra xung đột lợi ích kịch liệt nhất, người trong quan trường, cực khổ cả đời, là vì cái gì? Không phải là thăng chức, thì là nắm quyền. Cục diện Tần Đường, lại một lần nữa nghênh đón sự dung chuyển ở phạm vi lớn, một là vị trí ủy viên thường vụ. Hai ngai vàng Phó Giám đốc Sở, mọi cán bộ cấp cục trưởng chắc chắn đều sẽ nghĩ cách, đều muốn được ngồi lên cao. Hơn nữa vị trí cục trưởng Cục Giáo dục Tần Đường lúc này, sắp gặp phải một loạt điều chỉnh nhân sự, cũng là lần sự khiêu chiến chính diện đầu tiên từ khi Hạ Tưởng nhận chức bí thư tới nay, là kỳ ngộ quan trọng hắn có thể trải qua một trận chiến mà đứng vững chân ở Tần Đường. Cũng có thể nói, sau khi Hạ Tưởng nhận chức đây là ngọn lửa đầu tiên. Sau khi ăn xong, Hạ Tưởng định đưa Phó Tiên Tiên trở về phòng, Phó Tiên Tiên lại tâm huyết dâng trào, muốn Hạ Tưởng dẫn cô đi dạo phố, nói bí thư Hạ đã lâu không có cùng phụ nữ dạo trên phố rồi, từ sau khi đảm nhiệm Phó Thị trưởng, đã không có thói quen cùng phụ nữ dạo phố, lại nề hà ma nữ Phó Tiên Tiên phát tác thủ đoạn, vừa nhảy nhót lại vừa gây rối, Hạ Tưởng đành phải chiều cô. Ban đêm, ánh trăng như nước, đêm lạnh như nước, mùa đông Tần Đường, có một vẻ âm u lạnh lẽo. Phó Tiên Tiên mặc váy dài đi giày ra, lại có thêm một chiếc áo khoác, còn cảm thấy rét lạnh, cô liền co rút hai vai, ánh mắt như nước nhìn về phía Hạ Tưởng. Hơi lạnh, trong ánh mắt đều là sự chờ mong. Hạ Tưởng làm bộ nghe không hiểu. Cái đó, trở về là tốt hơn, cẩn thận đông lạnh. Phó Tiên Tiên rất bất mãn trừng mắt nhìn Hạ Tưởng. Mau xem, trên trời có một kẻ ngu ngốc. Hạ Tưởng không kìm nổi cười. Người hướng lên trời xem mới là ngu ngốc, trên trời không có kẻ ngốc, có kẻ ngốc cũng đã sớm rơi xuống mặt đất rồi. Đi tới một chỗ không có người, Phó Tiên Tiên dứt khoát chơi xấu, rất nhanh chui vào ngực Hạ Tưởng. Ngực của anh cũng thật quý báu, một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc, ôm tôi một cái giường như anh phải thiệt thòi nhiều lắm. Hạ Tưởng bất đắc dĩ đành phải kéo Phó Tiên Tiên vào trong ngực. Không phải sợ chịu thiệt, là sợ sau khi ôm rồi thì sẽ ỉ lại không chịu đi. Anh yên tâm, tôi không phải phụ nữ yếu đuối khóc sướt mướt, anh cũng đừng lo, nếu chẳng may anh cảm thấy thiệt, tôi sẽ có trách nhiệm với anh tới cuối cùng. Hạ Tưởng hết chỗ nói rồi, Phó Tiên Tiên dám làm dám chịu, dám yêu dám hận, hắn thật đúng không còn cách nào với cô ấy. Lại nói Hạ Tưởng đã lâu rồi không có một người phụ nữ nào gắn bó cùng đi dạo bước, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Phó Tiên Tiên. Cảm thấy thân hình mềm mại của cô và thấm đầy hương thơm trên người, cùng với nhiệt độ cơ thể ấm áp, trong lòng không ngờ bốc lên một cảm xúc ấm áp lâu nay không có. Người phụ nữ này, bề ngoài không cố theo đuổi, trên thực tế cô cũng một phần động lòng, cũng có phần cố chấp. Cô biết hắn thời gian không ngắn, và quan hệ với hắn lúc xa lúc gần, nhưng cô đối với hắn tình nghĩa thủy chung không thay đổi. Thay là người khác còn dễ lý giải, ví như vệ tân yêu nhiệt liệt và giảng giai. Ví như cổ ngọc yêu đơn giản mà chân thật. Ví như nghiêm tiểu thì yêu như nước mà xa xôi, nhưng Phó Tiên Tiên vốn là tiểu ma nữ không kiêng kỵ gì, với tính cách của cô, thích làm theo ý mình, yêu ai là yêu, lại một lòng nhào trên người hắn, chưa bao giờ rời xa. Nói không cảm động là gạt người, Hạ Tưởng cũng xúc động bùi ngùi, hồng trần cuồn cuộn, khoản nợ tình cảm khiến người ta không thể hoàn lại, cũng là trầm trọng nhất. Cũng không biết đi bao lâu rồi, Phó Tiên Tiên cũng thấy mệt, bảo Hạ Tưởng đưa cô trở về, tới dưới lầu, cô không cho Hạ Tưởng lên lầu. Dừng ở đây là được rồi, tôi không muốn lại một lần nữa thất vọng. Hạ Tưởng nhìn bóng dáng thướt tha của Phó Tiên Tiên biến mất ở đại sảnh, mới im lặng xoay người rời đi. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng liền lên đường tới thành phố Yến, đến tỉnh ủy báo cáo công tác. Mặc kệ thế nào, phải giữ quan hệ chặt chẽ với tỉnh ủy, không có tỉnh ủy ủng hộ. Vị trí bí thư thành ủy ngồi cũng không xong. Lần này đến,
Việc thứ nhất là báo cáo công tác, thứ hai cũng vì chiếc ghế trống sau khi Trần Thiên Thu rời chức. Hạ Tưởng vừa tới tỉnh ủy, trước hết gặp mặt Mai Thái Bình. Mai Thái Bình gần đây tâm trạng không tồi, bộ dáng rạng rỡ, hiển nhiên, có chuyện tốt tới cửa. Lại ra trong bốn người Phó Tiên Phong, Khâu Tự Phong, Ngô Tài Dương cùng Mai Thái Bình, cấp bậc Mai Thái Bình không phải thấp nhất, nhưng tốc độ lên chức mấy năm nay cũng là chậm nhất, ông ta trước kia không muốn lại được, bây giờ có ý tưởng, sẽ không tránh khỏi có chút nóng lòng. Nếu nói Mai Thái Bình tiến thêm một bước nữa, một bước nhỏ, là chủ tịch tỉnh, một bước lớn, là bí thư tỉnh ủy. Quan hệ giữa Hạ Tưởng và Mai Thái Bình cũng xem như mật thiết, đương nhiên không cần khách sáo, vừa gặp liền cười. Xem ra bí thư Mai có hy vọng chuyển đi, cái đích mà mọi người hướng tới, trước tiên xin chúc mừng bí thư Mai được lên chức. Trước tiên đừng có vui mừng quá sớm, trước khi lĩnh được giấy đăng ký kết hôn, mọi luyến ái đều là đùa giỡn lưu manh. Hạ Tưởng cười ha hả. Ít nhất là có đối tượng luyến ái, nếu không ngay cả lưu manh cũng chưa được đùa giỡn. Mai Thái Bình cũng vui vẻ. Không sợ lưu manh đùa giỡn, chỉ sợ vui mừng quá sớm. Ông ta ra hiệu Hạ Tưởng ngồi xuống, lại châm một điếu thuốc, thong thả nói. Thị trưởng Trần kinh nghiêm, lý lịch cũng đủ rồi, ông ta cũng có thể được thăng chức. Trần Phong sớm đã có dấu hiệu di chuyển, chỉ có điều vẫn chưa có xác định cụ thể, cũng có thể là về vấn đề hướng đi, không cùng chung ý nghĩ, Mai Thái Bình không ngờ nhắc tới Trần Phong, chẳng lẽ. Thị trưởng Trần có khả năng phải đến tỉnh sở đảm nhiệm bí thư. Mai Thái Bình liếc mắt nhìn Hạ Tưởng đầy thâm ý, bỗng nhiên chuyển hướng đề tài nói. Tôi bỗng nhiên phát hiện, người cậu quen biết quả thật là nhiều. Hai ngày trước, nói chuyện điện thoại với hiệu trưởng quan, ông ta đột nhiên hỏi cậu một câu, nói là cậu ở trường đảng trung ương biểu hiện khá tốt, còn hỏi tình hình cậu ở Tân Đường. Hạ Tưởng ngừng thở một chút, có thể được quan Viễn Khúc chú ý, đối với hắn sau này mà nói, vô cùng có lợi. Tới cấp bậc trung ương rồi, sự phân kỳ trong quan niệm chính trị sẽ không còn là trò chơi, phải có ý chí và lòng dạ lớn lao, phải có lý niệm cố tìm cái chung. Gác lại ý kiến bất đồng gác lại cái bất đồng, mới có thể dần dần mở rộng lý niệm chấp chính của mình. Mặc kệ hắn thuộc thế lực bình dân hay thế lực gia tộc, có thể lọt vào mắt người nối nghiệp tương lai, cũng là kỳ ngộ khó có được. Tuy nhiên Hạ Tưởng biểu hiện vẫn xem như bình thường. Hiệu trưởng quan quá khen, tôi ở trường đảng trung ương thời gian không lâu, biểu hiện lúc đó chỉ có thể xem là tạm được. Nhưng thật ra tôi thấy thật lạ lùng, bí thư Mai và hiệu trưởng quan dường như quan hệ tốt lắm. Mai Thái Bình không trả lời Hạ Tưởng, khoát tay nói. Nói tới thị trưởng Trần, về sau không chừng có chuyện cần cậu ra mặt. Hạ Tưởng liền rất nhanh đoán được đại khái, hay là Trần Phong phải tới tỉnh sở đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy, mà Mai Thái Bình có khả năng ra đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh và nhập bọn cùng Trần Phong. Mai Thái Bình quan hệ bình thường với Trần Phong, nếu nói hai người họ thật sự nhập bọn với nhau, hắn ở giữa giật dây, vẫn là ứng cử viên lo việc nghĩ không thể chỉnh màng. Nếu Mai Thái Bình không vạch trần ra, Hạ Tưởng cũng không nói rõ, chỉ đáp ứng, lại đưa ra những đề nghị khác. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Mai Thái Bình lại đề xuất thêm chuyện Mai Hiếu Lâm, Mai Đình, Hạ Tưởng đành phải mỉm cười đáp lại, còn nói tới bí thư tỉnh ủy tỉnh Tương Giang Trịnh Thịnh, Hạ Tưởng cũng biết rõ, giữa bốn gia tộc, đường tưởng nhà họ Mai thư xê lực không phải mạnh nhất, nhưng nhà họ Mai ngầm có mối quan hệ tốt khắp nơi, tầm nhìn lâu dài. Sau đó, Mai Thái Bình vẻ mặt cười yếu ớt, nói một câu khiến Hạ Tưởng kinh ngạc. Cậu cùng tôi nói Mai Phục cả buổi, là vì sự tình của Trần Thiên Thu. Hạ Tưởng vẻ mặt kinh ngạc. Tôi còn tưởng sự tình được giấu kín, hóa ra ở tỉnh đều biết. Không phải. Mai Thái Bình lắc đầu, mỉm cười. Là Chu Minh Hoành hỏi thăm tin tức ở tỉnh, trùng hợp, tôi trong lúc vô ý nghe được. Thực tế, sự tình thật sự không mấy người biết được. Hạ Tưởng sửng sốt. Chu Minh Hoành cũng muốn quấy trộn thế cục Tần Đường. Thế cục Tần Đường, ai cũng muốn khuấy lên, đâu chỉ Chu Minh Hoành. Mai Thái Bình vô cùng xúc động mà than thở nói. Điều cậu đi Tần Đường, nhìn bề ngoài không tồi, kỳ thật rất phiền toái. Bí thư Tống cho cậu một vấn đề nan giải lớn bằng trời rồi. Chương 1122, trong lòng đã có tính toán, bước đi phải kiên định. Kỳ thật, đối với tình hình khó khăn của Tần Đường, Hạ Tưởng ngay từ đầu đã tỉnh táo nhận thức được, cho tới hôm nay càng lĩnh hội sâu sắc. Kinh tế Tần Đường phát triển, là một đô thị kinh tế mạnh mẽ, là ưu thế, nhưng bởi vậy chứng minh sắp xếp hắn đến Tần Đường,
không phải là vì nâng cao kinh tế, cũng không phải vì thu hút đầu tư, mà là có thâm ý khác. Vấn đề của Tần Đường không phải là ở kinh tế, mà là ở nhân sự. Cho nên hắn mới có thể được chụp cho cái mũ bí thư thành ủy, chính là muốn lợi dụng quyền uy của nhân vật số 1, điều chỉnh hoặc đánh rơi một số mũ quan. Nền móng của Tần Đường vẫn là ở trên con người Trương Quốc Vĩ. Làm nhân vật số 2 của Tần Đường, ở Tần Đường mười mấy năm Trương Quốc Vĩ lần lượt nhiều lần đảm nhiệm trưởng ban thư ký thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ, phó thị trưởng và các chức vị quan trọng khác. Thế lực của ông ta ở Tần Đường là cả một mạng lưới, gần như bao trùm tất cả các bộ phận quan trọng và nhân vật mấu chốt ở Tần Đường. Toàn bộ Tần Đường giống như một cái lưới lớn, Trương Quốc Vĩ chính là nhân vật trung tâm xuyên suốt toàn bộ mạng lưới lớn đó, thậm chí nói không khoa trương chút nào, Trương Quốc Vĩ chính là chúa đất có 102 ở Tần Đường. Cho dù tỉnh ủy có bằng lòng thừa nhận hay không, cũng đều tỉnh táo mà nhận thức được thế lực kinh người của Trương Quốc Vĩ ở Tần Đường. Nhưng tỉnh ủy không tuyên chuyển vị trí của Trương Quốc Vĩ, hiển nhiên là có e dè, chứng minh Trương Quốc Vĩ có người ở thủ đô. Tuy nhiên cũng không để cho Trương Quốc Vĩ tiếp nhận chức phụ bí thư, điều đó chứng minh thái độ của tỉnh ủy đối với Trương Quốc Vĩ là nửa này nửa kia. Một nửa lợi dụng, một nửa chèn ép. Bởi vậy để cho hắn đến Tần Đường, vừa là muốn rèn luyện mánh khóe dùng người của hắn, để về sau có một nền tảng kiên cố mà tiến lên cấp phó tỉnh, cũng là vì muốn hòa bình công phá thế cục Tần Đường từ trong nội bộ, làm tan rã tập đoàn thế lực của Trương Quốc Vĩ. Hay cũng có thể nói, dụng ý của tỉnh ủy chính là không đánh mà thắng khiến Tần Đường không phải họ Trương, mà là họ Yến. Tần Đường chung quy vẫn là Tần Đường thuộc tỉnh Yến, không phải Tần Đường thuộc Trương Quốc Vĩ. Nhưng cho dù là nguyên nhân lịch sử còn sót lại cũng tốt, là nhân tố cân bằng chính trị cũng hay, tóm lại Trương Quốc Vĩ ở Tần Đường dần dần phát triển lớn mạnh, đã tới trình độ đuôi to khó vẫy rồi. Tin tưởng ở tỉnh cũng khó làm, tin tưởng phía sau màn cũng có một phen đánh giá, tin tưởng Trương Quốc Vĩ cũng một lòng nhận định chỉ cần ép ông ta đi là Tần Đường có thể quy về Trung ương. Về phần tập đoàn thế lực đen Ngưu Lâm Quảng, chỉ có thể xem như một món thêm vào, một món đồ ăn khai vị, mặc kệ hậu thuẫn của gã là ai. Hạ Tưởng hiện tại không thể so sánh với khi chỉ là phó thị trưởng thường trực thành phố Lang, mà bây giờ là nắm quyền bí thư thành ủy, muốn bắt Ngưu Lâm Quảng không phải là việc khó, nhưng hiển nhiên Ngưu Lâm Quảng không ở trong tầm mắt hắn, đối thủ lớn nhất của hắn là Trương Quốc Vĩ. Càng tiến thêm một bước, thách thức lớn nhất của Hạ Tưởng chính là làm thế nào chiến thắng chính mình. Như thế nào thu phục được Trương Quốc Vĩ mà không phải đánh bại, là thách thức lớn nhất hắn gặp phải ở Tần Đường. Tin tưởng tỉnh ủy cũng được, bí thư Tống cũng được, đều là căn cứ vào điểm xuất phát ở trên, muốn hắn giải quyết vấn đề Tần Đường một cách hòa bình, để Trương Quốc Vĩ nhận thua, khiến Tần Đường thoát khỏi hiện trạng Trương Quốc Vĩ một tay che trời. Không chiến mà thắng mới là thượng sách, nếu tỉnh ủy có thể thoải mái di chuyển nền móng của Trương Quốc Vĩ, nói không chừng đã sớm ra tay, kéo dài đến hiện tại, chỉ sợ nguyên nhân là trên dưới đều có áp lực phản đối. Hạ Tưởng càng hiểu rõ thế cục Tần Đường và vấn đề khó khăn hắn gặp phải, trong lòng càng thấy bất đắc dĩ, trên quan trường phải thận trọng, khắp nơi đều là những khó khăn, chẳng qua so với người khác những khó khăn của hắn nhiều hơn một ít và mức độ khó khăn cũng lớn hơn rất nhiều. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, ai khiến hắn là bí thư thành ủy trẻ tuổi nhất tỉnh Yến. Phóng tầm mắt ra cả nước, cũng là đứng hàng quan lớn cấp sở trẻ tuổi nhất cả nước, một khi trẻ tuổi như vậy đã đảm nhiệm chức vị quan trọng, phải đưa ra bản lĩnh mới được, nếu không kẻ dưới khó mà phục tùng. Hơn nữa còn có điểm này, không ít người ký thác kỳ vọng cao đối với hắn, hy vọng hắn trưởng thành thật nhanh, hy vọng hắn trải qua thật nhiều khó khăn, trong quá trình giải quyết khó khăn nhanh chóng trưởng thành, là một cán bộ cao cấp ưu tú, có tên tuổi. Hạ Tưởng thậm chí từng tự giễu mà nghĩ, nếu hắn xử lý vấn đề nhân sự ở Tần Đường, giải quyết được một cách tuyệt vời và hoàn hảo vấn đề khó khăn ở Tần Đường, nói không chừng sẽ bị bí thư Tống sắp xếp đảm nhiệm vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng nên. Tuy nhiên nói lại, Tần Đường thật đúng là một bãi mìn, bởi vì anh không biết đi đến chỗ nào sẽ dẫm phải mìn. Trương Quốc Vĩ đã ở Tần Đường một thời gian quá dài, liền giống như nữ thị trưởng một tỉnh phía Nam ở kiếp trước, cả thảy làm quan ở địa phương hơn 20 năm, từ cấp cơ sở làm đến thị trưởng, ở tỉnh muốn điều tra vấn đề gì của cô, gần như khó có thể đẩy mạnh, có thể thấy được thế lực địa phương ngoan cố và hùng mạnh thế nào. Bí thư Tống quả thật là ra cho hắn một vấn đề nan giải lớn bằng trời. Nhưng Hạ Tưởng cũng biết, Tống Chiêu Độ cũng là muốn hắn trưởng thành nhanh hơn. Bởi vì sau khi bước vào cấp phó tỉnh, những khốn cảnh và vấn đề khó khăn gặp phải,
tất cả đều là phiền toái về phương diện dùng người. Nói cách khác, tất cả vấn đề đều là vấn đề nhân sự, bởi vì cấp phó tỉnh trở lên, thường rất ít hỏi đến một số sự việc cụ thể, giống như thị trưởng phải tự mình làm công việc thu hút đầu tư, mà chủ tịch tỉnh khẳng định sẽ không tự mình đi đàm phán cụ thể vấn đề đầu tư với xí nghiệp. Cho đến hiện tại, Hạ Tưởng cũng bắt đầu dần dần thoát khỏi việc phải tự làm, tầm mắt bắt đầu dừng nhiều ở các quan hệ nhân sự phức tạp, làm thế nào khéo léo lấy quyền lực về tay, lợi dụng mâu thuẫn giữa các ủy viên thường vụ từ đó đạt được mục đích khống chế đại cục, đó mới là thách thức lớn nhất hắn gặp phải hiện tại. Tiêu diệt Ngưu Lâm Quảng không phải là mục đích, đả kích Trương Quốc Vĩ cũng không phải chủ ý, mà thong dong khéo léo nắm giữ cục diện Tần Đường ở trong tay mình, mới là thắng lợi. Vấn đề nhân sự từ trước đến nay là đặc biệt nặng nề, Hạ Tưởng đến tỉnh ủy, vốn định mượn chuyện Trần Thiên Thu từ chức vì bệnh nặng mở ra lỗ hổng, không ngờ Chu Minh Hoành còn đi trước một bước so với hắn, cũng khiến hắn giật mình không nhỏ. Khi Mai Thái Bình nhắc tới vấn đề khó khăn ở Tần Đường, Hạ Tưởng cũng không thể không trả lời, đã nói. Làm công tác chính trị, đi đến nơi nào cũng đều có vấn đề khó khăn. Mai Thái Bình cũng nghe ra ý tứ của Hạ Tưởng, đứng dậy. Đẩy cửa sổ ra tạo thành một kẽ hở, hệ thống sưởi làm việc mạnh quá, phòng hơi nóng, ông ta còn nói. Sự việc còn chưa truyền ra, sau khi tin tức được truyền ra, chỉ sợ Tần Đường không chỉ có Chu Minh Hoành quan tâm ai tiếp nhận chức vụ trưởng ban tuyên giáo, cậu nói thử xem, còn có ai nữa. Khẳng định thị trưởng Trương là một, còn lại chính là bí thư Phạm. Hạ Tưởng quan tâm chính là Chu Minh Hoành tiếp đón ai ở tỉnh. Là phó chủ tịch tỉnh Đàm truyền ra tin tức sao? Mai Thái Bình mỉm cười, không trả lời ngay mặt. Trong lòng biết là được rồi. Chu Minh Hoành hẳn là không chỉ có quan hệ với Đàm Quốc Thụy, mà chỉ sợ cũng có lui tới với các lãnh đạo tỉnh khác. Tần Đường là đô thị đứng thứ hai của tỉnh Yên, chỉ sợ trong lòng các lãnh đạo tỉnh ủy đều hiểu rõ các ủy viên thường vụ Tần Đường đều có một thanh thang điểm. Phó Bí Thư Mai đã chọn người thích hợp hay chưa? Hạ Tưởng cười tủm tỉm hỏi. Mai Thái Bình nhìn chằm chằm Hạ Tưởng trong chốc lát. Hiểu ý mỉm cười. Tôi phải rời khỏi tỉnh Yên, cuối cùng trước khi rời đi, còn có thể lại phát huy một chút ánh sáng và nhiệt lượng. Vậy cảm ơn Phó Bí Thư Mai trước. Hạ Tưởng cũng mỉm cười trong lòng. Có hai người để tuyển chọn, một là Phó Hiểu Bân ở quận Hạ Mã, hai là Thường Hào ở thành phố Thiên Trạch. Trở lại tôi sẽ xem lý lịch hai người bọn họ một chút. Mai Thái Bình đáp lại một câu, lại nhớ tới thế cục Tần Đường. Cậu ở Tần Đường đừng va chạm với Ngưu Lâm Quảng trước, vấn đề Ngưu Lâm Quảng đã sớm khiến cho tỉnh coi trọng, còn chưa áp dụng biện pháp xử trí là có nguyên nhân. Mai Thái Bình không nói nguyên nhân là gì, Hạ Tưởng tự nhiên sẽ không hỏi, nhưng nếu có ý tốt nhắc nhở hắn, hắn cũng liền thuận thế trả lời một câu. Nói thật, hắn thật đúng là không ngờ lại xung đột ngay mặt với Ngưu Lâm Quảng. Hắn có kinh nghiệm đối phó với Nga Ni Trần, bây giờ lại là nhân vật số một thành phố Tần Đường. Có nghĩa là đối phó với Ngưu Lâm Quảng cũng không phải chuyện quá khó khăn. Tuy nhiên hắn cũng biết rõ, Ngưu Lâm Quảng tới nay vẫn không ngã, khẳng định có tin tức từ tầng sâu, nền móng của hắn còn chênh vênh, tùy tiện ra tay, sợ là sẽ gây nhiều thù hằn. Ngưu Lâm Quảng cũng quả thật lợi hại, người hiểu chuyện ở hậu thế, không xếp Nga Ni Trần có tên trên bảng xếp hạng thế lực đen tối, Ngưu Lâm Quảng thì xếp thứ 11, gần với Tam Gia ở ba tỉnh Đông Bắc. Nghe nói năm đó Tam Gia vênh váo ngút trời. Ở địa phương không có người nào dám gây sự, ngay cả sở công an tỉnh cũng phải nhường gã ba phần trước, xe của gã ở địa phương hoành hành ngang ngược, không ai dám ngăn cản. Mà gã xa lưới cũng rất có sắc thái truyền kỳ, một trong số các đầu não ở trung ương đến địa phương thị sát, cả con đường cái được giới nghiêm, không người nào dám đi qua, đột nhiên có một chiếc xe Audi màu đen có giấy phép gào thét tốc độ cao vượt qua xe của vị đầu não trung ương, vị đầu não trong lòng không vui, hỏi một câu. Xe của ai? Người dưới ngay lập tức nhận ra vị đầu não đã bất mãn, tra giấy phép mới biết được hóa ra là xe của xã hội đen nổi danh ở địa phương. Sau khi vị đầu não trở lại thủ đô, cử người trực tiếp từ Bộ Công an tới, bỏ qua Sở Công an và Cục Công an địa phương, trực tiếp bắt lại, mới chấm dứt được cảnh tượng uy phong mấy năm trời của Tam Gia ở địa phương. Cuối cùng Tam Gia bị bắn chết ở một vùng thôn quê hoang vu, lúc sắp chết còn không hối cải. Tiếng ác của Ngưu Lâm Quảng truyền xa, trên bảng xếp hạng đứng gần kế Tam Gia, có thể thấy được gã cũng là người rất có lai lịch. Sau khi cáo biệt Mai Thái Bình, Hạ Tưởng báo cáo công tác với Phạm Duệ Hằng, có lẽ là bởi vì Tôn Tập Dân vài lần lôi kéo Hạ Tưởng, lại có lẽ là do Tống Chiêu Độ vừa đi,
Cảm giác mâu thuẫn đối lập giữa Phạm Duệ Hằng và Hạ Tưởng biến mất, thái độ của ông ta đối với Hạ Tưởng tốt lên không ít. Đương nhiên, cũng có khả năng có quan hệ với việc Hạ Tưởng là bí thư thành ủy thành phố Tần Đường. Bí thư tỉnh ủy cũng muốn chú ý đặc biệt đến cảm xúc của bí thư thành ủy của thành phố lớn một cách thích hợp, dù sao tỉnh Yến mới có 13 thành phố cấp 3, Tần Đường lại là thành phố lớn nhất nhì tỉnh. Từ văn phòng Phạm Duệ Hằng đi ra, Hạ Tưởng lo nghĩ, cảm thấy vẫn là nên đến báo cáo với Chủ tịch tỉnh Tôn một lần, dù sao đã đến tỉnh ủy mà không gặp Chủ tịch tỉnh Tôn cũng không phải phép, hắn liền gõ cửa phòng làm việc của Chủ tịch tỉnh. Thư ký lưu trình của Chủ tịch tỉnh thấy Hạ Tưởng, khẽ gật đầu. Chủ tịch tỉnh Tôn đang bận, mời bí thư Hạ chờ một lát vậy. Thái độ coi như không tồi, Hạ Tưởng liền mỉm cười với lưu trình, ngồi chờ ở bên ngoài. Qua khoảng hơn 10 phút, cửa phòng trong của văn phòng bị đẩy ra. Từ bên trong đi ra chính là Phó Chủ tịch tỉnh Đàm Quốc Thụy. Đàm Quốc Thụy vốn mặt đang tươi cười, vừa thấy Hạ Tưởng chờ ở bên ngoài, lập tức hơi đổi sắc mặt, sau đó ngẩng đầu mà bước đi ra ngoài, không thèm quan tâm đến Hạ Tưởng có tỏ ý. Lưu Trình tiễn bước Đàm Quốc Thụy, lại đi vào thông báo một tiếng, sau đó mời Hạ Tưởng đi vào. Văn phòng Tôn Tập Dân bày biện rất nhẹ nhàng, màu sắc ấm áp, không giống như văn phòng của Đường Đường Chủ tịch một tỉnh. Khi Hạ Tưởng bước vào, Chủ tịch tỉnh Tôn đang ngồi ở bàn phê duyệt văn bản, ông ta khẽ gật đầu với Hạ Tưởng, liền hỏi một câu. Hạ Tưởng, công tác ở Tần Đường làm cũng khá ấn tượng, cũng không tệ lắm. Hạ Tưởng liền vội khiêm tốn nói. Chủ tịch tỉnh Tôn quá khen. Không nói chuyện này nữa. Tôn Tập Dân khoát tay, bỏ văn bản trong tay xuống. Bệnh tình của đồng chí Trần Thiên Thu, chẩn đoán chính xác chứ? Hạ Tưởng giật mình không nhỏ. Ngay cả Chủ tịch tỉnh Tôn cũng biết, tin tức truyền đi thật là mau, xem ra cuộc tranh giành vị trí trưởng ban tuyên giáo kịch liệt hơn nhiều so với dự đoán của hắn. Chương 1123, lại có nguy cơ đang nhen nhóm. Tôi chỉ nghe đồn vậy thôi, chưa được chứng thực, đồng chí Trần Thiên Thu cũng không báo cáo lên thành ủy. Hạ Tưởng chỉ có thể ăn ngay nói thật, hắn không biết Chủ tịch tỉnh Tôn rốt cuộc đã biết được bao nhiêu. Đồng chí Hạ Tưởng, cậu làm bí thư thành ủy mà thật không xứng đáng. Giọng điệu Tôn Tập Dân bỗng nhiên nghiêm khắc hẳn, tự dưng đứng dậy, liền mang đến cho Hạ Tưởng một áp lực vô hình. Ngay cả tình hình đồng chí Trần Thiên Thu thân mang bệnh nặng cũng không hiểu rõ, cậu chưa quan tâm đầy đủ đến các đồng chí, làm việc chưa đủ kỹ càng chu đáo, cần phải tự phê bình. Đây chính là một trận mắng không nhẹ không nặng, Hạ Tưởng hơi không hiểu ra sao cả, tuy nhiên cũng nhịn được, ai bảo Tôn Tập Dân là chủ tịch tỉnh. Chủ tịch tỉnh giận dữ, giận đến nổi cơn lôi đình, không hiểu là làm sao mà lại khiến chủ tịch tỉnh Tôn không hài lòng. Nếu không rõ là lỗi ở đâu, đơn giản không nói gì là tốt nhất, Hạ Tưởng liền tỏ vẻ mặt thành khẩn như đang tự phê bình, mới làm bộ nói hai ba câu, vẻ mặt Tôn Tập Dân lại thả lỏng, thay đổi thành dáng vẻ ôn hòa. Được rồi, Hạ Tưởng, tôi cũng không phải thật tình muốn phê bình cậu, chỉ là yêu cầu nghiêm khắc một chút đối với cậu. Cậu cũng đừng thay đổi tâm lý, tôi vốn trân trọng cậu. Được, đầu tiên cho ăn gậy sau lại cho ăn cà rốt, phương pháp vừa thả vừa thu tuy rằng cao minh, nhưng đối với Hạ Tưởng mà nói, hành động của Tôn Tập Dân vẫn là hơi kém một chút. Kỳ thật cũng không thể nói là hành động kém, mà là trong con mắt của Hạ Tưởng, chưa kể Tào Vĩnh Quốc, Tống Chiêu Độ, mà mấy người Trần Phong, Tiền Cẩm Tùng mới là quan lớn cấp bộ trưởng thật sự. Bởi vậy, hắn thật đúng là không có cảm giác kinh sợ trước Tôn Tập Dân. Hạ Tưởng không tránh khỏi lại khiêm tốn và cảm tạ vài câu, Tôn Tập Dân mới lại đơn giản hỏi công tác ở Tần Đường, nghe Hạ Tưởng báo cáo, sau đó còn nói. Bệnh tình của đồng chí Trần Thiên Thu, tôi cũng vậy, vừa mới nghe Phó Chủ tịch tỉnh Đàm nói. Ánh mắt nhẹ nhàng liếc Hạ Tưởng một cái, oán trách một câu. Phải từ trong miệng bí thư thành ủy là cậu nói cho tôi biết trước, đó mới là cách cư xử có trách nhiệm của cậu. Theo như lời Chủ tịch tỉnh Tôn, trách nhiệm, có hai lớp nghĩa, thứ nhất là chỉ Hạ Tưởng là bí thư thành ủy thành phố Tần Đường nên có trách nhiệm, thứ hai là trách nhiệm của Hạ Tưởng đối với ông ta, chính là đặc biệt có ý lôi kéo. Hạ Tưởng không nói gì, ý định lôi kéo hắn của Tôn Tập Dân cũng chưa biến mất. Cũng phải thôi, hắn hiện tại là bí thư thành ủy Tần Đường, trong 13 thành phố cấp 3 của tỉnh Yến, sức nặng gần bằng bí thư thành ủy thành phố Yến, hắn ủng hộ ai thì người đó có tỷ trọng tương đối. Tuy nhiên lại nói, hắn làm bí thư thành ủy quả thật chưa xứng lắm, vẫn là chưa hoàn toàn khống chế được cục diện Tần Đường. Lãnh đạo ở tỉnh mặc kệ anh ở Tần Đường sử dụng quyền lực trong tay như thế nào,
nói tới trách nhiệm khẳng định sẽ bắt anh đến hỏi, bởi vì anh là nhân vật số một, anh cũng không thể tố khổ với tỉnh là anh ở Tần Đường không xong rồi, vậy thì chính là thằng đầu đất trong giới chính trị. Cho nên nói bí thư thành ủy nói không xong rồi là chuyện rất mất mặt. Ở tỉnh phái anh xuống, là cho anh làm chủ việc nhà, không phải để anh nhàn nhã sống qua ngày. Không đảm đương nổi việc nhà không làm chủ được, là năng lực cá nhân của anh có vấn đề. Anh lại không thể nhờ nhân vật quan trọng có quyền ở tỉnh ủng hộ, là bí thư thành ủy còn không chủ trì được toàn bộ công tác, thì ngày tới hội đồng nhân dân không xa rồi. Không bàn đến những chuyện khác của Trần Thiên Thu, là xuất phát từ bản thân Trần Thiên Thu, cố ý giấu giếm. Tuy nhiên cũng chứng minh ngược lại rằng vẫn là hắn và Trần Thiên Thu không có quan hệ tốt, nếu không Trần Thiên Thu nên báo cáo lên hắn trước mới phải. Chủ tịch tỉnh Tôn nói đúng lý, nên là hắn bí thư thành ủy phản ánh vấn đề bệnh tật của Trần Thiên Thu lên tỉnh ủy, nhưng chế giễu thay lại là Đàm Quốc Thụy lộ ra tin tức với Tôn Tập Dân trước tiên. Không thể không nói, Đàm Quốc Thụy giáp tâm làm chuyện xấu. Thay đổi là lãnh đạo tỉnh khác cho dù biết cũng sẽ không nói ra, giống như Mai Thái Bình. Đàm Quốc Thụy cố ý nói ra, chính là cố ý cho hắn biết tay. Tôn Tập Dân cố ý phê bình hắn, chẳng phải là một ám chỉ sao. Ngang bằng với nói cho hắn, cục diện Tần Đường phức tạp, có người âm thầm lộ ra tin tức cho Đàm Quốc Thụy. Lại kết hợp với lời nói vừa rồi của Mai Thái Bình, là ai mật báo cho Đàm Quốc Thụy thì không cần phải đoán, tất nhiên không thể nghi ngờ là Chu Minh Hoành. Đồng chí Trần Thiên Thu khẳng định là muốn rời bỏ chức vụ, đối với chọn người người kế nhiệm, Hạ Tường, cậu làm bí thư thành ủy, có đề xuất người nào thích hợp hay không? Tôn Tập Dân thuần phát cười nói. Hạ Tường hơi nhức đầu, hắn tới báo cáo công tác với chủ tịch tỉnh Tôn, thứ nhất không ngờ đột nhiên xuất hiện chuyện bệnh tình của Trần Thiên Thu bị lộ ra, thứ hai không nghĩ tới chủ tịch tỉnh Tôn chủ động đề xuất với hắn về vấn đề nhân sự, hơi ngại có chút vượt quyền. Bởi vì dựa theo trình tự, cho dù phải trưng cầu ý kiến của bí thư thành ủy, cũng phải từ Mai Thái Bình, Mã Tiêu ra mặt mới đúng, thậm chí là Phạm Duệ Hằng tự mình mở miệng, cũng mạnh hơn rất nhiều so với Tôn Tập Dân mở miệng. Bí thư kiêng kỵ nhất chính là chủ tịch tỉnh mở miệng hỏi, nếu Hạ Tưởng không nói thật, sau khi bị chủ tịch tỉnh Tôn phát hiện, khẳng định là không tốt rồi. Nói lời thật, Mai Thái Bình thì không có gì, còn Phạm Duệ Hằng khẳng định sẽ có ý kiến. Trưởng ban tuyên giáo thành ủy thành phố Tần Đường thân mang bệnh nặng, bí thư tỉnh ủy còn chưa biết tình hình, bí thư thành ủy đã cùng chủ tịch tỉnh thảo luận vấn đề chọn người kế nhiệm, hoàn toàn chính là biểu hiện thẳng thừng không đặt bí thư tỉnh ủy ở trong mắt. Hạ Tưởng sẽ không làm việc ngốc như thế. Tuy nhiên lại không thể không trả lời, hắn đành phải lo nghĩ. Sự việc có chút đường đột, nhất thời đúng là không nghĩ ra được người thích hợp. Tôn Tập Dân biết Hạ Tưởng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, lại vẫn làm vẻ mặt ôn hòa như cũ buộc hắn tỏ thái độ. Nói chung cũng phải có phương hướng đại khái. Tỉnh ủy luôn luôn vô cùng tôn trọng ý kiến của bí thư thành ủy đối với việc chọn người cho bộ máy thành ủy. Cậu đừng ngại nói, là cần cho công việc, đều là vì sự phát triển của Tần Đường. Lời nói của Tôn Tập Dân cũng hợp tình hợp lý, Trung ương điều chỉnh bộ máy tỉnh ủy, cũng sẽ trưng cầu ý kiến của nhân vật số 1, số 2 tỉnh ủy. Tóm lại là phải triển khai công tác, muốn hỏi nhân vật số 1, số 2, hơn nữa thái độ của Tôn Tập Dân thể hiện ra lại là ủng hộ Hạ Tưởng. Hạ Tưởng bất đắc dĩ, chủ tịch tỉnh Tôn chính là muốn bước hắn đến góc tường, hắn lại không thể đẩy chủ tịch tỉnh Tôn ra, cũng chỉ có thể tiếp tục lập lờ. Công tác tuyên truyền rất quan trọng. Thời điểm trước kia tôi ở quận Hạ Mã, có mấy đồng chí cũng rất khá. Nếu Tôn Tập Dân lại ép hỏi cụ thể tên tuổi, Hạ Tưởng liền thật sự vò đầu, may mắn thay, chủ tịch tỉnh Tôn còn để lại một đường, chỉ nói một câu. Quận Hạ Mã được quản lý thật sự không tồi, rất nhiều đồng chí cũng có thể thêm trọng trách. Sau đó liền bỏ qua không đề cập tới, cuối cùng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Không phải hắn xem thường sức nặng của Tôn Tập Dân tại tỉnh Yến, mà là mọi việc đều có quy tắc trước sau. Nếu hắn muốn cho Phó Hiểu Bân đảm nhiệm chức vụ trưởng ban tuyên giáo thành ủy thành phố Tần Đường, cũng phải là do Tôn Tập Dân đề xuất, Phạm Duệ Hằng tất nhiên sẽ ngờ vực một cách vô căn cứ giữa hắn và Tôn Tập Dân đã đạt được giao dịch gì phía sau màn. Hắn có giải thích bất luận điều gì cũng là yếu ớt vô lực, nói không chừng còn có thể bởi một chuyện như vậy mà bị Phạm Duệ Hằng không thích. Trong chính trị, quy củ không thể bỏ, trình tự trước sau không thể sai biệt, thiếu một chút liền có khả năng gây ra sai lầm lớn. Từ văn phòng Tôn Tập Dân đi ra, Hạ Tưởng lo nghĩ lại quay trở về văn phòng Phạm Duệ Hằng. Phạm Duệ Hằng thấy Hạ Tưởng đi rồi mà lại quay lại,
rất ngạc nhiên. Khi nghe Hạ Tưởng nói chuyện bệnh tình của Trần Thiên Thu, lại bình thường trở lại, than thở vài câu rồi đề tài lại rơi vào chuyện chọn người kế nhiệm Trần Thiên Thu. Chính trị quả thật có một mặt ác nghiệt vô tình, thân là kẻ bề trên, tuy rằng bình thường nở mày nở mặt vô cùng, nhưng một khi thân mang bệnh nặng, trừ phi là thân nhân, còn những người khác hơn phân nửa là tiếc hận vài câu, rồi sẽ lập tức đem sức lực tập trung chú ý đến việc phía sau. Thay đổi nhân sự là việc khiến người ta chú ý nhất, cũng là mục tiêu để người trong quan trường phấn đấu cả đời, thậm chí là đồng minh rất thân mật khăng khít, cũng sẽ ở lúc anh thân mang bệnh nan y mà thể hiện ra mặt tầm thường. Nói không chừng nếu anh chết mà có thể khiến gã lên chức, gã sẽ trông mong anh chết nhanh hơn. Hạ Tưởng sẽ không nói rõ ràng ra ứng cử viên mà hắn suy nghĩ ngay trước mặt Phạm Duệ Hằng, nếu không lại vượt quá giới hạn. Tuy nhiên hắn vẫn là khéo léo đổ hết sự tình lên người Đàm Quốc Thụy. Tôi vốn cũng không biết chuyện Thiên Thu bị bệnh, khi vừa mới báo cáo công tác với Chủ tịch tỉnh Tôn, Chủ tịch tỉnh Tôn không ngờ hỏi tới, tôi còn giật mình kinh hãi. Sau Chủ tịch tỉnh Tôn mới lộ ra, ông ấy cũng là vừa mới nghe được Phó Chủ tịch tỉnh Đàm nói. Tôi mới gọi điện thoại cho Trần Thiên Thu, anh ta cũng thừa nhận, nói đang muốn giải thích với thành ủy. Có những lúc phải làm chính mình trong sạch, Hạ Tưởng hiện tại là bí thư thành ủy, là vị trí mấu chốt để thăng lên cấp phó tỉnh. Khi xử lý quan hệ cá nhân, phải thể hiện được sự chín chắn. Phạm Duệ Hằng nghe xong, im lặng không nói gì, ánh mắt hơi phức tạp, ước chừng im lặng hơn 10 giây, ông ta mới nói. Chọn người kế nhiệm tỉnh ủy sẽ tham khảo đầy đủ ý kiến của thành ủy thành phố Tân Đường. Nói, tham khảo đầy đủ, mà không phải, tham khảo thích hợp, chứng minh lời nói vừa rồi của Hạ Tưởng quả thật đã làm Phạm Duệ Hằng xúc động, ngụ ý nói bí thư Phạm sẽ thận trọng suy xét người Hạ Tưởng đề xuất. Ra khỏi văn phòng của Phạm Duệ Hằng, Hạ Tưởng thở dài một hơi. Hôm nay may mắn hắn tùy cơ ứng biến, lại lấy được tín nhiệm của Phạm Duệ Hằng, nếu không suýt nữa bị Tôn Tập Dân dụ dỗ. Có lẽ Tôn Tập Dân cũng là có lòng tốt, chỉ có điều ở tình huống hiện tại, hắn và Tôn Tập Dân không có khả năng tới gần nhau được. Nghe đồn Tôn Tập Dân và Phó Thủ tướng đương nhiệm Lý Nghĩa Đỉnh là họ hàng thân thích, nhưng là loại quan hệ thân thích đến đâu thì bên ngoài đồn rất nhiều. Nhưng đối với Hạ Tưởng mà nói, cũng không quan tâm đến quan hệ thân thích giữa Tôn Tập Dân và Phó Thủ tướng, bởi vì có thể ngồi vào vị trí Chủ tịch tỉnh, hậu trường khẳng định không đơn giản chỉ có một Phó Thủ tướng như vậy. Nhưng vấn đề là, hắn vẫn không thể dựa vào Tôn Tập Dân, không phù hợp với lập trường của hắn, hơn nữa Tôn Tập Dân cũng không chắc có thể đứng vững nền móng được tại tỉnh Yến. Rời khỏi tỉnh ủy, Hạ Tưởng không dừng lại ở thành phố Yến, mà quay thẳng trở về thủ đô. Trên đường, hắn và Phó Hiểu Bân, Thường Hào nói chuyện điện thoại, kín đáo bảo bọn họ sắp tới chú ý cặn kẽ đến chiều hướng nhân sự ở Tần Đường một chút. Hai người đều là lão làng trong chốn quan trường, đương nhiên một chút là hiểu liền. Đều tỏ lòng biết ơn với bí thư Hạ. Thực ra Hạ Tưởng vốn muốn để Phó Hiểu Bân đến Tần Đường, nhưng Phó Hiểu Bân hiện tại là cục trưởng, phải lên thêm một bậc nữa, có khả năng khó khăn sẽ lớn hơn một chút, bởi vì cạnh tranh để lấy vị trí trưởng ban tuyên giáo thành ủy thành phố Tần Đường khẳng định là vô cùng kịch liệt. Thường Hào liền thành dự bị, bởi vì kinh nghiệm công tác tuyên truyền của Thường Hào phong phú, lại là điều chuyển ngang, ưu thế tương đối lớn hơn. Hai người đều là người lý tưởng hiện nay trong lòng Hạ Tưởng. Chương 1124, lợi thế về tay, đường tốt phía trước. Tới thủ đô, sau khi Hạ Tưởng trò chuyện với Phó Tiên Phong, liền đến thẳng Ủy ban Kế hoạch và Phát triển. Hắn muốn có được sự chấp thuận của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, coi như là lần đầu tiên hắn ra tay sau khi đến Tần Đường, vì sự phát triển của Tần Đường mà cấy thêm một đôi cánh, đồng thời cũng vì mở ra một cách cổng lớn khác cho cục diện Tần Đường. Điều chỉnh ba cán bộ cấp phó giám đốc sở, ngai vàng của một cục trưởng, nếu không sai so với những gì Hạ Tưởng định liệu thì sẽ trở thành đống lửa thứ nhất sau khi hắn nhậm chức. Thật bất ngờ là Phó Tiên Phong gầy đi không ít. Hạ Tưởng lần đầu tiên đến văn phòng của Phó Tiên Phong ở Ủy ban Kế hoạch và Phát triển. Văn phòng Phó Tiên Phong bày biện cực kỳ đơn giản, sơn màu xanh lam, ngoại trừ đồ dùng gia đình và đồ dụng cụ làm việc thiết yếu, không ngờ không bày biện thêm thứ gì dư thừa, khiến Hạ Tưởng giật mình. Phó Tiên Phong thật đúng là khiêm tốn hết mức có thể. Cũng có thể hiểu được vì sao Phó Tiên Phong khiêm tốn. Dù sao lúc trước anh ta cũng từng có vết nhơ chính trị, cán bộ đã phạm sai lầm, không biết điều, chính là muốn cho người ta nhớ lại vết sẹo. Vị trí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển quả thật không tồi, quyền cao chức trọng, nhưng lại cũng đủ khiêm nhường. Không giống Bộ Thương mại,
thường xuyên lên giọng này nọ, trên thực tế thực quyền không lớn. Càn Khôn nhập tay áo, áo gấm đi đêm, người trong quan trường làm đến vị trí quan lớn ở địa phương hoặc nhân vật đầu não trung ương, khiêm tốn mới là thuật cai trị, nổi bật thì tốt, nhưng là dễ dàng chợt lóe, không chừng lấy mất cái gì của ai, chướng mắt người, danh tiếng vừa lên, thì đầu cũng mất. Phó Tiên Phong rất nhiệt tình hoan nghênh Hạ Tưởng, còn chủ động rót chén trà cho Hạ Tưởng, Hạ Tưởng cũng liền khách sáo vài câu. Nhận chén trà của Phó Tiên Phong, uống một ngụm, T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Trên đường thật đúng là khát nước, có thể uống được trà của Phó chủ nhiệm Phó, thật khó có được. Trà của tôi khó được uống như vậy sao? Phó Tiên Phong mỉm cười. Bất cứ lúc nào anh cũng có thể đến văn phòng của tôi, cửa chính phòng tôi sẽ không bao giờ đóng lại với anh. Nói giỡn vài câu, lại nói tới Phó Tiên Tiên, từ Phó Tiên Tiên lại nói đến kinh tế Tần Đường, liền nói đến chủ đề trang phục. Nói tới trang phục, Phó Tiên Phong rất tâm đắc, thao thao bất tuyệt liệt kê một vài thương hiệu nhái trong nước, nói ra lịch sử làm giàu của một số thương hiệu nổi danh, thuộc như lòng bàn tay, ngụ ý là cho Hạ Tưởng một viên thuốc an thần, để khiến Hạ Tưởng biết rằng tầm nhìn của gã tuyệt đối không sai được. Phó Tiên Phong là phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, một loạt thủ tục giả mạo hàng hiệu không lách qua được Ủy ban Kế hoạch và Phát triển. Hơn nữa Phó Tiên Phong xuất thân từ gia tộc, kiến thức rộng rãi, phát hiện cơ hội làm ăn chẳng qua là rất dễ. Hạ Tưởng biết rằng ý đồ của Phó Tiên Phong là thuyết phục hắn, hắn liền kiên nhẫn nghe, dù sao chủ ý trong lòng hắn đã định, mặc cho gió của Phó Tiên Phong thổi từ Đông Nam Tây Bắc, hắn vẫn sừng sững bất động. Tuy nhiên hắn cũng hiểu rõ, tuy nói Phó Tiên Phong có một mặt tiểu nhân, nhưng kết giao với gã cũng có mặt lợi, chính là chỉ cần bên trong có lợi ích, coi như gã giữ chữ tín. Quả thật, ân oán giữa hắn và Phó Tiên Phong cũng không còn, bởi vì hiện tại có cùng lợi ích nên được hóa giải. Nhưng chẳng qua bị che giấu mà thôi, nói cách khác bom còn tồn tại, nhưng mồi lửa tạm thời bị lấy đi, khi nào mồi lửa một lần nữa châm lên, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ. Lại nói tiếp, người trong quan trường cầu cạnh quan lớn, chính là bảo hổ lột da, một cán bộ nếu không thể kiềm chế để chuyện trò vui vẻ với đối thủ chính trị, sẽ không phải một cán bộ đủ tư cách. Nói xong về trang phục Fendachi, Phó Tiên Phong đã xin đăng ký nhãn hiệu, đã bắt tay vào chuẩn bị bước đầu tiên ổn thỏa, lại nhắc tới hướng đi nhân sự ở Tần Đường, Hạ Tưởng phải hướng Phó Tiên Phong lộ ra chuyện bệnh tình của Trần Thiên Thu. Mã Tiêu là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, tay nắm quyền lớn có thể đề xuất tên tuổi, trong việc điều chỉnh nhân sự ở Tần Đường, Mã Tiêu có quyền phát ngôn nhất định. Sau khi Phó Tiên Phong nghe xong, hơi nhíu mày. Không sai, tôi phê duyệt cho anh. Lại giúp anh một phen trong vấn đề nhân sự ở Tần Đường, có nghĩa là dùng hai việc để đổi lấy một việc của anh, coi như tôi chịu thiệt. Phó Tiên Phong nửa là đùa vui, nửa là giọng điệu nghiêm túc, nói cũng rất thẳng, nếu đổi là một người khác thật đúng là không chấp nhận được. Đường đường một phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển mà lại nói thẳng ngay đến chuyện lợi ích. Cũng may Hạ Tưởng đã sớm quen với cách đối nhân xử thế của Phó Tiên Phong, ha hả cười. Không thể nói như vậy. Phó chủ nhiệm Phó, nếu nhà đầu tư khác, đến Tần Đường tôi chỉ bảo cấp dưới là được rồi, nhưng hiện tại là Tiên Tiên đến, rất nhiều việc tôi phải tự mình làm lấy, so với bình thường phải thêm vào rất nhiều tâm huyết. Phó Tiên Phong thấy Hạ Tưởng cũng học cách chơi xỏ lá, đành phải khoát tay. Thôi đi, tôi và anh là bạn bè lâu năm, so đo nhiều như vậy làm như tôi nhỏ mọn lắm vậy. Đúng rồi, phê duyệt xong, Tần Đường lại có thêm hai chỉ tiêu phó giám đốc sở, anh phải nắm cho bằng được. Phải nắm chặt quyền lực về nhân sự, nếu không còn làm bí thư thành ủy làm gì nữa. Đâu chỉ là hai phó giám đốc sở, còn một vị trí của Trần Thiên Thu nữa, là ba vị trí phó giám đốc sở, còn có vị trí cục trưởng cục giáo dục, sẽ là một loạt sáo động nhân sự, cũng là đống lửa thứ nhất sau khi Hạ Tưởng nhậm chức và bắt đầu triển khai thủ đoạn. Buổi trưa cùng ăn cơm với Phó Tiên Phong, Phó Tiên Phong lại giới thiệu vài người bạn cho hắn quen biết. Nói là giới thiệu bạn bè nhưng Hạ Tưởng cũng nhìn ra. Kỳ thật Phó Tiên Phong tìm mấy kẻ coi tiền như rác đến thanh toán. Tuy nhiên có thể mời Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển và Bí thư Thành ủy Tần Đường ăn cơm, như vậy cho dù là ở thủ đô coi tiền như rác cũng có thể xếp được đầy một phố, còn tranh trước tranh sau sợ không tới lượt. Từ biệt Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng không về thẳng Tần Đường, mà là đi Thiên Trạch, cũng không đến Thành ủy Thiên Trạch mà đến thẳng Hoa Hải Nguyên, hắn muốn gặp Tào Thù Lê và Lý Thấm. Tào Thù Lê từ sau khi bị Liên Nhược Hạm dụ dỗ, hiện tại cũng thành một kẻ ham lợi đúng kiểu,
ngày nào hai mắt cũng sáng rực nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, chứ ăn cơm và ngủ ra thì lúc nào cũng cùng với Lý Thấm theo dõi dao động của chỉ số, không vui thì buồn, theo như chính lời nói của cô hình dung thì gọi là sống mơ mơ màng màng như người say rượu. Tiền vốn hiện tại của Liên Nhược Hạm đã từ 10 tỷ đô la Mỹ lúc ban đầu nhanh chóng tăng lên tận 180 tỷ. Nhưng ham muốn của con người là vô tận. Trước kia Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê đã thỏa thuận, có thể kiếm được 100 tỷ đô la Mỹ thì sẽ dừng tay, như vậy cũng đủ chi tiêu cả đời. Kết quả sau khi có được 100 tỷ, còn nói nếu có 200 tỷ thì tốt quá. Lý Thấm cũng là kiếm đến đỏ con mắt cũng chưa chịu thu tay lại, ba người phụ nữ ăn nhịp với nhau, đều quyết định không kiếm được đầy mâm đầy chậu thề không bỏ qua, dù sao cũng là của cải của người Mỹ, kiếm được nhiều cũng không bị gánh nặng tâm lý. Hơn nữa hiện tại nguy cơ tín dụng thứ cấp dẫn tới uy lực của cơn bão tài chính đã bước đầu lộ ra, chẳng những giá dầu giảm xuống trên diện rộng, cổ phiếu cũng giảm mạnh, rất nhiều ngân hàng đều ở bên bờ vực phá sản. Lần này Liên Nhược Hạm đi Mỹ, chính là muốn dùng 20 tỷ đô la Mỹ để thu mua một ngân hàng nhà nước Mỹ có thương hiệu lâu đời, đồng thời tiếp xúc với một số chùm dầu mỏ, chuẩn bị mua một lượng lớn cổ phiếu công ty xăng dầu. Nắm giữ tài nguyên và ngân hàng có nghĩa là nắm giữ mạch máu của nền kinh tế. Hạ tưởng tới Hoa Hải Nguyên xưa đâu bằng nay, cho dù là mùa đông, du khách cũng nhiều như nước. Gặp được Tào Thù Lê và Lý Thấm, hắn đã đến mà hai người nhìn như không thấy, đều chỉ thản nhiên hỏi một tiếng, rồi mắt lại dán vào màn hình máy tính. Hạ tưởng chỉ có thể cười bất đắc dĩ, hai người phụ nữ này trước kia sùng bái hắn nhất, bây giờ đều mê tít đô la Mỹ, so với nhân dân tệ đô la Mỹ vẫn là có lực hấp dẫn lớn hơn, mỹ nữ đều yêu thích. Kỳ thật hắn cũng không thật tâm oán giận Tào Thù Lê và Lý Thấm, bởi vì hắn cũng hiểu rõ dù sao hiện tại mấy mỹ nữ thao túng hơn 100 tỷ tiền vốn, chỉ hơi vô ý một chút là có khả năng biến thành vài tỷ đô la Mỹ, tuyệt đối không thể sơ suất. Thật may là tính tình Tào Thù Lê không màng danh lợi, nên suy nghĩ rất tỉ mỉ. Lý Thấm làm việc lại có nề nếp, vô cùng cẩn thận mà nghiêm túc, hai người chưa bao giờ gây ra sai lầm. Hạ tưởng đưa Tào Thù Lê và Lý Thấm đi ăn cơm tối. Buổi tối ngủ lại Hoa Hải Nguyên. Sau khi lên giường, Tào Thù Lê mới lại khôi phục sự dịu dàng của người phụ nữ, chăm sóc Hạ Tưởng một đêm. Hạ Tưởng thấy cô tiều tụy đi, thương tiếc mà khuyên cô đừng quá sức. Cô bé Lê lại nói cô hiện tại kiếm tiền không phải vì chính mình, mà là vì muốn nắm giữ tài nguyên kinh tế nhiều hơn nữa, nói cách khác, là vì muốn bảo đảm tiền đồ trong chốn quan trường của Hạ Tưởng về sau luôn đứng ở thế bất bại. Chương 1125. Chẳng có gì là bất ngờ, đã mong đợi từ lâu. Hạ Tưởng cũng biết rõ tấm lòng của cô bé Lê, cô và Liên Nhược Hạm rất xem thường tiền tài, nguyên nhân cũng là từ nhỏ không thiếu tiền, hơn nữa dục vọng cũng không lớn, không giống như một số ngôi sao, ra vào các cửa hàng đồ hiệu, sợ người khác nghĩ các cô không có tiền hay sao. Kẻ có tiền chân chính sẽ không thể hiện sự giàu có bằng túi sách, đồng hồ và xe hơi, mà là thể hiện bằng lực ảnh hưởng và quyền phát ngôn. Đêm tân hôn không bằng xa cách một thời gian, cảnh tượng tự nhiên là nói không hết, cô bé Lê bị Hạ Tưởng giày vò đến ngủ sâu, Hạ Tưởng lại khó có thể ngủ, đôi mắt lóe sáng trong đêm đen, giống như đang tìm thứ gì đó vậy. Ngày hôm sau phải về tần đường, Tào Thù Lê cũng không giữ lại, tiễn hắn đi. Hạ Tưởng ngược lại khuyên Lý Thấm mau chóng hoàn thành hôn nhân đại sự, dù sao cứ kéo dài như vậy cũng không hay. Lý Thấm đồng ý, chắc cũng hiểu là tuổi đã lớn rồi. Cũng có thể là cứng cỏi rồi, cưới Tề Á Nam cũng không phải là trèo cao gì. Tinh khí Lý Thấm khá cao ngạo, không muốn để người ta có ấn tượng là cô dựa vào nhà họ Tề. Hiện tại gia sản của cô đã vượt qua con số 100 triệu đô la Mỹ, cả tập đoàn Tề thì cũng không thể so sánh với cô. Còn có thể nói, Tề Á Nam cưới cô coi như thơm lây. Hạ Tưởng quay trở về thủ đô, vốn định chỉ đi qua rồi quay thẳng về tần đường, không ngờ lại nhận được điện thoại của Lý Đinh Sơn. Lại hẹn hắn gặp mặt. Sau khi Lý Đinh Sơn và Vương Thiếu Mẫn tốt nghiệp trường Đảng Trung ương đều có nơi tốt để đi. Vương Thiếu Mẫn được điều đến tỉnh Tây đảm nhiệm chức phó chủ tịch tỉnh, tham gia đội ngũ dưới quyền Tào Vĩnh Quốc. Lý Đinh Sơn thì được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Thương mại, xem như đều vượt qua bước mấu chốt từ cấp sở đến cấp phó tỉnh. Khi tới được địa điểm gặp mặt với Lý Đinh Sơn thì Hạ Tưởng không ngờ là Tống Nhất Phàm đã ở đó. Tống Nhất Phàm ăn mặc gọn gàng, quàng một chiếc khăn quàng cổ màu hồng nhạt, làm tôn lên khuôn mặt đẹp như ngọc của cô, kiều diễm như dáng mây, rất động lòng người. Vừa thấy Hạ Tưởng, Tống Nhất Phàm liền ưng một tiếng, đi tới quàng lấy cánh tay Hạ Tưởng. Anh Hạ,
anh tới thủ đô cũng không chủ động đến gặp em, xấu quá, không nhớ em gì hết. Làm bí thư thành ủy thì càng cao ngạo hơn, có phải hay không? Bí thư thành ủy và thị trưởng là cùng cấp, có hiểu hay không? Hạ Tưởng nói giỡn. Ái chà chà, anh làm bí thư thành ủy, không đến gặp em là anh không đúng, em phải phê bình anh. Tống Nhất Phàm bĩu môi, hồn nhiên không để ý Lý Đinh Sơn có ở đây. Lý Đinh Sơn chỉ cười hiền lành, vẻ mặt ngoài quý mến ra thì còn có vui mừng. Hạ Tưởng và Tống Nhất Phàm đều trưởng thành dần trước mắt ông ta, một trưởng thành làm đến bí thư thành ủy, một là sinh viên hàng đầu Đại học Bắc Kinh, hơn nữa lại sắp tốt nghiệp, ông ta quả thật cảm thấy vui mừng từ trong tâm khảm. Tuy rằng vị trí thứ trưởng Bộ Thương mại khả năng triển vọng không phải rất lớn, có lẽ sau một lần này là phải lùi về tuyến 2, nhưng tốt xấu cũng là đãi ngộ cấp phó tỉnh, ông ta đã cảm thấy hài lòng rồi. Địa điểm hẹn gặp là một quán trà bởi vì có Tống Nhất Phàm đi cùng, hiển nhiên gặp mặt mang tính chất cá nhân, thật ra với quan hệ của Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn, công và tư đã không còn phân rõ. Lý Đinh Sơn không thay đổi bao nhiêu, vẫn gầy như cũ nhưng nhanh nhẹn, câu nói đầu tiên sau khi ông ta ngồi xuống là Hạ Tưởng, tôi đề cử cho cậu một người vào vị trí trưởng ban tuyên giáo thành ủy thành phố Tần Đường, tuyệt đối vừa lòng cậu, còn có thể khiến khắp mọi nơi bằng lòng. Xem ra, thế cục Tần Đường đúng là tác động vào tâm lý của không ít người. Vốn dĩ chuyện của Trần Thiên Thu có thể giấu giếm được lâu, kết quả mới qua hơn nửa ngày, ngay cả Lý Đinh Sơn cũng biết. Hạ Tưởng không thể không cười, không động đến vấn đề nhân sự thì thôi, còn đã động đến thì chính là mây chuyển bốn phương. Một vị trí trưởng ban tuyên giáo thành ủy cũng đã phía Nam thì tới thành phố Yến, phía Bắc thì tới thủ đô, hấp dẫn cái nhìn của rất nhiều người. Lý Đinh Sơn đã chọn được người thích hợp sao? Hạ Tưởng nói, trưởng ban Lý có đề nghị gì hay sao? Chu Duệ Nhạc. Lý Đinh Sơn cười tủm tỉm nói ra người đã chọn. Mắt Hạ Tưởng sáng ngời, thế nào mà lại quên mất anh ta? Cũng đúng thật, Chu Duệ Nhạc là học viên lớp đào tạo trung thanh niên, kinh nghiệm lý lịch tuyệt đối đủ, anh ta lại không có lập trường và khuynh hướng rõ ràng dứt khoát, vừa không xem như người của Phạm Duệ Hằng, cũng không phải người của Tôn Tập Dân. Hơn nữa quan trọng chính là, anh ta đã từng học lớp đào tạo trung thanh niên, tuyệt đối có thể cho anh ta thêm không ít điểm. Sau khi Chu Duệ Nhạc tốt nghiệp lớp đào tạo trung thanh niên, cũng không thăng tiến được bước nhỏ nào, vẫn là đảm nhiệm phó thị trưởng, tuy nhiên không ở thành phố Lang, mà là ở thành phố Thủy Hằng. Xem như là một tiếc nuối nho nhỏ, nếu anh ta có thể đến thành phố Tần Đường đảm nhiệm trưởng ban tuyên giáo, và thuận lợi tiến vào hội nghị thường vụ, cũng coi như không phụ công một năm trường đảng trung ương bồi dưỡng. Sau khi Chu Duệ Nhạc tốt nghiệp vẫn dậm chân tại chỗ như cũ. Thứ nhất là bởi vì kinh nghiệm lý lịch của anh ta hơi nông, thứ hai là đến thời khắc mấu chốt không ai kéo anh ta lên. Phỏng chừng là thời còn ở lớp huấn luyện trung thanh niên, Lý Đinh Sơn và Chu Duệ Nhạc khá hợp nhau, lúc này đưa ra đề xuất, cũng tương đương với việc mở ra một cánh cửa lớn cho Chu Duệ Nhạc. Hạ Tưởng trầm ngâm một lát, rồi nói lời thật lòng. Tôi cũng vô cùng xem trọng năng lực và cách đối nhân xử thế của Chu Duệ Nhạc, tuy nhiên đáng tiếc chính là... Lúc trước tôi đã đề xuất Phó Hiểu Bân và Thường Hào với Bí Thư Mai, bây giờ lại thay đổi, thì có vẻ lật lọng. Lý Đinh Sơn gật gật đầu. Chỉ là một đề nghị, nếu Phó Hiểu Bân và Thường Hào đều không được thông qua, nhắc tới Chu Duệ Nhạc là được. Tôi hiểu rồi. Tống Nhất Phàm ở bên cạnh giả vờ giả vịt uống trà một cách điềm đạm nho nhã, bỗng nhiên chọc vào một câu. Sách lược này trong kinh doanh gọi là sản xuất một thế hệ, nghiên cứu phát triển một thế hệ, dự trữ một thế hệ. Nói về một mối quan hệ yêu đương, một người dụ dỗ, một người lừa dối, Chu Duệ Nhạc chính là một người dự bị. Lý Đinh Sơn cười ha hả, Hạ Tưởng cũng buồn cười. Anh và trưởng ban Lý đang thảo luận chuyện nghiêm túc, cho em đi cùng lại trở thành quấy nhiễu. Ai quấy nhiễu? Tống Nhất Phàm đương nhiên không phục. Em ăn ngay nói thật mà, cũng không khác gì với ứng cử viên bầu cử, em thấy Chu Duệ Nhạc nên gọi là Chu ứng cử đi. Ha hả. Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn cùng liếc mắt nhìn nhau cười. Tống Nhất Phàm so sánh không thỏa đáng cho lắm, sự khác biệt giữa các ứng cử viên khi bầu cử chính là cái đặc sắc của chính trị trong nước. Nhưng tình huống của Chu Duệ Nhạc lại có chút đặc biệt, không thể đánh đồng, nhưng kỳ thật cẩn thận phân tích ra thì cũng ít nhiều có điểm tương tự. Rốt cuộc là thiên kim của bí thư tỉnh ủy, mưa dầm thấm đất, cũng có trình độ hiểu biết nhất định với nền chính trị trong nước. Ăn xong cơm tối. Lại nói chuyện với Lý Đinh Sơn một lúc, Lý Đinh Sơn mới chào tạm biệt rồi đi.
Tống Nhất Phàm thì ở lại với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vốn định chạy cả đêm về Tần Đường, Tống Nhất Phàm không cho, hắn cũng đành ở lại thủ đô thêm một đêm. Trời lạnh, đêm ở thủ đô vẫn phồn hoa như cũ, Hạ Tưởng bị Tống Nhất Phàm lôi kéo đi dạo phố. Gần đây cứ luôn bị bắt dạo đường phố, Hạ Tưởng là bất đắc dĩ, còn Tống Nhất Phàm thì giống y như một con gấu bông lớn, ôm chặt lấy cánh tay hắn, dùng nửa thân trên ép chặt lấy Hạ Tưởng, nhưng nói thật bộ ngực ấm nóng thơm ngát ngọc ngà lại là giấc mộng của mọi thằng đàn ông. Hơn nữa hiện tại Tống Nhất Phàm lại là một mỹ nữ toàn vẹn, mùi thơm ngát ập vào mũi, thân thể mềm mại, vẫn là làm cho người ta trầm mê. Đi mệt, Tống Nhất Phàm cũng không muốn về trường học ngủ, bảo Hạ Tưởng thuê phòng, còn cố ý nhắc nhở Hạ Tưởng. Đừng có ý nghĩ xấu, thuê phòng chỉ là để ngủ, ngủ có nghĩa là nằm ở trên giường đi vào giấc ngủ, không phải nghĩa theo kiểu một nam một nữ ở cùng một chỗ, ai già, không nói nữa, dù sao anh đừng nghĩ ngợi lung tung là được. Hạ Tưởng liền cười. Anh nghĩ ngợi lung tung cái gì, em nói chuyện phức tạp quá, thuê thẳng hai phòng là xong chứ gì. À, đúng thật, thế mà em không nghĩ ra nhỉ. Tống Nhất Phàm há to miệng, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Anh Hạ cũng là người thông minh, dù sao cũng là tiêu tiền của anh, thuê ba phòng cũng không thành vấn đề. Hạ Tưởng đã sớm nhìn ra được cô chột dạ và ánh mắt trốn tránh của cô nên mới không vạch trần cô, dẫn cô đi vào một khách sạn. Thuê hai phòng. Khi đăng ký phòng, nhân viên phục vụ còn cố ý hỏi thêm một câu. Hai phòng sao? Dáng vẻ kinh ngạc, dường như một nam một nữ đến dừng chân, không ở cùng một chỗ là không bình thường vậy, huống chi lại là một nam một nữ tuổi còn trẻ, cô gái còn là mỹ nữ vẹn toàn. Nói là hai phòng, nhưng Tống Nhất Phàm đồng ý hiền lành mà ở phòng của cô ta mới là lạ. Cô đến phòng của Hạ Tưởng, xem tivi rồi lại nói chuyện. Còn bảo Hạ Tưởng và cô chơi trốn tìm, chơi đoán chữ, rất có xu thế không dày vò Hạ Tưởng thề không bỏ qua. Hạ Tưởng đã bị cô đùa cợt đến mặt xám mày cho, mệt mỏi ứng phó. Hạ Tưởng cũng biết rõ tấm lòng của cô bé Lê, cô và Liên Nhược Hãm rất xem thường tiền tài, nguyên nhân cũng là từ nhỏ không thiếu tiền, hơn nữa dục vọng cũng không lớn, không giống như một số ngôi sao, ra vào các cửa hàng đồ hiệu, sợ người khác nghĩ các cô không có tiền hay sao. Kẻ có tiền chân chính sẽ không thể hiện sự giàu có bằng túi sách, đồng hồ và xe hơi, mà là thể hiện bằng lực ảnh hưởng và quyền phát ngôn. Đêm tân hôn không bằng xa cách một thời gian, cảnh tượng tự nhiên là nói không hết, cô bé Lê bị Hạ Tưởng giày vò đến ngủ sâu, Hạ Tưởng lại khó có thể ngủ, đôi mắt lóe sáng trong đêm đen, giống như đang tìm thứ gì đó vậy. Ngày hôm sau phải về Tần Đường, Tào Thù Lê cũng không giữ lại, tiễn hắn đi. Hạ Tưởng ngược lại khuyên Lý Thấm mau chóng hoàn thành hôn nhân đại sự, dù sao cứ kéo dài như vậy cũng không hay. Lý Thấm đồng ý, chắc cũng hiểu là tuổi đã lớn rồi, cũng có thể là cứng cỏi rồi, cưới Tề Á Nam cũng không phải là trèo cao gì. Tính khí Lý Thấm khá cao ngạo, không muốn để người ta có ấn tượng là cô dựa vào nhà họ Tề. Hiện tại gia sản của cô đã vượt qua con số $100 triệu, cả tập đoàn Tề thì cũng không thể so sánh với cô. Còn có thể nói. Tề Á Nam cưới cô coi như thơm lây. Hạ Tưởng quay trở về thủ đô, vốn định chỉ đi qua rồi quay thẳng về Tần Đường, không ngờ lại nhận được điện thoại của Lý Đinh Sơn, lại hẹn hắn gặp mặt. Sau khi Lý Đinh Sơn và Vương Thiếu Mẫn tốt nghiệp trường Đảng Trung ương đều có nơi tốt để đi. Vương Thiếu Mẫn được điều đến tỉnh Tây đảm nhiệm chức phó chủ tịch tỉnh, tham gia đội ngũ dưới quyền Tào Vĩnh Quốc. Lý Đinh Sơn thì được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Thương mại. Xem như đều vượt qua bước mấu chốt từ cấp sở đến cấp phó tỉnh. Khi tới được địa điểm gặp mặt với Lý Đinh Sơn thì Hạ Tưởng không ngờ là Tống Nhất Phàm đã ở đó. Tống Nhất Phàm ăn mặc gọn gàng, quàng một chiếc khăn quàng cổ màu hồng nhạt, làm tôn lên khuôn mặt đẹp như ngọc của cô, kiều diễm như dáng mây, rất động lòng người. Vừa thấy Hạ Tưởng, Tống Nhất Phàm liền ưng một tiếng, đi tới quàng lấy cánh tay Hạ Tưởng. Anh Hạ, anh tới thủ đô cũng không chủ động đến gặp em, xấu quá. Không nhớ em gì hết. Làm bí thư thành ủy thì càng cao ngạo hơn, có phải hay không? Bí thư thành ủy và thị trưởng là cùng cấp, có hiểu hay không? Hạ Tưởng nói giỡn. Ái chà chà, anh làm bí thư thành ủy, không đến gặp em là anh không đúng, em phải phê bình anh. Tống Nhất Phàm bĩu môi, hồn nhiên không để ý Lý Đinh Sơn có ở đây. Lý Đinh Sơn chỉ cười hiền lành, vẻ mặt ngoài quý mến ra thì còn có vui mừng. Hạ Tưởng và Tống Nhất Phàm đều trưởng thành dần trước mắt ông ta, một trưởng thành làm đến bí thư thành ủy, một là sinh viên hàng đầu Đại học Bắc Kinh, hơn nữa lại sắp tốt nghiệp,
ông ta quả thật cảm thấy vui mừng từ trong tâm khảm. Tuy rằng vị trí thứ trưởng Bộ Thương mại khả năng triển vọng không phải rất lớn, có lẽ sau một lần này là phải lùi về tuyến 2, nhưng tốt xấu cũng là đãi ngộ cấp phó tỉnh, ông ta đã cảm thấy hài lòng rồi. Địa điểm hẹn gặp là một quán trà bởi vì có Tống Nhất Phàm đi cùng, hiển nhiên gặp mặt mang tính chất cá nhân, thật ra với quan hệ của Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn, Công và Tư đã không còn phân rõ. Lý Đinh Sơn không thay đổi bao nhiêu, vẫn gầy như cũ nhưng nhanh nhẹn, câu nói đầu tiên sau khi ông ta ngồi xuống là: Hạ Tưởng, tôi đề cử cho cậu một người vào vị trí trưởng ban tuyên giáo thành ủy thành phố Tần Đường, tuyệt đối vừa lòng cậu, còn có thể khiến khắp mọi nơi bằng lòng. Xem ra, thế cục Tần Đường đúng là tác động vào tâm lý của không ít người. Vốn dĩ chuyện của Trần Thiên Thu có thể giấu giếm được lâu, kết quả mới qua hơn nửa ngày, ngay cả Lý Đinh Sơn cũng biết. Hạ Tưởng không thể không cười, không động đến vấn đề nhân sự thì thôi, còn đã động đến thì chính là mây chuyển bốn phương. Một vị trí trưởng ban tuyên giáo thành ủy cũng đã phía nam thì tới thành phố Yến, phía bắc thì tới thủ đô, hấp dẫn cái nhìn của rất nhiều người. Lý Đinh Sơn đã chọn được người thích hợp sao? Hạ Tưởng nói. Trưởng ban Lý có đề nghị gì hay sao? Chu Duệ Nhạc. Lý Đinh Sơn cười tủm tỉm nói ra người đã chọn. Mắt Hạ Tưởng sáng ngời, thế nào mà lại quên mất anh ta? Cũng đúng thật, Chu Duệ Nhạc là học viên lớp đào tạo trung thanh niên, kinh nghiệm lý lịch tuyệt đối đủ, anh ta lại không có lập trường và khuynh hướng rõ ràng dứt khoát, vừa không xem như người của Phạm Duệ Hằng, cũng không phải người của Tôn Tập Dân. Hơn nữa quan trọng chính là, anh ta đã từng học lớp đào tạo trung thanh niên, tuyệt đối có thể cho anh ta thêm không ít điểm. Sau khi Chu Duệ Nhạc tốt nghiệp lớp đào tạo trung thanh niên, cũng không thăng tiến được bước nhỏ nào, vẫn là đảm nhiệm phó thị trưởng, tuy nhiên không ở thành phố Lang, mà là ở thành phố Thủy Hằng. Xem như là một tiếc nuối nho nhỏ, nếu anh ta có thể đến thành phố Tần Đường đảm nhiệm trưởng ban tuyên giáo, và thuận lợi tiến vào hội nghị thường vụ, cũng coi như không phụ công một năm trường đảng trung ương bồi dưỡng. Sau khi Chu Duệ Nhạc tốt nghiệp vẫn dậm trận tại chỗ như cũ. Thứ nhất là bởi vì kinh nghiệm lý lịch của anh ta hơi nông, thứ hai là đến thời khắc mấu chốt không ai kéo anh ta lên. Phỏng chừng là thời còn ở lớp huấn luyện trung thanh niên, Lý Đinh Sơn và Chu Duệ Nhạc khá hợp nhau, lúc này đưa ra đề xuất, cũng tương đương với việc mở ra một cánh cửa lớn cho Chu Duệ Nhạc. Hạ Tưởng trầm ngâm một lát, rồi nói lời thật lòng. Tôi cũng vô cùng xem trọng năng lực và cách đối nhân xử thế của Chu Duệ Nhạc, tuy nhiên đáng tiếc chính là, lúc trước tôi đã đề xuất Phó Hiểu Bân và Thường Hào với Bí Thư Mai, bây giờ lại thay đổi, thì có vẻ lật lọng. Lý Đinh Sơn gật gật đầu. Chỉ là một đề nghị, nếu Phó Hiểu Bân và Thường Hào đều không được thông qua, nhắc tới Chu Duệ Nhạc là được. Tôi hiểu rồi. Tống Nhất Phàm ở bên cạnh giả vờ giả vịt uống trà một cách điềm đạm nho nhã, bỗng nhiên chọc vào một câu. Sách lược này trong kinh doanh gọi là sản xuất một thế hệ, nghiên cứu phát triển một thế hệ, dự trữ một thế hệ, nói về một mối quan hệ yêu đương, một người dụ dỗ, một người lừa dối, Chu Duệ Nhạc chính là một người dự bị. Lý Đinh Sơn cười ha hả, Hạ Tưởng cũng buồn cười. Anh và trưởng ban Lý đang thảo luận chuyện nghiêm túc, cho em đi cùng lại trở thành quấy nhiễu. Ai quấy nhiễu? Tống Nhất Phàm đương nhiên không phục. Em ăn ngay nói thật mà, cũng không khác gì với ứng cử viên bầu cử, em thấy Chu Duệ Nhạc nên gọi là Chu ứng cử đi. Ha ha! Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn cùng liếc mắt nhìn nhau cười. Tống Nhất Phàm so sánh không thỏa đáng cho lắm, sự khác biệt giữa các ứng cử viên khi bầu cử chính là cái đặc sắc của chính trị trong nước. Nhưng tình huống của Chu Duệ Nhạc lại có chút đặc biệt, không thể đánh đồng, nhưng kỳ thật cẩn thận phân tích ra thì cũng ít nhiều có điểm tương tự. Rốt cuộc là thiên kim của bí thư tỉnh ủy, mưa dầm thấm đất, cũng có trình độ hiểu biết nhất định với nền chính trị trong nước. Ăn xong cơm tối, lại nói chuyện với Lý Đinh Sơn một lúc, Lý Đinh Sơn mới chào tạm biệt rồi đi. Tống Nhất Phàm thì ở lại với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vốn định chạy cả đêm về Tần Đường, Tống Nhất Phàm không cho, hắn cũng đành ở lại thủ đô thêm một đêm. Trời lạnh, đêm ở thủ đô vẫn phồn hoa như cũ, Hạ Tưởng bị Tống Nhất Phàm lôi kéo đi dạo phố. Gần đây cứ luôn bị bắt dạo đường phố, Hạ Tưởng là bất đắc dĩ, còn Tống Nhất Phàm thì giống y như một con gấu bông lớn, ôm chặt lấy cánh tay hắn. Dùng nửa thân trên ép chặt lấy Hạ Tưởng, nhưng nói thật bộ ngực ấm nóng thơm ngát ngọc ngà lại là giấc mộng của mọi thằng đàn ông. Hơn nữa hiện tại Tống Nhất Phàm lại là một mỹ nữ toàn vẹn, mùi thơm ngát ập vào mũi, thân thể mềm mại, vẫn là làm cho người ta trầm mê. Đi mệt, Tống Nhất Phàm cũng không muốn về trường học ngủ,
bảo Hạ Tường thuê phòng, còn cố ý nhắc nhở Hạ Tường. Đừng có ý nghĩ xấu, thuê phòng chỉ là để ngủ, ngủ có nghĩa là nằm ở trên giường đi vào giấc ngủ, không phải nghĩa theo kiểu một nam một nữ ở cùng một chỗ, ai già, không nói nữa, dù sao anh đừng nghĩ ngợi lung tung là được. Hạ Tường liền cười. Anh nghĩ ngợi lung tung cái gì, em nói chuyện phức tạp quá, thuê thẳng hai phòng là xong chứ gì. À, đúng thật, thế mà em không nghĩ ra nhỉ. Tống Nhất Phàm há to miệng, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Anh Hạ cũng là người thông minh, dù sao cũng là tiêu tiền của anh, thuê ba phòng cũng không thành vấn đề. Hạ Tường đã sớm nhìn ra được cô chột dạ và ánh mắt trốn tránh của cô nên mới không vạch trần cô, dẫn cô đi vào một khách sạn, thuê hai phòng. Khi đăng ký phòng, nhân viên phục vụ còn cố ý hỏi thêm một câu. Hai phòng sao? Dáng vẻ kinh ngạc, dường như một nam một nữ đến dừng chân, không ở cùng một chỗ là không bình thường vậy, huống chi lại là một nam một nữ tuổi còn trẻ, cô gái còn là mỹ nữ vẹn toàn. Nói là hai phòng, nhưng Tống Nhất Phàm đồng ý hiền lành mà ở phòng của cô ta mới là lạ. Cô đến phòng của Hạ Tường, xem TV rồi lại nói chuyện, còn bảo Hạ Tường và cô chơi trốn tìm, chơi đoán chữ. Rất có xu thế không dày vò Hạ Tường thề không bỏ qua. Hạ Tường đã bị cô đùa cợt đến mặt xám mày cho, mệt mỏi ứng phó. Cũng may rốt cục Tống Nhất Phàm mệt mỏi, bởi vì hệ thống sưởi hơi mạnh, hơn nữa sau một lúc lâu, cô vật lộn nên ra không ít mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, đẹp không sao tả xiết. Tống Nhất Phàm tuyệt đối không coi mình là người ngoài, trong chốc lát cởi hết chỉ còn lại bộ quần áo mặc bên trong bó sát người, muốn đi tắm rửa. Cô còn thật sự là hào phóng, không để phòng lòng lang dạ sói của Hạ Tường một chút nào. Tắm thì tắm, Hạ Tường cũng không nghĩ nhiều, nghe tiếng nước ào ào từ buồng vệ sinh truyền ra, một chút ý niệm mát mẻ trong đầu cũng không có. Hắn vẫn coi Tống Nhất Phàm là em, bí thư Tống phó thác Tống Nhất Phàm cho hắn chăm sóc, hắn phải chịu trách nhiệm tương ứng. Phụ nữ lúc nào cũng tắm rửa chậm chạp, Tống Nhất Phàm tắm táp đến nửa tiếng đồng hồ cũng chưa thấy đi ra, Hạ Tường ngủ ngay luôn trên giường. Bôn ba mấy ngày qua, quả thật hơi mệt mỏi. Cũng không biết mơ màng bao lâu, giật mình một cái tỉnh lại, trợn mắt mở ra, hóa ra hắn ngủ lơ mơ được nửa giờ, lại xem lại, ai, Tống Nhất Phàm vẫn còn chưa đi ra, tính đi tính lại cô bé tắm rửa mất một giờ, rất khoa trương. Hắn vội tới cửa, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Tiểu Phàm, em đang tắm hay là ngủ rồi, sao mãi không xong vậy? Không có âm thanh gì. Nghe ngóng kỹ càng. Bên trong không có một chút động tĩnh nào, Hạ Tường hơi sợ, lại gõ cửa vài tiếng, hô vài câu, kết quả vẫn là không có đáp lại, hắn liền không quan tâm nữa đẩy cửa mà vào. Đập vào mắt Hạ Tường chính là một hình ảnh tuyệt mỹ, một thân hình trắng nõn tươi trẻ tuyệt đẹp nằm ở trong bồn tắm lớn bên trong, tràn đầy bọt nước, mái tóc buông tự nhiên, khuôn mặt đỏ hồng, hai mắt khẽ nhắm, môi chúm lại, đúng là đang ngủ. Hạ Tường không kìm nổi mà cười, Tống Nhất Phàm thật sự là rất đáng yêu. Đang tắm mà cũng có thể ngủ được, hơn nữa còn ngủ khá say sưa, cô đúng là hết nói nổi. Nghĩ lại thấy không được, bây giờ là mùa đông, mặc dù có hệ thống sưởi, nhưng sau một lúc ngâm nước khẳng định là sẽ lạnh, nếu cứ như vậy ngủ tiếp sẽ cảm lạnh. Hắn lấy tay thử nước, quả nhiên ấm, để thêm nữa chắc chắn sẽ lạnh, liền nhẹ nhàng gọi Tống Nhất Phàm một câu. Tiểu Phàm, dậy đi, không thể ngủ ở trong này được. Tống Nhất Phàm liền bừng tỉnh, mở mắt. À, thế nào mà em lại ngủ, thật là quá mất mặt. Trong mơ màng, cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, quên mất trên người không mặc quần áo, liền đứng lên. Nước lạnh quá, dường như hơi cảm rồi, à. Cô cúi đầu nhìn mới chú ý trên người mình không có gì, có nghĩa là trần truồng ở trước mặt Hạ Tường, lập tức vô cùng xấu hổ. Anh xấu, anh hư, mắc cỡ chết được, anh nhắm mắt lại. Toàn thân Tống Nhất Phàm tràn đầy bọt nước. Thật sự là hàng thượng hạng trong nhân gian, xinh đẹp không thể tả, có mấy bọt nước ở trên ngực của cô vỡ ra, còn có hoa nước đọng lại ở trên mặt bụng bằng phẳng cô, mọi cái đẹp đều tập hợp ở một chỗ, làm người ta ói máu. Hạ Tường đã nghĩ phải nhắm mắt lại, chẳng qua hắn còn chưa kịp nhắm mắt, bởi vì Tống Nhất Phàm căng thẳng quá mức, liền trượt chân, hắn vội vàng bước về phía trước một bước, giơ tay chặn ôm ngang lấy Tống Nhất Phàm. So với chuyện ngã sấp xuống bị thương, thì mạo phạm giai nhân cũng không tính là lỗi. Tống Nhất Phàm bị Hạ Tường ôm cả người vào trong lòng, thẹn thùng vô cùng, mặt đỏ bừng, vội vàng nhắm mắt lại, cũng không dám liếc nhìn Hạ Tường. Hạ Tường chỉ cảm thấy chỗ tay chạm vào, ướt át mà trắng mịn,
có thể nói cảm xúc tột đỉnh, đúng là thân mình phập phồng tràn trề thanh xuân và tình cảm mãnh liệt. Hơn nữa một bàn tay của hắn đặt đúng vào mông Tống Nhất Phàm, mang đến một cảm giác thoải mái kinh người, khiến hắn cũng khó mà ngăn được ý loạn tình mê. Đàn ông đúng là vẫn còn một phần động vật bên trong. Hạ Tưởng ôm Tống Nhất Phàm ra bên ngoài, nhẹ nhàng đặt lên trên giường, Tống Nhất Phàm vẫn là không dám trợn mắt, chui vào trong chăn, chổng mông chổng đầu, trông như con đà điểu. Hạ Tưởng cũng không ngăn được xấu hổ, ho khan một tiếng. Anh đi lấy quần áo cho em. À, chờ một chút. Bỗng nhiên Tống Nhất Phàm đánh bạo thò đầu ra, mặt vẫn chưa hết đỏ, tuy nhiên trong ánh mắt đã không còn thấy vẻ bối rối, mà là trấn tĩnh hơn và càng nhiều suy tính. Anh nhìn thân thể của em nói cho cha biết. Lại nữa, Hạ Tưởng không nói gì, hắn thật đúng là sợ Tống Nhất Phàm nói cho Tống Chiêu Độ, sẽ làm hắn không có cách nào mà đối mặt với Tống Chiêu Độ, dù sao bí thư Tống phó thác con gái cho hắn, không phải là bảo hắn làm mấy chuyện nam nữ với Tống Nhất Phàm. Hạ Tưởng đành phải nói. Anh là vì giúp em thôi, nếu không em đã ngã sấp mặt. Anh chính là thừa cơ muốn ôm em, muốn lợi dụng, muốn động tay động chân với em. Tống Nhất Phàm không nói lý, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, liền xốc chăn lên. Để xem, có bản lĩnh lại nhìn cho đủ, dù sao em cũng bị anh nhìn thấy 8-9 lần rồi. Một bàn tay của Hạ Tưởng vốn để ở trên chăn, Tống Nhất Phàm kéo chăn, hắn bị trượt tay, ngã nhào lên người Tống Nhất Phàm. Tống Nhất Phàm ngược lại liền ôm lấy hắn, mãnh liệt dùng đôi môi nồng cháy mà hôn. Hạ Tưởng bị đôi môi ướt át mềm mại của Tống Nhất Phàm chạm vào, thân mình liền cảm thấy cứng đờ, hai tay cũng rất không nghe lời ôm lấy hai vai Tống Nhất Phàm. Mỹ nhân như hoa, mặc cho quân tử ngắt lấy, tay của hắn liền chậm rãi dừng ở bộ ngực vừa phải của Tống Nhất Phàm. Dáng người của Tống Nhất Phàm vô cùng đẹp, eo nhỏ mông to, hơn nữa tỷ lệ các nơi cân xứng, nhất là bộ ngực như một đôi chim bồ câu trắng, hồn nhiên lay động, tỏa ra từ tính mãnh liệt, hấp dẫn bàn tay to của Hạ Tưởng phải dừng ở bên trên. Tống Nhất Phàm vô cùng phối hợp thẳng người lên, hai tay đan vào nhau ôm lấy cổ Hạ Tưởng, thậm chí còn bắt đầu cởi quần áo Hạ Tưởng, một sự kiện tình cảm nam nữ ý loạn tình mê mãnh liệt sắp nhen nhóm. Bỗng nhiên, di động của Hạ Tưởng đổ chuông. Không được nghe. Tống Nhất Phàm rất kiên quyết không cho Hạ Tưởng nghe điện thoại. Anh dám tiếp, em liền dám nói cho cha biết đó. Hạ Tưởng tươi cười bất đắc dĩ, tay của hắn buông đôi chim bồ câu trắng của Tống Nhất Phàm ra, lại nhẹ nhàng thả cô ra, đắp chăn lên, nhẹ giọng nói. Ngủ một giấc cho ngon, ngoan, đừng làm loạn, là điện thoại của bí thư Tống. À, Tống Nhất Phàm có tật giật mình thè lưỡi, nghịch ngợm vươn chân từ trong chăn ra đá Hạ Tưởng. Anh vào buồng vệ sinh nghe điện thoại đi, ngàn vạn lần đừng nói cho cha là em và anh đang ở cùng nhau, mắc cỡ chết người. Vừa mới rồi còn uy hiếp, muốn nói cho Tống Chiêu Độ biết, hiện giờ lại sợ Tống Chiêu Độ biết, Hạ Tưởng liền hiểu Tống Nhất Phàm cố ý làm lớn chuyện nhưng kỳ thật chính cô ta cũng rất sợ. Hạ Tưởng đi vào buồng vệ sinh, còn cố ý đóng cửa lại, trong lúc nói chuyện điện thoại với Tống Chiêu Độ, hắn sợ nếu chẳng may Tống Nhất Phàm không cẩn thận lên tiếng. Thì khó mà giải thích, dù sao vừa rồi thiếu chút nữa gặp chuyện không may rồi. Hạ Tưởng, Ngưu Lâm Quảng ở tần đường, cậu không nên động vào gã trước. Tống Chiêu Độ vừa nhấc máy đã nói chuyện bằng một giọng vô cùng thận trọng. Ông ta là người tạo ra ấn tượng dường như mọi sự đều được tính trước kỹ càng, rất ít khi tỏ vẻ trịnh trọng lạ thường như vậy, Hạ Tưởng cũng hơi giật mình kinh hãi. Ngưu Lâm Quảng, đúng thật là rất có lai lịch sao? Có một số việc trong lòng cậu biết là được. Không cần hỏi chi tiết. Tống Chiêu Độ nói đến đó là thôi, lập tức không nói thêm nữa. Tiểu Phàm có phải ở cùng cậu hay không? Là ở cùng nhau, còn cùng một chỗ, tim Hạ Tưởng đập nhanh hơn một cách không giải thích được, vội hít sâu mấy lần, mới nói. Buổi tối cùng ăn cơm với trưởng ban lý, sau đó lại đưa Tiểu Phàm đi dạo, sẽ đưa cô bé trở về. Tống Chiêu Độ hiển nhiên không nghĩ nhiều, còn nói vài câu về hướng đi của Trần Phong. Hỏi thăm sức khỏe của Tào Vĩnh Quốc, rồi gác điện thoại. Ông ta chủ động gọi điện thoại tới cố ý nói chuyện Ngưu Lâm Quảng, chứng minh tình thế quả thật khá nghiêm trọng. Hậu thuẫn của Ngưu Lâm Quảng đặc biệt cứng rắn, mạnh mẽ, chính là ra tay với thủ đoạn độc ác, không ngờ khiến Mai Thái Bình và Tống Chiêu Độ đều cố ý nghiêm túc nhắc nhở hắn. Xem ra là chuyện lớn có bí ẩn đây. Khiến Hạ Tưởng không ngờ chính là, hắn còn chưa ra khỏi buồng vệ sinh thì di động lại vang lên. Là điện báo của Phó Tiên Phong.
Phó Tiên Phong vừa nghe máy liền bật cười ha hả. Hạ Tưởng, đã quên nhắc nhở anh một việc, Tần Đường có một người là Ngưu Lâm Quảng, là một gốc giả cứng. Nếu anh muốn trừng trị gã, nhất định phải nghĩ ra kế sách vẹn toàn, chưa nghĩ ra, chưa chuẩn bị trước thì đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nói như vậy, chỗ dựa của Ngưu Lâm Quảng thực sự là vững chắc sao? Hạ Tưởng thử hỏi một câu. Tôi chỉ có thể nói như vậy, hỏi lại tôi cũng không biết. Phó Tiên Phong rất thông minh, không trả lời ngay mặt. Tôi cũng nhắc nhở anh một tiếng, đừng bởi vì mâu thuẫn với Ngưu Lâm Quảng mà khiến Tiên Tiên bị tổn thương. Rốt cuộc lai lịch của Ngưu Lâm Quảng như thế nào mà khiến Tống Chiêu Độ giữ kín như bưng, Phó Tiên Phong e dè ba phần, thật đúng là một gốc da cứng, cứng đến mức không thể dùng cách cứng rắn được. Chẳng trách gã dám công khai gây sự với hắn, hắn ngay tại chỗ cắt chức cục trưởng, gã liền thuê Trương Thần Phương cưới lương cao, gã đối xử như anh hùng, thật sự là vênh váo ngút trời. Chương 1126, hai lần nhắc nhở, tình thế nghiêm trọng. Tuy nhiên trước mắt xung đột giữa hắn và Ngưu Lâm Quảng cũng giới hạn như thế mà thôi, hắn không chủ định bắt các vụ việc kinh tế. Ước chừng xung đột ngay mặt với Ngưu Lâm Quảng cũng sẽ không nhiều, cho dù có, Hạ Tưởng cũng sẽ không lùi bước. Hắn sẽ không tùy tiện động vào Ngưu Lâm Quảng, nếu phải động chạm, tuyệt đối phải bắt được bằng chứng vô cùng xác thực sau đó mới động thủ lần nữa. Không động vào thì thôi, còn đã động vào là phải chí mạng. Lúc trở lại phòng thì thấy Tống Nhất Phàm đã không có động tĩnh gì. Lặng lẽ đến xem thì ra cô bé lại đang ngủ, Hạ Tưởng không kìm nổi cười. Thật đúng là một cô bé suy nghĩ nông. Cũng tốt, ngủ thì ngủ đi, có lẽ ngủ một giấc, ngày mai cô vẫn vui vẻ như thường. Hơn 9 giờ tối, Bành Vân Phong lại gọi điện thoại tới, anh ta nghe nói Hạ Tưởng đến Thiên Trạch, tưởng rằng Hạ Tưởng còn ở Thiên Trạch, muốn gặp mặt Hạ Tưởng. Không ngờ Hạ Tưởng đã tới thủ đô rồi, anh ta chỉ có thể tiếc nuối mà hỏi thăm Hạ Tưởng, còn nói mấy câu khách sáo. Rồi mới gác điện thoại. Trong đầu Hạ Tưởng không ngờ lại hiện lên một ý nghĩ, Bành Vân Phong cũng là một ứng cử viên không tồi cho vị trí trưởng ban tuyên giáo thành ủy thành phố Tần Đường. Ngày hôm sau đưa Tống Nhất Phàm quay về trường học, trên đường Tống Nhất Phàm lại trở về với dáng vẻ bình thường, cười hi ha không ngừng. Sau khi xuống xe, cô cúi xuống nói một câu vào tai Hạ Tưởng. Anh chạm vào em, đúng là cầm thú. Không chạm vào em, thì còn không bằng cầm thú. Hạ Tưởng không nói gì, trong ngoài đều không phải là người, hắn thật đúng là oan hơn Liễu Hạ Huệ. Về đến Tần Đường, tuy rằng mới rời khỏi 2 ngày, tin đồn đã nổi lên 4 phía Tần Đường. Đầu tiên là không giấu giếm được chuyện bệnh tình của Trần Thiên Thu, tất cả mọi người đều biết Trần Thiên Thu mắc bệnh nan y, chắc chắn phải từ chức, bởi vậy tất cả các cán bộ cấp cục tự nhận có tư cách tiếp nhận chức vụ trưởng ban tuyên giáo, lên vị trí phó giám đốc sở, đều nghe tin lập tức hành động. Đều bắt đầu hoạt động mọi nơi. Tiếp theo, tin tức truyền ra lần này Bí Thư Hạ đến thành phố Yến và thủ đô, thứ nhất là để chọn người tiếp nhận chức vụ trưởng ban tuyên giáo, thứ hai là vì chuyện thăng cấp của khu công nghệ cao cấp. Hai chuyện lớn, tuyệt đối là việc lớn hàng đầu của Tần Đường trước mắt. Một mình Bí Thư Hạ gánh vác hai trọng trách lớn, liền trở thành tiêu điểm gây chú ý nhất Tần Đường. Không chú ý cũng không được, cho dù là việc nào cũng đều đề cập đến điều chỉnh nhân sự. Người trong quan trường, một người xuống nhất định có người lên. Theo thứ tự tiến dần lên, là mục tiêu người trong quan trường cả đời cứ luôn theo đuổi. Trưởng ban tuyên giáo thành ủy là cấp phó giám đốc sở, nếu ủy ban kế hoạch và phát triển phê duyệt, lại có thêm 2 phó giám đốc sở, bây giờ từ không có gì tự dưng ra 3 vị trí phó giám đốc sở. Ít nhất cũng có 300 người ở Tần Đường đang nhìn chằm chằm vào 2 ngai vàng phó giám đốc sở. Từ cục trưởng đến phó giám đốc sở quá khó để vượt qua. Cả đời có lẽ chỉ có cơ hội một lần, không bắt lấy sẽ hối hận cả đời. Kỳ thật người trong quan trường không khác nhiều lắm với người xếp hàng nhận cơm ở canteen. Người ở phía trên vừa có động tĩnh, người đằng sau liền khẩn trương tiến dần lên. Nhưng thường thường xếp hàng không trật tự lắm, luôn luôn có người được nhét thêm vào, hơn nữa người được nhét thêm vào thường có quan hệ không tồi với người cấp dưỡng phụ trách phân phát đồ ăn. Người khác cũng chỉ có thể hờn dỗi, có bực tức cũng không dám nói. Sợ người cấp dưỡng cho ít đồ ăn, thậm chí không cho thịt.